Trương 2351 làm người giám sát được Ma Hoàng phái tới, trừ phi Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, thì bọn hắn mới sẽ ra tay. Về phần nguyên nhân Diệp Chân có giữ lại thì càng đơn giản. Ma Hoàng thất thái tử ở đây, một vạn thái tử thân vệ tinh nhuệ nhất phía sau hắn sẽ không động. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Chân và Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân ở đây rằng co, Diệp Chân kiềm chế lại Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân và hai khí tức đạo cảnh cường đại phía sau hắn cùng thiếp thân tinh nhuệ trong thái tử thân vệ sau lưng ma hoàng thất thái tử tổng vân hai quân giao chiến bắt đầu đột nhiên diệp chân và ma hoàng thất thái tử tổng vân giống như tâm hữu linh tê đồng thời thu tay lại ánh mắt đồng thời nhìn về phía dưới hai bên bờ huyết hà bắc thải thiên lãng quân và viện quân do thất thái tử tổng vân mang tới đã bắt đầu tiếp chiến mang theo vài phần vội vàng bắc thải thiên lãng quân của diệp chân ở bờ bắc huyết hà đã bày ra trận thế 400 chiếc phá thiên chu long nổ và viêm linh bạo ma nổ, tầng tầng lớp lớp triển khai. Các loại cự thuẫn lóe ra vô số phủ văn, tầng tầng dựng lên, dày đặc quân hào và nhịp trống, trên chiến trường trống rỗng tạo nên sát khí ngất trời. Lực uy hiếp của phá thiên chu long nổ thì không cần nhiều lời. Dù viện quân ma hoàng thất thái tử Tổng Vân mang tới là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thì cũng không dám xem thường. Từng người đội cốt thuẫn to lớn dày mà cồng cành, còn có màn sáng thủ hộ thôi động đến cực hạn ép tới bờ bóc huyết hà, bắt đầu tiến công thẳng tiến. Nhưng dù đây là tinh nhuệ ma hoàng thất thái tử Tòng Vân mang tới, thẳng tiến vẫn vô cùng gian nan. Không vì cái gì khác, trang bị chi bộ đội này của Diệp chân quá mức tinh lương. Hơn nữa, đấu pháp cũng rất xảo trá. Bên phía Bắc Hải Thiên Lãng quân rõ ràng có 400 chiếc phá thiên chu long nỗ, nhưng mỗi một lần bắn ra nhiều nhất chỉ vận dụng 200 chiếc phá thiên chu long nỗ. Luôn có 200 khung phá thiên chu long nỗ tản ra hung hãn lạnh khí tức, ngắm về phía bờ Bắc Huyết Hà chỉ cần đại quân ma tộc đạo cảnh và tinh nhuệ giới vương cảnh, hậu kỳ dám dựa vào thực lực bản thân đột kích tới, những phá thiên chu long nổ này tuyệt đối có thể ngay lập tức xé bọn hắn thành phấn vụn. Phá thiên chu long nổ đối với cường giả đạo cảnh có sức uy hiếp mạnh mẽ, mà viêm linh bạo ma nổ thì có thể gắt gao ngăn chặn những cường giả giới vương cảnh và đại lượng huyền cung cảnh tinh nhuệ xung kích. Mỗi một lần tổ chức lấy giới vương cảnh và huyền cung cảnh tinh nhuệ xung kích đều có thể bị 4000 chiếc viêm linh bạo ma nổ tập kích áp chế trở về. Đáng tiếc là đại quân của Diệp Trân chỉ có lợi thế trên mặt trang bị quân giới, nhưng lại không có thực lực cá nhân binh sĩ mạnh mẽ điều động thì xoay tròn như ý. Đại quân ma tộc có thể trong khoảng thời gian ngắn, từ từng phương hướng tạo thành quấy rối đối với đại quân Diệp Trân. Nhất là một bộ rực ma quân đoàn 5.000 người, không có địa từ lực trường áp chế, toàn bộ chiến trường giống như hậu hoa viên của nhà bọn hắn, xâm cướp như gió, tới lui tự nhiên, tạo thành bối rối rất lớn cho đại quân Diệp Trân. Nhưng huyền cơ phân thân của Diệp chân cũng không phải bài trí cũng tạo thành phiền toái rất lớn cho nhóm dực ma quân đoàn này. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, nhóm dực ma quân đoàn này đã chiến tử hơn 500, gần như người người mang thương. Tất cả đều là dưới ảnh hưởng của ác mộng gào thét mà Huyền Cơ phân thân thi triển ra, bị nỏ tiễn và yêu linh chiến binh tạo thành, trong lúc nhất thời cũng không dám quá càn rỡ. Lúc này, Tiểu Yêu thì vô cùng bận rộn, cũng chính là tiểu yêu bận rộn mới làm cho 6 vạn Bắc Hải Thiên, lãng quân này của Diệp Chân dù thương vong lớn nhưng phần lớn đều là tổn thương mà không vong. Chỉ cần loại trọng thương không phải ngay lập tức trực tiếp chết hết thì tiểu yêu đều có thể kéo cứu trở về, sắp chết biến thành trọng thương, trọng thương biến thành vết thương nhẹ, người bị vết thương nhẹ thì không ngại tiếp tục chiến đấu. Đây là trận ác chiến đầu tiên sau khi Diệp Trân mang đội quân Bắc Hải Thiên, lãng quân này ra. Ngay cả yêu linh chiến binh được trịnh đương thì coi như tính mệnh thì số lượng chiến tử cũng hơn 10 người có thể thấy được chiến lược của nhánh đại quân ma hoàng thất thái tử Tổng Vân này mang tới cường đại cỡ nào. Tinh nhuệ, mà còn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Loại tình huống này, vẫn đang chật vật thẳng tiến, không ngừng bước tiến về phía trận địa của Diệp Chân. Một khi bị khoảng cách của bọn hắn gần giết vào quân trận đại quân của Diệp Chân, vậy nương tựa theo thực lực cá thể mạnh mẽ của bọn hắn sẽ tạo thành thương vong gấp bội cho đại quân Diệp Chân, thậm chí là toàn quân bị diệt rất nhanh. Ma tộc đại quân đã bước tiến vào trong phạm vi 15 dặm quanh đại quân Diệp Trân. Khoảng cách này, chỉ cần tiếp tục thẳng tiến mấy dặm, đại quân ma tộc chỉ cần một hô hấp là có thể trùng sát vào quân trận của Diệp Trân. Đại quân của, ngươi sắp xong đời rồi, không có hy vọng. Nhìn tình hình chiến đấu hai quân phía dưới, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân vui sướng búng tay một cái, tâm tình nháy mắt trở nên rất tốt. Đại quân của ngươi xong đời, huyết hào pháo đài của ngươi cũng sẽ thất thủ theo quân luật của đại chu các ngươi, ngươi bao gồm người nhà của ngươi, đời này, toàn bộ đều xong đời. Bản thái tử cảm thấy ngươi phải suy tính một chút, đường lui của ngươi, hoặc là lui đi. Một khắc này, tâm tình của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân vô cùng tốt, loại khoái cảm nghiền ép cường địch làm cho thất thái tử Tòng Vân, có một loại xúc động nâng ly 300 chén. Đường lui, đường lui, nói thế nào? Diệp chân hít mắt, thuận thất thái tử Tòng Vân gốc dạ nói đi xuống, ngoài miệng thì lộ ra nụ cười như mê nụ cười này ở trong mắt thất thái tử tòng vân giống như nụ cười nhận sợ của diệp chân nhìn vô cùng dễ chịu người quen thuộc diệp chân thì biết đây là diệp chân đang đào hố cho kẻ địch đương nhiên cũng không tính là đào hố diệp chân chỉ tận lực tê liệt kẻ địch lần nữa vui sướng búng tay một cái đường lui của ngươi rất đơn giản đó chính là quy thuận bản thái tử phụng dưỡng bản thái tử bản thái tử luôn cầu hiền như khát chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận bản thái tử hiểm khích lúc trước sẽ không còn nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha lời còn chưa nói hết một cỗ thủy khí thủy triều tanh ẩm ướt đột ngột bay thẳng vân tiêu làm cho ma hoàng thất thái tử tòng vân ngẩn người thất thái tử điện hạ ta cảm thấy người cần phải cân nhắc đường lui là ngươi âm thanh tràn đầy ý cười của diệp chân làm cho sắc mặt của ma hoàng thất thái tử tòng vân vừa cúi đầu xuống đã đột ngột đại biến phục binh thủy tộc người bố trí phục binh thủy tộc ở chỗ này trong chiến trường phía dưới nguyên bản trong huyết hà chảy xiết nhưng chảy ngang thẳng xuống dưới đột nhiên nhấc lên sóng cả kinh thiên. Càng chết là, này dậy sóng giữa ẩn chứa vô số bằng bạc linh lực và hư ảnh to lớn. Trực tiếp quét qua đại quân ma tộc vừa đến gần bờ nam huyết hà. Từng cái huyết bồn đại khẩu, cắn một cái chính là hai ba ma tộc, binh sĩ bị cắn vào trong những cái huyết bồn đại khẩu đó. Bất ngờ không đề phòng, đại lượng ma tộc binh sĩ tại chỗ bị cắn một thành hai đoạn. Có chút tu vi mạnh mẽ, phản ứng kịp thời lại hoặc là nhục thân mạnh mẽ, điên cuồng thúc giục linh lực chống lại những huyết bồn đại khẩu đó cắn xé. Nhưng còn không chờ bọn hắn cảm thấy may mắn, thì những huyết bồn đại khẩu này đã xé rách bọn hắn tiến về đáy sông huyết hà, tiến vào đáy sông huyết hà, những hải yêu này nguyên bản chỉ có thể phát huy ra 7, 8 phần lực lượng, trong chớp mắt đã nhanh chóng đến 10 thành. Mà những ma tộc tinh nhuệ này lại phải phân ra một phần lực lượng đối ứng, với áp lực mạnh mẽ của nước và nước sông, thực lực giảm đột ngột. Dưới tình huống này, rất nhiều ma tộc tinh nhuệ lần nữa chết thảm trong huyết hà hơn ngàn đạo xúc tu màu đen nhô ra sẽ rách hơn ngàn vị ma tộc tinh nhuệ vừa tiến đáy nước người xuất thủ chính là phá hải đại thánh một con cự kình màu lam dài đến ba ngàn mét đột ngột há mồm khẽ hấp ma tộc tinh nhuệ vừa dãy dụa lấy trốn ra khỏi hải yêu tập kích đã nhao nhao rơi vào trong huyết bồn đại khẩu này truy cập halayzi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé khi vừa rơi vào bàng bạc linh lực của tĩnh hải đại thánh giống như cối xay trực tiếp đem nghiền thành huyết tương lần này lại có hơn một ngàn ma tộc binh sĩ chiến tử. Trên bầu trời, một ma tộc tướng lĩnh giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong nhìn một màn này, tức giận gầm hét lên. Ngay khi gào thét, hắn mang theo đuôi rồng chứa vài phần uy áp của thái cổ long tộc, đột ngột xuất hiện trong hư không, đuôi rồng màu lam co lại, tên ma tộc tướng lĩnh giới vương cảnh, cửu trọng cảm giác bị một đạo hải chi lực cực mạnh giật một cái, trong chớp mắt chia năm xẻ bảy. Ngắn ngủi mấy hơi thở, đại quân dưới trướng ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đã thương vong cao hơn một phần ba, tăng thêm chiến tổn trước đó, thương vong đã qua một nửa. Càng chết là, tập kích bất ngờ này làm cho tinh nhuệ dưới trướng ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, đại loạn. Bắc thải thiên lãng quân của Diệp Trân cũng không nhàn rỗi, từng chiếc phá thiên chu long nỗ, từng chiếc viêm linh bạo ma nỗ nhao nhao dưới quan tướng các cấp chỉ huy, triển khai săn giết tinh chuẩn, lần nữa mở rộng thương vong cho đại quân ma tộc. Thống lĩnh yêu linh chiến binh trịnh đương thì, trực tiếp dẫn theo tinh nhuệ trùng sát tiến vào trong đại quân ma tộc đang hỗn loạn tưng bừng giống như thần chết thu gặt sinh mệnh thấy thế sắc mặt ma hoàng thất thái tử tòng vân đã sớm trở nên xanh xám hướng về phía diệp chân tức giận gầm hét lên hèn hạ vô sỉ còn công bằng đánh một trận ngươi sớm đã có mai phục ở đây nước bọt của ma hoàng thất thái tử tòng vân đều sắp phun đến trên mặt diệp chân diệp chân lại là không thèm để ý chút nào lau đi nước bọt trên mặt nói như vậy, người mang theo trăm vạn đại quân đến san bằng huyết hà pháo đài ta là rất công bằng sao? còn nói công bằng chiến một trận, ngây thơ. hai chữ ngây thơ làm cho vẻ mặt ma hoàng thất thái tử tòng vân lúc xanh lúc đỏ, vô cùng khó xử. đương nhiên, đó cũng không phải ma hoàng thất thái tử tòng vân ngây thơ, chỉ là một đường bám đuôi đuổi tới, hắn quá tự tin. căn bản không ngờ diệp chân lại có thủy tộc mai phục ở đây, mà còn là thủy tộc mạnh mẽ. Phải biết, trên nhân ma chiến trường, trải qua vô số năm chiến tranh, thủy tộc không phải bị đại quân vây quét thì chính là bị khi đồ ăn và chiến lợi phẩm bị hai bên tiễu sát. Thủy yêu, thứ đồ gì? Trên nhân ma chiến trường, đừng nói bao nhiêu năm chưa từng thấy, cho dù nghe cũng chưa từng nghe qua. Mà bại trong tay Kỳ binh Diệp chân tỉ mỉ chuẩn bị, do Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải đại thánh mang tới, mà hoàng thất thái tử Tòng Vân là không an chút nào. Kỳ binh phục kích lại thêm lợi thế huyết hà làm cho chiến lực của thủy tộc phóng đại, mà chiến lực của ma tộc binh sĩ lại hạ xuống. Muốn không bại cũng khó khăn. Đại quân thất thái tử Tòng Vân tao ngộ trận đại bại này là một chút cũng không oan. Về phần chi thủy tộc này đi vào huyết hà như thế nào? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Diệp Chân thông qua không gian thận long châu mang tới. Tại ngay khi đi tới huyết hà pháo đài điều tra địa hình, Diệp Chân mới tạm thời an ra bọn người Tĩnh Hải đại thánh vào trong huyết hà. Nói thật, mang một chi thủy tộc như vậy đặc biệt tốn sức, không nói cái khác, lương thực tiêu hao trên đường đã là một con số kinh người. Đại đa số chúng yêu của thủy tộc đều là tu vi càng cao, sức ăn càng lớn. Nhưng chỉ bằng chiến tích hôm nay, đáng giá. Sau khi sắc mặt lúc xanh, lúc trắng không chịu nổi, vẻ mặt của thất thái tử Tòng Vân đột ngột khôi phục. Một trận, người sớm bày ra kỳ binh thủy tộc, đúng là người thắng, bản thái tử phục. Nhưng, chiến đấu giữa chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, bản thái tử sẽ không còn khinh thường như thế sát ý đột nhiên che kín gương mặt của thất thái tử tòng vân ngày ta gặp lại ngươi sẽ là tử kỳ của ngươi thất thái tử tòng vân quyết định nói ngày gặp lại diệp chân đột nhiên cười lên hôm nay còn không qua sao là ngày gặp lại nghe vậy sắc mặt của thất thái tử tòng vân hơi đổi ngươi tưởng rằng hôm nay ngươi còn có thể lưu lại ta hay sao diệp chân nhìn hai vị ma tộc ma tôn khí tức đạo cảnh từ xa bao phủ phương thiên địa này chậm rãi lắc đầu lưu lại thái tử điện hạ ngươi ta còn không có bản sự đó nhưng người đại quân hôm nay của ngươi thì một người cũng đừng mong trở về. Câu nói này Diệp Trân là nói thật, lưu lại Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân thì hắn thật không nắm chắc. Nằm mơ, sắc mặt và ánh mắt của thất thái tử Tòng Vân đột ngột biến thành như mũi tên, tinh nhuệ phía dưới chính là đại quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ của hắn. Nếu toàn bộ chiến tử ở đây như vậy chiến lực chi bộ đội của hắn ở huyết hà pháo đài kia ít nhất phải giảm bớt gần một nửa. Ở trong đó còn có một phần là tinh nhuệ trong thái tử vệ đội của hắn. Cho nên, cho dù chi bộ đội này đã giảm hơn một nửa quân số, nhưng hắn cũng nhất định phải mang toàn bộ số người còn lại về. Toàn quân rút lui. Trong chớp mắt, thất thái tử Tòng Vân đã có mệnh lệnh. Cho dù muốn rút thì đại quân dưới chứng ngươi cũng phải có cơ hội mới được. Diệp chân ung dung thán một tiếng, chỉ chiến trường phía dưới, lắc đầu nói. Ngươi xem một chút, bọn hắn còn có cơ hội rút lui không? Phá thiên Chu Long nỗ đã chu sát không sao biệt lắm cao thủ, của nhánh đại quân có can đảm thò đầu ra, tinh nhuệ còn lại căn bản không dám ló đầu. Thủy tộc vây công, đại quân tiểu sát, yêu linh chiến binh đột kích, trạng thái hỗn loạn đều làm cho đại quân của thất thái tử Tổng Vân, càng ngày càng gian nan. Ngươi quên, ta còn có bọn hắn. Vung tay lên, 71 đạo hắc quang lập tức tử, trong lòng bàn tay của ma hoàng thất thái tử Tổng Vân, bay ra. Ngay khi từng đạo khí tức lạnh lẽo mà hung tàn dâng lên, 71 ma hoàng chiến khôi lập tức gầm thét nhào về phía chiến trường. Mỗi một bộ ma hoàng chiến khôi, đều có được thực lực mạnh hơn cường giả giới vương cảnh cửu trọng, hung hãn không sợ chết, chiến lực cực kỳ cường đại. Mỗi một bộ ma hoàng chiến khôi đều có thể coi như nửa bước đạo cảnh để dùng. Lần trước, lúc tranh đoạt truyền thừa thượng cổ ma thần ở ma hồn giới, 100 ma hoàng chiến khôi của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đã bỏ mình trọn vẹn 29 cỗ. Vào giờ phút này, vì cứu viện tinh nhuệ còn lại, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân cũng thông suốt ra, trực tiếp lấy ra toàn bộ 71 cỗ ma hoàng chiến khôi còn sót lại nếu hắn không thể mang những tinh nhuệ còn lại này về, chiến lực bộ đội của hắn ở huyết hà pháo đài sẽ đại giảm. dựa vào quân lực hiện hữu của hắn, muốn đánh hạ huyết hà pháo đài sẽ rất khó. mà đối với ma hoàng thất thái tử hắn thì trăm vạn đại quân còn bắt không được một, chỉ là hai mươi hai vạn đại quân nhân tộc chấn thủ huyết hà pháo đài, đó chính là sỉ nhục, đó chính là lịch sử đen tối, đó chính là thóp mà mấy vị huynh đệ tranh đoạt chức vị ma hoàng với hắn sẽ dùng, mà công kích đối với hắn. Cho nên, hắn nhất định phải tận khả năng mang nhiều nhất những tinh nhuệ này về. Ngay khi nhìn thấy những ma hoàng chiến khôi này xuất hiện, sắc mặt của Diệp Trân lại đại biến. Lần này, sở dĩ hắn không tiếc bại lộ bọn người tĩnh hải đại thánh, và kỳ binh thủy tộc chính là vì đạt vững cơ sở toàn bộ huyết hà, chiến khu không thể bị công phá. Lúc này, thất thái tử Tổng Vân mang đến tổng cộng trăm vạn đại quân, trước đó Diệp Trân tập kích bất ngờ tiên phong, khiến cho giảm quân số đến 82 vạn đại quân. Lần này cùng với cổ thiết kỳ trước sau giáp kích kê khởi công kích Khai La thành lũy, lần nữa làm cho quân số đại quân của Thất thái tử Tòng Vân giảm gần 6 vạn. Binh lực của Thất thái tử Tòng Vân lập tức giảm mạnh đến 76 vạn. Mà giờ khắc này, trong chiến trường Ma Hoàng Thất thái tử Tòng Vân mang tới 8 vạn đại quân, nhưng tất cả đều là đại quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Thất thái tử hắn. Xử lý bọn hắn, chẳng khác nào rút mất cột sống đại quân dưới trướng Ma Hoàng Thất thái tử Tòng Vân không chỉ sẽ làm cho số lượng đại quân dưới trướng Thất Thái tử Tòng Vân giảm mạnh đến 68 vạn, mà còn làm cho chiến lực đại quân dưới trướng Thất Thái tử Tòng Vân giảm bớt gấp bội. Chỉ cần đạt thành mục tiêu này, Thất Thái tử Tòng Vân muốn dựa vào 68 vạn đại quân chiến lực đại giảm, sĩ khí không phấn chấn công phá huyết hà pháo đài, Dương Môn thành lũy, Khai La thành lũy, còn có một chi kỳ binh bên ngoài của Diệp Chân, độ khó trở nên phi thường lớn, có thể vô cùng nhẹ nhõm chống đến hai ngày sau. Bắc Bộ chiến khu đô đốc nghề Phong mang tới ít nhất 10 vạn viện quân đuổi tới, thậm chí có thể phản thủ làm công. Đây cũng là mục tiêu chiến lược quân sự trong kế hoạch lần này của Diệp Trân. Nhưng nếu để ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, mang theo này một bộ phận tinh nhuệ quay lại, kết quả sẽ không giống. Không chỉ sẽ làm cho phòng tuyến huyết hà, pháo đài của Diệp Trân trong hai ngày tiếp theo nhận áp lực và thương vong cực lớn. Hơn nữa sẽ làm cho Diệp Trân đánh mất chiến cơ bố trí tỉ mỉ lần này. Phải biết, trong trường hợp đại quân ma tộc cẩn thận cao độ, Chi kỳ binh này của Diệp Trân căn bản không có cơ hội, là quân coi giữ dưới trướng cổ thiết kỳ, chủ động chọc giận khiêu khích kê khởi mới tranh thủ đến chiến cơ lần này. 5.000 binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân ở Khai La Thành Lũy cũng không thể chết vô ích. Hơn nữa, một ngày này, giữa nhiều thủ thành chiến, Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Trân tính gộp lại giảm quân số đã cao tới một vạn, người bị thương vô số. Áp lực phòng thủ chỉ có thể càng ngày càng lớn, một trận chiến này nhất định phải toàn diệt quân địch. Ma Hoàng Chiến Khôi khóe miệng Diệp Chân đột ngột xuất hiện một tia cười lạnh. Thất thái tử điện hạ, loại thủ đoạn này không chỉ có riêng ngươi có, ta cũng có. Thần vệ đại đội thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh thần thụ, ra đi. Thần niệm khẽ động, lối ra không gian Thận Long Châu xuất hiện quang mang ở lòng bàn tay Diệp Chân, hơn ngàn đạo lưu quang từ trong lòng bàn tay Diệp Chân bay ra. Từng khí tức giới vương cảnh bành trướng khuấy động mà cuồng bạo, đột ngột xuất hiện. Một ngàn lẻ mười vị cao thủ thân mang phục sức y chỉ xa hải trống rỗng xuất hiện trong một ngàn lẻ mười vị này có một ngàn người, toàn bộ là cường giả giới vương cảnh, tu vi từ giới vương cảnh trung kỳ đến giới vương cảnh hậu kỳ không giống nhau. Còn có mười vị là đạo cảnh. Cường giả đạo cảnh đến từ y trĩ xa hải, lấy hành cung tổng quản hoàng thoát, mạt thản, trương dực đức, thanh liêm làm chủ đạo cảnh thần vệ y trĩ xa hải. Cùng lúc đó, Diệp chân hướng về phía hư không khẽ quát một tiếng. A à, sử, thoáng chốc, hư không hơi biến ảo, hình như không có thay đổi gì. Nhưng vẻ mặt của hai người giám thị đạo cảnh, Do ma hoàng phái tới lại có chút bất an nhìn hướng nơi xa sau lưng Cho dù hai người dám thị đạo cảnh nhìn thế nào thì cũng không nhìn ra hư thực Nhưng ma hoàng thất thái tử Tòng Vân còn ở đây Bọn hắn lại không dám rời khỏi một mảnh hư không này Đành phải phân thần bắt đầu đề phòng lực lượng ba động phương xa làm Cho bọn hắn cảm thấy kỳ quái kia Thật ra thì lực lượng ba động làm cho hai người giám sát đạo cảnh Do ma hoàng phái tới cảm thấy kỳ quái chỉ là lực lượng ba động Mà thận long nguyên linh A Sửu Thôi động thái của thận long mà thôi thận long nguyên linh a sử dùng thận khí trong thái cổ thận long tạo ra huyễn tượng phạm vi lớn ngoài chiến trường cho dù chiến đấu bên trong kịch liệt đến cỡ nào thì người đi ngang qua bên ngoài cho dù là đạo cảnh cũng không nhìn thấy gì đây không phải diệp chân cẩn thận mà là quân đoàn y đông thanh thần thụ không giống quân đoàn khác đại quân thủy yêu của tĩnh hải đại thánh còn có thể giải thích diệp chân chính là bắc hải bá tước thu phục một bộ phận bắc hải thủy yêu là chuyện rất bình thường nhưng diệp chân mang tới đại đội quân đoàn thần vệ thủ hộ y đông thanh thần thụ thì vô cùng mẫn cảm. Ý chí Sa Hải và biên quân Đại Chu không ngừng xung đột, cái này còn dễ nói, có Diệp Chân làm mối liên hệ, thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần thụ xuất hiện ở đây, dù sao cũng là trợ chiến, Đại Chu có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Chứ sẽ làm cho Diệp Chân càng thêm đáng chú ý thì sẽ không có bao nhiêu quan ngại. Nhưng, Thiên Miếu, Thiên Miếu và Y chí thần điện của Y chí Sa Hải chính là tử địch. Tử địch truyền kiếp, là loại tử địch không chết không thôi từng phát động chiến tranh tông giáo nếu tin tức bên cạnh diệp chân xuất hiện thủ hộ quân đoàn y đông thanh thần thụ truyền đến trong lỗ tai thiên miếu vậy thì có thể đưa tới cho diệp chân phiền phức ngập trời và vô tận biến số cho nên ngay khi thả ra thủ hộ quân đoàn y đông thanh thần thụ diệp chân đã để thận long nguyên linh a xử bày ra huyễn tượng che lấp lúc trước ngay khi nhận được mệnh lệnh hiệp phòng của quân bộ diệp chân đã gửi tin tức cho y trĩ thần điện để mấy tên thần vệ đại đội đạo cảnh bọn người như trương dực đức thanh liêm tổng quản hoàng thoát đến đây hiệu mệnh làm đòn sát thủ và tự vệ thời khắc mấu chốt diệp chân yêu cầu chỉ cần mấy tên cường giả đạo cảnh dù sao thì bên phía diệp chân chỉ thiếu khuyết đỉnh tiêm chiến lực đạo cảnh nhưng khi sa hải đại thần tế y trĩ thần điện nạp cáp nhĩ biết chuyện này lại không đồng ý cho rằng an nguy của thần sứ y trĩ thần điện diệp chân nặng hơn tất cả tuyệt đối không thể xem thường trực tiếp muốn phái toàn bộ thủ hộ quân đoàn y đông thanh thần thụ đã tổ kiến hoàn thành tới cho diệp chân để bọn hắn từng nhóm lẻn vào đuổi tới bên cạnh diệp chân bảo hộ diệp chân phải biết, thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ, biên viên không coi là nhiều, nhưng cũng có 10 vạn. Hơn nữa điều kiện chúng tuyển cực kỳ nghiêm ngặt, thông thần cảnh nhất trọng là yêu cầu thấp nhất, tất cả tướng lĩnh toàn bộ ưu tiên chọn lựa từ trong cuồng tín đồ của Diệp Chân. Phương diện trung thành tuyệt đối không bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng, sau khi tổ kiến hoàn thành, 12 đạo cảnh, 1500 giới vương cảnh, 8500 huyền cung cảnh, 9 vạn thông thần cảnh, đội hình cực kỳ cường đại, quyết định của Sa Hải Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ Dọa Diệp Chân sắp hỏng. Một chi quân đội có đội hình và thực lực cường đại như thế, nếu xuất hiện ở bên cạnh Diệp Chân, vậy thì không phải vấn đề chói mắt, mà là chuyện phạm kiêng kỵ. Quan hệ cá nhân với ngoại tộc, ám xúc tư binh, tội này ở Đại Chu cũng là trọng tội có thể xét nhà. Nhất là khẩu âm của tộc nhân y chỉ Sa Hải Sa kỳ lạ, vẻ bề ngoài đặc thù càng phi thường tươi sáng. Cho nên, Diệp Chân từ chối rất kiên quyết. Nhưng thái độ của Sa Hải Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ cũng rất kiên quyết. Nói là nhân ma chiến trường cực kỳ hung hiểm, chỉ mấy đạo cảnh là không đủ. Hiện tại xem ra, có lẽ Sa Hải Đại Thần Tế đã thông qua đủ loại bí pháp dự liệu được cái gì nên mới kiên trì như vậy. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Sa Hải Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ, đã phái ra một ngàn giới vương cảnh, người đạo cảnh bí mật lẻn vào đến bên cạnh Diệp Trân. Bảo hộ Diệp Trân, làm sát chiêu thời khắc mấu chốt của Diệp Trân. Ngay khi xuất hiện, thành viên đại đội thần vệ, lệ thuộc vào thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ, ngay lập tức thành kính hành lễ hướng về phía Diệp Chân. Thiên thần vinh quang sẽ thủ hộ các ngươi, đi thôi, giết sạch tất cả ma tộc trước mặt các ngươi. Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, trong miệng một đám thần tế và thần vệ của sa tộc hoặc hô to thần danh của thiên thần y trĩ sa hải, hoặc hô to thần danh của Diệp Chân thần sứ, giống như mãnh hổ xuống núi nhào về phía với những ma hoàng chiến khôi kia. Khí tức linh lực mang theo khô giáo, hoang vu, thê lương đột ngột càn quét về bốn phương tám hướng. Thấy một màn này, sắc mặt ma hoàng thất thái tử tòng vân biến đổi nhưng vẫn là một mặt kiên định một ngàn giới vương cảnh thì như thế nào sở dĩ ma hoàng chiến khôi được xưng là khôi lỗi chiến tranh cường đại nhất thế gian này năng lực công thủ xuất sắc nhất cường đại nhất cho dù là ở trong tộc ta thì cũng vô cùng quý hiếm đó là có nguyên nhân khi nói chuyện giữa ngón tay của ma hoàng thất thái tử tòng vân đột ngột bay ra hơn 10 giọt huyết tương kim sắc sền sệt ngay khi bay ra 10 giọt huyết tương này đã hóa thành hơn 70 phần bay vào trong cơ thể 71 ma hoàng chiến khôi. Trong chớp mắt, khí tức linh lực của 71 cỗ ma hoàng chiến khôi này tán phát ra lại mạnh mẽ hai thành. Đây là bí pháp ma hoàng, nhất mạch dùng tinh huyết của mình kích phát lực lượng ma hoàng chiến khôi. Ma hoàng chiến khôi của bản thái tử, một chi giới vương cảnh này của ngươi, không ngăn được. Nhưng còn chưa nói hết lời, sắc mặt ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đã đại biến, chỗ ánh mắt quét, tới, một ma hoàng chiến khôi bị bốn vị giới vương cảnh thần vệ vây công, trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Chuyện này, chuyện này không thể nào. Không có gì là không thể nào. Âm thanh của Diệp Trân tức thời vang lên. Mặc dù ma hoàng chiến khôi mạnh mẽ, nhưng nó cuối cùng chỉ là khôi lỗi chiến tranh mất đi linh trí, chỉ còn lại bản năng chiến đấu, căn bản không cách nào có thể so sánh với con người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, ma hoàng chiến khôi đúng là mạnh mẽ, nhưng nó gặp phải cũng chính là chiến sĩ cường đại nhất cùng tu vi trên thế gian này. Câu nói này của Diệp Trân làm, cho một đám thành viên thần vệ đại đội thủ hộ quân đoàn y đông thanh thần thụ ác chiến phía dưới một mặt kiêu ngạo câu nói này của thần sử diệp chân không sai mỗi một chiến sĩ y chỉ sa hải bọn hắn đều là chiến lực cường đại nhất trong cùng tu vi cấp bậc mỗi một chiến sĩ y chỉ sa hải được trang bị vô cùng đơn sơ thậm chí có thể xưng là nguyên thủy đều có thể chiến ngang tay với binh sĩ đại chu được trang bị tinh lương tác chiến dũng mãnh giống như mãnh thú hung hãn không sợ chết thế không thể đỡ mà sau khi những người này trở thành thành viên thủ hộ quân đoàn y đông thanh thần thụ của diệp chân thần xứ này nhất là thành viên thần vệ đại đội trước đến đến bên người diệp chính là súng hơi đổi pháo trước đó bọn hắn cầm cốt đao cốt thương mộc thuẫn vô cùng đơn sơ đã có thể đánh ngang tay với tinh nhuệ đại chu được trang bị tinh lương đến tận răng bây giờ bọn hắn lấy được trang bị tinh lương diệp chân cung cấp từng người như hổ mọc thêm cánh chiến lực tăng lên gấp đôi trước đó là mãnh hổ hiện tại chính là hổ điên dưới một đối một phía, đánh không lại ma hoàng chiến khôi huyết mạch truyền thừa mạnh mẽ, nhưng một khi mấy người đánh nhau, chém giết những ma hoàng chiến khôi này lại vô cùng nhẹ nhõm. Một ngàn thần vệ, đối chiến với 71 ma hoàng chiến khôi, còn có người vị đạo cảnh lược trận, ngắn ngủi mấy hơi thở đã làm cho con mắt của ma hoàng thất thái tử Tổng Vân, trừng tròn vo, đau lòng muốn thổ huyết. 71 cỗ ma hoàng chiến khôi, chỉ trong ngắn ngủi mấy hơi thở đã toàn quân bị diệt. Phải biết trước đó, 100 ma hoàng chiến khôi ở nhân ma chiến trường đã từng lập, nên chiến công nhẹ nhàng xuyên thủng một chi đại quân tinh nhuệ do một ngàn giới vương cảnh, năm nàng huyền cung cảnh, bốn vạn thông thần cảnh của đại chu tạo thành. Từ phần chiến tích này, người có thể hiểu rõ, tự tin đối với ma hoàng chiến khôi là từ đâu mà đến. Đương nhiên, một nguyên nhân quan trọng lập nên phần chiến tích này chính là những ma hoàng chiến khôi, này hung hãn không sợ chết. Một cái đầu bị gọt sạch non nửa bên cạnh kẻ địch, còn gầm thét chiến đấu, tình cảnh đó đủ để cho tim mật của chiến sĩ đều chết mất. Nhưng hôm nay, ma hoàng chiến khôi gặp phải dũng sĩ sa tộc cũng là bưu hãn, hung hãn không sợ chết, dũng mãnh như hổ. Hơn nữa càng có linh tuệ phối hợp mới lập nên chiến tích như vậy. Nhìn một màn này, Diệp chân ngược lại không có cảm giác gì. Một ngàn đối chiến 70, toàn quân bị diệt không phải rất bình thường sao? Không thể bình thường hơn được. Nhưng ma hoàng thất thái tử Tòng Vân lại bị kinh hãi, triệt để kinh ngạc, trong lúc nhất thời lại có chút sợ run. Thất thái tử Tòng Vân sợ run không quan hệ, nhưng thuộc hạ của hắn, còn có hai người giám sát đạo cảnh do ma hoàng phái tới xem ra tình hình bây giờ quá không đúng lúc này tình cảnh của thất thái tử tòng vân đã cực kỳ nguy hiểm đối với tình hình lúc này hai người diệp chân và ma hoàng thất thái tử tòng vân ở trên không trung còn không có cảm giác gì nhưng hai người giám sát kiêm người bảo vệ đối với thất thái tử tòng vân do ma hoàng phái tới ở phương xa thì thấy lúc này tình cảnh của ma hoàng thất thái tử tòng vân đã cực kỳ nguy hiểm trước mặt thất thái tử tòng vân có diệp chân rằng co bản thân Diệp Chân có thể liều tương xứng với Thất Thái tử Tòng Vân, đại biểu cho Diệp Chân có tác dụng khống chế mạnh mẽ đối với Thất Thái tử Tòng Vân. Trước đó còn không có gì, nhưng giờ phút này, bên cạnh Thất Thái tử, đột nhiên có thêm 10 vị cường giả đạo cảnh chiến lực khí tức đều cực kỳ cường đại, xung quanh còn có 1000 vị tinh nhuệ giới vương cảnh tinh thông liên thủ tác chiến. Nhất là trong những đạo cảnh kia có mấy người giống bọn người Trương Dực Đức, đều là đạo cảnh trung kỳ. Những người này đột nhiên xuất hiện đã nguy hiểm đến sinh mệnh của thất thái tử Tòng Vân mà ngay cả hai người giám sát này cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Bởi vì giờ khắc này, cho dù bọn hắn xuất thủ thì cũng không hoàn toàn chắc chắn đối với việc cứu Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân ra khỏi vòng vây của quân địch. Chớ nhìn bọn hắn là người giám sát cao cao tại Thượng Ma Hoàng phái tới, nhưng nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là vào thời khắc mấu chốt, bảo hộ an nguy của Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân. Một khi Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân xảy ra chuyện, kết quả của bọn hắn sẽ vô cùng thê thảm. Bảo hộ thái tử, bảo hộ thái tử. Gần như cùng lúc đó, hai người giám sát đạo cảnh do Ma Hoàng phái tới rít lên một tiếng, tiếng gầm giống như cổn lôi truyền khắp toàn bộ chiến trường, hấp dẫn lực chú ý của tất cả tinh nhuệ ma tộc đang khổ chiến. Cũng nhưng vào lúc này, hai người giám sát đạo cảnh do Ma Hoàng phái tới đã triệt để thả ra khí tức đạo cảnh vô cùng bàng bạc của mình. Khí tức của hai người theo thứ tự là đạo cảnh hậu kỳ và đạo cảnh trung kỳ không giữ lại chút nào phóng thích ra, nhanh chóng bay về phía Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân. Thất Thái tử điện hạ, mau lui! cũng cùng lúc đó, phía dưới ba vạn tinh nhuệ do Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân mang tới còn đang khổ chiến nghe thấy âm thanh cảnh báo của hai người giám sát đạo cảnh thì lập tức phát ra tiếng rít cực kỳ tuyệt vọng. Sau đó, từng người không để ý tới bỏ xuống đối thủ đang ác chiến, như điên nhào tới phương hướng Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân. Theo quân luật của ma tộc, chủ tướng chiến tử, tất cả chiến sĩ không phải huyết mạch quý tộc, bản nhân người sống sót sẽ bị chém đầu, cả nhà giáng thành nô tịch, huyết mạch quý tộc sống sót, bản thân cũng sẽ bị chém đầu cho nên một khi chủ tướng gặp phải nguy hiểm tất cả chiến sĩ ma tộc đều sẽ phấn đấu quên mình bảo hộ mà quy củ này đến ma hoàng nhất mạch thì càng thêm khủng bố nếu ma hoàng hoàng tộc như ma hoàng thất thái tử tòng vân chiến tử chiến sĩ dưới trướng hắn còn sống không phân quý tiện hủy đi linh vị tổ tiên tất cả trực hệ toàn bộ biến thành nô lệ cho nên một khi ma hoàng thất thái tử tòng vân gặp phải nguy hiểm như vậy những ma tộc tinh nhuệ này tốt nhất và đường ra duy nhất chính là không để y tới chiến tử nếu ma hoàng thất thái tử Tổng Vân có thể sống trở về, những người bọn hắn chiến tử còn có thể có quân công, người nhà còn có thể nhận chiếu cố, thì cốt tổ tông càng có thể được tiếp vào ma thần cung cung phụ. Trong tích tắc, tất cả chiến sĩ tinh nhuệ ma tộc đều điên cuồng. Bao gồm một vạn thiếp thân tinh nhuệ quân đoàn vừa bị ma hoàng thất thái tử Tổng Vân, phái ra tham chiến sau cùng, cũng toàn bộ quay lại, không quan tâm công kích phô thiên cái địa sau lưng, nhào về phía ma hoàng thất thái tử Tổng Vân. Loại tư thái điên cuồng này, trong giây lát đã tạo thành thương vong không nhỏ cho chiến sĩ ma tộc. Dù sao trực tiếp ném phía sau lưng cho kẻ địch, đó là cử động vô cùng nguy hiểm. Nhưng lúc này, những ma tộc tinh nhuệ đã điên cuồng làm cho người ta cảm giác đáng sợ, từng người không để ý tới thiêu đốt tinh huyết của mình, dùng các loại bí pháp tăng lên thực lực. Những ma sư ma thần cung còn sót lại, cũng không tiếc hao tổn bản nguyên lực lượng tiến hành các loại gia trì sức mạnh. Loại tình huống này, đại lượng ma tộc tinh nhuệ từ bốn phương tám hướng nhào, về phương hướng ma hoàng thất thái tử Tổng Vân nhào về phía không trung, Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân ngây ra một lúc, hắn căn bản không ngờ lại xuất hiện loại tình huống này. Nhưng nói trở lại, lúc trước hắn vẫn liên tục không chú ý, cho tới giờ khắc này, khi hai người giám sát đạo cảnh lên tiếng cảnh báo thì hắn mới phát hiện, tình cảnh của hắn hình như thật rất nguy hiểm. Bị 10 đạo cảnh và ngàn tên võ giả giới vương cảnh vây quanh, chuyện này thật vô cùng nguy hiểm. Chỉ có thể mặc cho với những ma tộc kia chiến sĩ nhào tới. Hơn nữa, tình hình lúc này, tất cả chiến sĩ ma tộc chỉ có một mục đích cứu thái tử điện hạ ra khỏi trùng vây ma hoàng thất thái tử tòng vân đã không cách nào khống chế chiến cuộc diệp chân cũng im lặng bởi vì theo kịch bản của hắn trận chiến đấu này không phải là như vậy trận chiến đấu này theo kế hoạch của diệp chân phải là toàn diệt tinh nhuệ dưới trướng ma hoàng thất thái tử tòng vân sau đó thả ma hoàng thất thái tử tòng vân rời khỏi làm cho huyết hà pháo đài vượt qua nguy cơ nếu như diệp chân chém giết ma hoàng thất thái tử tòng vân như vậy huyết hà pháo đài và bắc hải thiên lãng quân chắc chắn sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu cho dù là tình huống nào nhất là trên chiến trường chỉ cần ma hoàng thất thái tử tòng vân vẫn rơi vào tay diệp chân như vậy đại quân ma tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào san bằng huyết hà pháo đài chém giết diệp chân bởi vì ma hoàng thất thái tử tòng vân bỏ mình dính đến tôn nghiêm của cả tộc ma tộc thậm chí sẽ dẫn tới ma hoàng tự mình hạ lệnh diệp chân nghĩ kiến công lập nghiệp phong hầu lập tước nhưng vẫn không vì thế mà vắng đầu còn biết cái gì nên làm cái gì không thể làm Đương nhiên, Diệp Trân còn có một lựa chọn khác là bắt ma hoàng thất thái tử Tòng Vân làm tù binh, nhưng độ khó tù binh so với chém giết thì lớn hơn mấy lần. Giống như người dẫn người vây công săn giết một lão hổ, và bắt sống một con lão hổ còn sống, cái nào độ khó lớn, liếc qua thấy ngay. Nói ngắn gọn, Diệp Trân cũng không muốn giết ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, nhưng ma tộc tinh nhuệ không để ý tới nhau về phía nơi này, nhất là hai người giám sát đạo cảnh ma, tộc làm chủ nhào về phía nơi này làm, cho Diệp Trân đã không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Trên chiến trường, người không giết người ta, người khác sẽ muốn giết ngươi. Những đạo cảnh này nhào tới, Diệp Trân chỉ có thể ngay lập tức phản kháng. Đại nhĩ đoá, tiểu yêu, phối hợp săn giết. Trịnh đương thì, chỉ huy chiến đấu. Diệp Trân ở vào trung tâm trận chiến đấu, căn bản không có thời gian và tâm thần chỉ huy chiến đấu. Sau khi giao quyền chỉ huy lại cho trịnh đương thì, hắn lập tức hướng về phía vị người giám sát đạo cảnh, hậu kỳ do ma hoàng phái tới kia. Lúc này xuất thủ, Diệp Chân đã không giữ lại chút nào. Chiến hồn huyết kỳ tán phát huyết sắc quang mang đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Huyền Cơ phân thân, nương theo Huyền Cơ phân thân phát ra chiến hồn gào thét chấn động thần hồn, chiến hồn huyết kỳ tán phát huyết sắc quang mang đột ngột ảm đạm vài phần. Nhưng Huyền Cơ phân thân mượn chiến hồn huyết kỳ phát ra chiến hồn gào thét, lại là một đợt nguyên linh như phong bạo không cách nào ngăn cản, trong chớp mắt làm cho nguyên linh của hơn 10 vị đạo cảnh đang xông về phía bên này bị chấn động hoặc nhiều hoặc ít đều nhận một chút ảnh hưởng cao thủ so chiêu trong chớp mắt có thể quyết định sinh tử một chút ảnh hưởng trong chớp mắt chính làm cho nhóm đạo cảnh thần vệ đại đội thủ hộ quân đoàn y đông thanh thần thụ diệp chân mang đến nghênh tiếp những đạo cảnh kia ngay lập tức chiếm tiện nghi cực lớn mà diệp chân cũng mượn một khắc này bước ra một bước đông đảo binh sĩ chiến tử vẩy máu xuống đất chảy như sông giờ phút này giống như có một bàn tay vô hình một bỗng nhiên rút bọn hắn lên bầu trời hình thành một hư ảnh thượng cổ ma thần huyết sắc hư ảnh nhoáng một cái tất cả huyết khí lập tức hóa thành ba đạo huyết tiễn giống như ba đạo huyết sắc lưu tinh nhanh chóng bắn về phía người giám sát đạo cảnh hậu kỳ đang lao nhanh về phía diệp chân kia vô số pháp bảo phòng ngự và hư ảnh màn sáng linh lực nặng nề xuất hiện trước người vị người giám sát đạo cảnh hậu kỳ kia nhưng diệp chân dùng bí pháp của thượng cổ ma thần ngưng tụ huyết ảnh cửu sát tiễn lại xem những thủ đoạn phòng ngự và màn sáng thủ hộ này như không có gì trực tiếp xuyên qua nặng nề đánh vào phía trên nguyên linh của vị cường giả đạo cảnh hậu kỳ kia. Trong chớp mắt, nguyên linh của người giám sát đạo cảnh hậu kỳ kịch chấn, mặt ngoài xuất hiện vô số vết dạn. Bí pháp huyết sát, đây là thủ đoạn của thượng cổ ma thần, sao sao ngươi lại có thể? Người giám sát đạo cảnh hậu kỳ hoảng sợ hét dầm lên. Hắn có thể nói chuyện, nhưng nguyên linh của hắn chịu chấn động làm, cho linh lực cả người hắn lúc này lại có chút không bị khống chế. Cũng vào lúc này, tử linh tiên kiếm và tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, bị Diệp Chân chọn vẹn phân biệt chăm chú ít nhất 10 giọt chúng sinh nguyện lực, lên đồng thời đâm và đánh vào trên người vị người giám sát đạo cảnh hậu kỳ này. Nhưng, tu vi cường giả đạo cảnh hậu kỳ hùng hồn đến cực hạn. Bản thân hắn có thủ hộ linh giáp, còn có hậu thiên linh bảo hộ thể của hắn cảm ứng được nguy hiểm cực lớn, đột ngột hiện lên ở ngoài thân, gắt gao bảo vệ người giám sát đạo cảnh này hậu kỳ này. Cho dù Tử Linh Tiên kiếm và Tiểu Ngũ Hỗn Nguyên Thần Lôi của Diệp Chân đều được rót vào 10 giọt chúng sinh nguyện lực, uy lực đã gia tăng không chỉ gấp 5 lần nhưng vẫn như cũ bị hậu thiên linh bảo tự động hộ chủ của hắn ngăn cản gắt gao. Linh lực của cường giả đạo cảnh hậu kỳ như biển, dù chỉ là hậu thiên linh bảo của hắn chủ động hộ chủ, thì lượng rút ra cũng có thể làm cho hậu thiên linh bảo hộ thể của hắn phát huy ra uy lực cực lớn. Lung lay sắp đổ, nhưng lại không công phá được. Lúc này, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân mới từ trạng thái kinh ngạc thở dài một hơi. Nhưng ngay lúc này, lục quang như rồng đột ngột từ lòng bàn chân diệp chân như thiểm điện nhô ra, trong chớp mắt đã phân hóa thành 36 đạo lục sắc linh quang, khí tức tạo hóa linh lực làm cho người ta run sợ lóe lên rồi biến mất, chui vào trong cơ thể người giám sát đạo cảnh hậu kỳ kia. Cảm nhận được khí tức tạo hóa linh lực làm người sợ hãi kia, Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân và một đám ma tộc đạo cảnh, trong chớp mắt cực kỳ kinh ngạc. "Không, người giám sát ma tộc đạo cảnh cũng ở trong nháy mắt này, phát ra một tiếng thét tuyệt vọng." Tiếng thét tuyệt vọng chói tai đột nhiên ngừng lại. Đồng thời thần thái trong mắt người giám sát ma tộc đạo cảnh cũng lập tức tiêu tán. Tiểu Yêu Thúc Dục 36 Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm đã bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Linh lực như biển phối hợp với lực lượng thiên địa pháp đã bị Tiểu Yêu thôn phệ, trực tiếp đánh vào phía trên hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 Thận Long Châu. Vừa đối mặt, một người giám sát đạo cảnh hậu kỳ do Ma Hoàng phái tới đã bỏ mình, chuyện này làm cho Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân khiếp sợ, đồng thời có chút mê mang. Cùng lúc đó, nhìn thấy đồng bạn chớp mắt bỏ mình một người giám sát đạo cảnh trung kỳ do ma hoàng phái tới khác còn lại phát ra tiếng rít như điên cứu giá lập tức tập hợp tinh nhuệ đến đây cứu giá mệnh lệnh quân đội các bộ công thành lập tức dẫn đầu tất cả tinh nhuệ đến đây cứu giá nếu thái tử điện hạ bỏ mình tất cả mọi người đều phải chôn cùng tinh nhuệ ma tộc và một nhóm các tướng lình liều lĩnh phóng về phía ma hoàng thất thái tử tổng vân để sau lưng bại lộ cho bắc hải thiên lãng quân mà không thèm để ý chút nào đối với việc này bắc hải thiên lãng quân đương nhiên sẽ không nương tay phá thiên chu long nỗ bắt đầu phóng ra không chút e rè một trận mũi tên mang theo sức mạnh cường đại ập tới ngay lập tức khiến cho mấy võ giả ma tộc dưới dưới vương cảnh bị đâm xuyên mấy như xiên hoa quả đương nhiên cũng không phải một kích tất sát chỉ bị trọng thương mà thôi nhưng như vậy cũng đủ rồi trịnh đương thì lãnh đạo yêu linh chiến binh giống như đồ tể tùy tiện sông lên không tốn chút sức nào đã cắt được đầu của những ma tộc tinh nhuệ này về phần ma tộc chỉ bị thương nhẹ các binh sĩ cùng nhau vây công cũng chỉ tốn chút sức đã chém giết được cái này còn xem như vận khí tốt vận khí không tốt thì bị tĩnh hải đại thánh thống lĩnh thủy yêu xé toàn mặt nước sông lên nhai nát tại chỗ vô cùng thê thảm đương nhiên đại đa số tiên thiên thần hồn và nguyên linh của ma tộc tinh nhuệ có thể chạy trốn được mà phần lớn bắc hải thiên lãng quân cũng không năng lực chém giết tiên thiên thần hồn thế nhưng trực chờ sẵn những tiên thiên thần hồn và nguyên linh này là chiến hồn huyết kỳ tung bay trên đỉnh đầu huyền cơ phân thân. Huyết kỳ mở ra, tiên thiên thần hồn của những ma tộc tinh nhuệ này đều bị chiến hồn huyết kỳ cắn nuốt, kêu la thảm thiết. Huyết quang đã bị hao tổn hết khi thi triển bí thuật của chiến hồn huyết kỳ, trước đó hoàn toàn khôi phục tổng thời gian ngắn nhất, đồng thời, huyết quang cũng một lần nữa khuếch tán. Trong nháy mắt, tốc độ chiến tử của những ma tộc tinh nhuệ này còn nhanh hơn so với lúc trước. Nói nhiều như vậy, nhưng tất cả những chuyện này đều xảy ra chỉ trong vòng hai hơi thở ngắn ngủi biến hóa này xảy đến quá nhanh người giám sát đạo cảnh do ma hoàng phái tới đã ngã xuống những ma tộc tinh nhuệ còn lại liều chết rời khỏi chiến trường nhào về phía vị trí của chiến đoàn trung tâm nhà mình những điều này tất cả đều xảy ra quá nhanh nhanh đến mức khiến người trong cuộc là ma hoàng thất thái tử tòng vân cũng không kịp phản ứng đến cùng đã xảy ra chuyện gì cho đến khi một vị giám sát khác nói rằng nếu hắn cũng chết thì tất cả mọi người đều phải bồi táng ma hoàng thất thái tử tòng vân mới phản ứng được nhớ đến quy củ của ma tộc trong đầu mình cũng rốt cuộc rõ ràng vì sao những binh lính ma tộc dưới trướng hắn lại không nghe chỉ hủy vì sao lại điên cuồng đến thế tất cả lui về kết trận kết trận tự vệ ma hoàng thất thái tử tòng vân gào lên hai câu nhưng không có bất kỳ ai thèm nghe nửa câu mệnh lệnh của hắn ngược lại mỗi người đều càng kích động cứu giá chi thế càng thêm điên cuồng truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé điều này khiến cho thất thái tử tòng vân gấp rút như bị lửa đốt quay sang hướng ma tộc tinh nhuệ giơ chân mắng to đều mẹ nó lui về cho lão tử kết trận tự vệ lão tử không cần các ngươi bảo vệ cút đều lui về kết trận tự vệ cho lão tử lão tử chả sao cả lão tử không cần các ngươi bảo vệ ma hoàng thất thái tử tòng vân vô cùng sốt ruột thế nhưng cái kiểu mắng này của thất thái tử tòng vân chẳng những không có tí tác dụng nào không ai tin tưởng mà ngược lại còn khiến cho mấy kẻ ma tộc tinh nhuệ đến cứu giá đều kích động lạ thường một tên ngưu ma vì tiếng gào thét của ma hoàng thất thái tử tổng vân mà kích động đến mức lệ nóng ngập tràn thái tử điện hạ yêu quý chúng ta như thế cái mạng này của ta dâng cho thái tử điện hạ xem như xứng đáng các huynh đệ xông lên bảo hộ thái tử điện hạ thái tử điện hạ đời này chúng ta đi theo ngươi không lỗ thái tử điện hạ nhất định phải báo thù cho chúng ta một tên rực ma bỗng nhào đến trước ma hoàng thất thái tử tổng vân thay hắn chắn hơn 10 đạo công kích do sa tộc cường giả giới vương cảnh phát ra máu tươi phun đầy miệng nhưng vẫn giống to. Thái tử điện hạ, kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ đi theo người. Thái tử điện hạ, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là binh lính của ngươi. Từng kẻ từng kẻ ma tộc tinh nhuệ giống lên giận dữ, tiến đánh về phía trước, bảo vệ ma hoàng thất thái tử Tòng Vân ở phía sau. Bắc Thải Thiên Lãng quân và một đám sa tộc cường giả giới vương cảnh, và ba người lãnh đạo thủy quân tĩnh hải, phúc hải, phá hải, đều chẳng hiểu ra làm sao. Cái đám ma tộc này, không phải đang đâm đầu chịu chết đấy chứ bọn hắn không cần làm gì, chỉ cần phát động công kích tầm xa về phía ma hoàng thất thái tử Tổng Vân, thì những ma tộc tinh nhuệ này sẽ từng kẻ quên mình nhào ra, thay ma hoàng thất thái tử Tổng Vân chặn lại công kích. Ban đầu, khi đối diện với những công kích này, bọn hắn né được là né luôn, không cần lấy trứng trọi đá. Nhưng bây giờ, cả đám đều biến thành trứng trọi với đá. Trứng trọi đá không chết cũng trọng thương, thương vong thảm trọng, khiến trận công thành chiến này trở nên dễ dàng một cách bất thường. Được mọi người dốc sức bảo vệ, ma hoàng thất thái tử tòng vân bỗng cảm thấy phiền muộn vừa phiền muộn lại vừa cảm động phiền muộn muốn thổ huyết cũng cảm động muốn thổ huyết phiền muộn là đám ma tộc tinh nhuệ này mẹ nó quá ngu đây quả thực là đang tìm chết tình cảnh hiện tại của hắn khá nguy hiểm bị mười mấy tên cường giả đạo cảnh cùng một ngàn tên cường giả giới vương cảnh khóa chặt khí tức nhưng chưa đến mức gặp nguy hiểm đến tính mạng căn bản không cần bọn hắn bảo vệ cảm động là lần đầu tiên hắn phát hiện thì ra đám binh sĩ dưới trướng hắn đáng yêu đến thế mỗi một người đều vì hắn mà không tiếc tính mạng khẳng khái chịu chết đương nhiên trước đó những ma tộc tinh nhuệ này cũng quên mình phục vụ hắn nhưng phần lớn là vì thân phận và quân pháp còn bây giờ hành động của bọn hắn hoàn toàn xuất phát từ trái tim trong nội bộ ma tộc những người biểu thị lòng trung thành đến tận trái tim như thế chính là những gia thần vô cùng chân quý của mỗi một quý tộc giây phút này ma hoàng thất thái tử tòng vân cảm thấy quá đau lòng hắn không muốn những ma tộc tinh nhuệ có thể trở thành gia thần này lại chết như thế Nhìn tình hình trước mắt, ánh mắt Diệp Trân có chút phức tạp xen lẫn quái gì. Hắn nằm mơ cũng không ngờ lại xuất hiện cục diện này. Trước đó, Diệp Trân đã chuẩn bị tư tưởng dù đánh đổi khá nhiều, cũng muốn tiêu diệt toàn bộ ma tộc tinh nhuệ của ma hoàng thất thái tử Tổng Vân. Nhưng hiện tại xem ra, hình như không cần. Những ma tộc tinh nhuệ này, trong mắt Diệp Trân giờ phút này, thật sự ngốc nghếch đến đáng yêu. Suy nghĩ một lúc, dựa vào sự khôn khéo của ma hoàng thất thái tử Tổng Vân, lập tức đã nghĩ ra biện pháp giải quyết chỉ cần hắn có thể rời khỏi nơi này thoát khỏi trung tâm vòng vây thì có thể khiến cho những ma tộc tinh nhuệ này hiểu rõ hiểm cảnh của hắn đã được giải trừ sẽ không hy sinh vô ích như vậy nữa trong nháy mắt tiếp theo hắc quang từ một mắt của ma hoàng thất thái tử tòng vân bạo phát giao chắn không gian lập tức chấn động ma hoàng thất thái tử tòng vân định phá vỡ hư không trực tiếp trốn thoát diệp chân vẫn một mực chú ý đến hắn lục không hào quang trong huyền cung hơi chấn động một chút lập tức cảm ứng được dị dạng chấn động của hư không không cần cân nhắc diệp chân đã hiểu rõ ý nghĩ của ma hoàng thất thái tử tòng vân thất thái tử tòng vân muốn chạy trốn đến tận lúc này ý nghĩ của diệp chân lại thay đổi không thể giết ma hoàng thất thái tử tòng vân cho dù là tù binh cũng tuyệt đối không thể giết ít nhất không thể chết trong tay diệp chân và bắc hải thiên lãng quân diệp chân không muốn đợi mấy năm sau trở về bắc hải phong địa chỉ còn một mình hắn lẻ loi chờ trọi trở về sao có thể đối diện với phụ lão bắc hải nhưng chiến cục lại trời đưa đất đẩy mà trở nên thế này để bộ hạ của diệp chân có thể không tốn bao nhiêu năng lực đã tiêu diệt được đại quân ma tộc tinh nhuệ diệp chân không muốn vì để ma hoàng thất thái tử tòng vân trốn thoát mà khiến tình hình trước mắt thay đổi nói cách khác đến cuối cùng diệp chân có thể không giết ma hoàng thất thái tử tòng vân nhưng tuyệt đối không cho phép ma hoàng thất thái tử tòng vân phá hỏng tình hình tốt đẹp hiện nay mà trước mắt đại quân hai nhà đều lâm vào trạng thái điên cuồng ma tộc tinh nhuệ bất kể giá nào cũng điên cuồng nhào lên bảo vệ Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân, mà quân tinh nhuệ dưới trướng Diệp Chân càng liều lĩnh chém giết những ma tộc tinh nhuệ này. Một khi để Ma Hoàng Thái tử Tổng Vân thoát khỏi trung tâm trận chiến, chiến cục sẽ đại biến. Những ma tộc tinh nhuệ vốn vẫn luôn bảo hộ Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân, đều sẽ vô cùng điên cuồng phản công lại, tạo thành thương vong lớn cho đại quân của Diệp Chân. Diệp Chân tuyệt đối không cho phép xảy ra việc này. Cho nên, trong nháy mắt, khi Diệp Chân cảm ứng được một tia dao động mơ hồ từ Huyền Cung, Giống như là bản năng, tùy ý động niệm, quang hoa của Lôi Quang Tiên trên đầu chợt lóe lên, một tia sấm sét như Cửu Tiêu Thần Lôi rền vang, vô cùng chuẩn xác đánh xuống vị trí hư không dao động. Mà lúc này, Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân vừa tiến vào phá vỡ thông đạo không gian. Chỉ trong nháy mắt, thông đạo không gian bị Cửu Tiêu Thần Lôi của Diệp Chân kịp thời bổ xuống, đánh thành từng mảnh. Không gian thông đạo bị phá vỡ dẫn đến không gian loạn lưu, khiến Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân bị dày vò chật vật phải tốn rất nhiều sức mới tránh thoát được. Nháy mắt vừa thoát ra, gợn sóng ánh bạc ngay dưới chân Diệp Chân hiện ra, thân thể của ma tộc đạo cảnh giờ này đều trở nên vô cùng nặng nề, nhất là dưới lòng bàn chân ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, càng giống như đeo một ngọn núi lớn, thân thể nặng đến cùng cực. Cảnh tượng này rơi vào mắt của một đám ma tộc đạo cảnh và ma tộc tinh nhuệ, mỗi kẻ càng thêm sốt ruột. Thái tử điện hạ cực lực đào tẩu cũng thất bại. Tình hình của thái tử điện hạ giờ phút này phải nguy hiểm đến mức nào? nháy mắt mỗi một kẻ càng thêm phấn đấu quên mình muốn tạo thời cơ cho ma hoàng thất thái tử tòng vân chạy trốn đối với việc này ma hoàng thất thái tử tòng vân quả thực khóc không ra nước mắt diệp chân cùng với nhóm đạo cảnh của thần vệ đại đội thủ hộ y đông thanh thần thụ huyền cơ phân thân tuần tra thần tướng tiểu yêu đại nhĩ đoá nhiếp đinh ba vị đại thánh tĩnh hải phúc hải phá hải tăng tốc chém giết ma tộc đạo cảnh hết kẻ này đến kẻ khác nhất là tiểu yêu và đại nhĩ đoa nhiếp đinh có bọn hắn ra tay phối hợp còn có bọn người trương dực đức và thanh liêm có thượng cổ huyết mạch phối hợp liên thủ gần như mỗi giây mỗi phút đều có một đạo cảnh bỏ mình tốc độ đó khiến cho một đám ma tộc tinh nhuệ khiếp vía hãi hùng quan liên lạc của ma tộc tinh nhuệ nhìn thấy cảnh tượng này lẩm bẩm như điên thái tử điện hạ người không thể chết người nhất định phải kiên cường viện quân nhất định sẽ tới vừa nói vừa mở một na di trận cỡ nhỏ nỗ lực truyền đi cốt phủ cầu viện hết cái này đến cái khác gửi đến cho quân đoàn công thành của dịch cân ở huyết hà cứ điểm trong vòng mấy hơi thở mà đã nhận được ba cầu viện cốt phù dịch cân ngu người cho đến khi cái cầu viện cốt phù thứ tư, thứ năm tới tay dịch cân mới triệt để tức giận hắn không chắc chắn được tình hình đành phải dùng hết tốc lực đuổi theo xa giá của tiên chi ma sư thất hoành thông báo lại tình hình cho tiên chi ma sư thất hoành người giám sát gửi đến cứu giá cốt phù tiên chi ma sư thất hoành chậm rãi vén rèm nhìn ra nghe thấy mấy chữ này sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi nhận lấy cốt phù nhìn một chút, đôi mắt khép hờ hơi chút cảm ứng, lông mi dài nhẹ động một cái. Hỏng bét, quát nhỏ một tiếng, tiên tri ma sư thất hoành lập tức biến mất, không còn tăm hơi. Chuyện được dịch bởi hám thiên tà thần. Tu vi của vị giám sát đạo cảnh hậu kỳ ma tộc kia gần như sông biển đảo lộn, bị tiểu yêu cắn nuốt, không ngừng đánh vào hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 6 của thận Long Châu. Dùng thôn vệ phối hợp với lực lượng thiên địa pháp tắc, vốn dĩ hàng rào phong ấn không gian thứ sáu của thận Long Châu, thường ngày hấp thu có chút chậm chạp, mà giờ phút này tốc độ lại giống như tuyết tan. Càng về sau, hàng rào phong ấn càng hấp thu được nhiều lực lượng phong ấn, thì phẩm ra và tính chất cũng ngày càng mạnh mẽ. Cùng một lực lượng như nhau, nhưng kiểu như lực lượng của giới vương cảnh thì rất khó để hấp thu hàng rào phong ấn. Cho dù tiểu yêu đã cắn nuốt khá nhiều lực lượng của cường giả đạo cảnh sơ kỳ, tốc độ hấp thu của những phong ấn hàng rào này cũng không nhanh được. Nhưng lực lượng của người giám sát đạo cảnh, hậu kỳ này thì lại khiến cho hàng rào phong ấn có thể tăng tốc hấp thu ngắn ngủi mấy hơi thở, độ dày hàng rào phong ấn bị tiêu hao đã cao hơn, tổng cộng độ dày hàng rào phong ấn của 10 cường giả đạo cảnh, sơ kỳ có thể tiêu tan. Điều này khiến Diệp Chân rất vui vẻ, vì cứ theo tốc độ này, thì không lâu nữa hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 6 của Thận Long Châu có thể phá vỡ được. Hàng rào phong ấn không gian tầng thứ 5 của Thận Long Châu đã mang đến cho Diệp Chân một loại năng lực mà một hạng so với một hạng còn lợi hại hơn, Diệp Chân cũng biết rõ, hàng rào không gian phong ấn tầng thứ sáu có thể mang đến cho hắn những lợi ích tốt đẹp nào. Nhưng giờ phút này, Diệp Trân lại không có bao nhiêu thời gian để suy nghĩ những mọi chuyện. Nói thật, chiến cục trước mắt khiến Diệp Trân có chút giật mình. Ma tộc tinh nhuệ chết hơn phân nửa, cường giả đạo cảnh cũng bỏ mạng đến hơn 2 phần 3, mà thương vong của đỉnh tiêm cao thủ bên phía Diệp Trân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân trong này, ngoài việc ma tộc tự làm loạn trận hình trước, thì phần lớn là vì bọn hắn liều lĩnh bảo vệ ma hoàng thất thái tử Tòng Vân. Nhưng hào quang rực rỡ nhất lại là, đại nhĩ đoá nhất đinh dùng thiên âm thần thông đến cực hạn phối hợp với huyền cơ phân thân thi triển ra bí pháp của thượng cổ ma thần vô cùng ác độc thâm hiểm thiên âm thần thông của đại nhĩ đoá có thể sáng tạo ra thời cơ chiến đấu tốt nhất trách không được năm đó nguyên thiên âm nhất tộc bị diệt tộc chỉ dựa vào biểu hiện hôm nay của đại nhĩ đoá thì diệp chân nếu biết cũng sẽ liệt đại nhĩ đoá nhất đinh vào danh sách đối tượng phải giết hơn phân nửa đạo cảnh bỏ mạng mỗi một kẻ đều không phải do đại nhĩ đoá nhất đinh giết chết nhưng cái chết của đại đa số đạo cảnh lại có liên quan trực tiếp, thậm chí là quan hệ chí mạng với đại nhĩ đoá. Những thứ bí pháp âm độc trong truyền thừa thượng cổ ma thần, Diệp chân biết nhưng cũng không từ chối. Bản thân bí pháp thần thông không phân chính tà, mà mâu chốt là người sử dụng có phân chính, tà hay không. Cũng giống như thiên âm thần thông của đại nhĩ đoá vậy, không thể giết địch nhân ngay chính diện nhưng lại có phần lớn kẻ địch vì phân thân huyền cơ, thi triển bí pháp truyền thừa của thượng cổ ma thần mà chắc chắn bị phán định tử vong có thể dễ dàng phối hợp với đạo cảnh khác để chém giết phần lớn đạo cảnh như trở bàn tay. Vấn đề ở đây là sức mạnh của thượng cổ ma thần cường đại như thế mà sư tôn lục ly của diệp chân lại có thể dễ như trở bàn tay mà dùng một đầu ngón tay điểm chết thượng cổ ma thần. Nhưng sư tôn lục ly vẫn qua đời. tồn tại có thể giết chết sư tôn lục ly rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào? Vấn đề này khi diệp chân thu hoạch được truyền thừa của ma thần thượng cổ đã từng nghĩ đến nhưng chưa từng có một khắc nào như bây giờ mang đến cho Diệp Chân thứ áp lực vô cùng rõ ràng. Có đại nhĩ đoá nhiếp đinh phối hợp với huyền cơ phân thân, thậm chí không cần Diệp Chân phải ra tay, các thần vệ đại đội đạo cảnh cũng có thể chém giết sạch sẽ tinh nhuệ dưới trướng Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Điều này đã khiến cho Ma Hoàng Thất Thái tử vô cùng chấn động, đồng thời cũng làm cho Diệp Chân nảy sinh một ý nghĩ khác. Hôm nay có lẽ sẽ bắt được Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân làm tù binh. Chém giết Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Diệp Trân không dám đánh cược hơn 20 vạn tánh mạng của Bắc Hải Thiên Lãng Quân. Nhưng bắt hắn làm tù binh thì không giống vậy. Chỉ cần bắt sống ma hoàng thất thái tử làm tù binh, đưa tên tù binh này qua, thì cho dù là ly thân vương cơ nguyên tiếp quản hay đưa đến cho lạc ấp, thì những chuyện sau này đều không liên quan gì đến Diệp Trân nữa. Ánh mắt của ma tộc sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào chuyện làm thế nào, để giải cứu ma hoàng thái tử Tổng Vân, mà sẽ không để ý Diệp Trân không thả. Cự ly xa tiêu hao lực lượng của hắn, sau đó bắt sống ma hoàng thất thái tử Tổng Vân. Diệp Trân ra lệnh vô cùng quả quyết. Mệnh lệnh của Diệp Trân khiến cho tâm tình của tất cả Bắc Hải Thiên Lãng quân ở đây đều trở nên kích động. Trong suốt tháng năm giao chiến của Đại Chu và Ma Tộc, bọn họ đã từng chém giết 36 hành quân đại tổng quản cấp bậc thống soái của đối phương, nhưng lại chưa từng bắt sống được bất kỳ một vị mang ma hoàng huyết mạch nào. Bắt sống ma hoàng thất thái tử. Bắt sống ma hoàng thất thái tử. Trong tiếng gầm gừ chấn động vân tiêu. Hơn 400 chiếc phá thiên chu long nổ nhao nhao ngắm chuẩn, về phía Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân đang lâm vào tình trạng hỏng bét. Cho tới giờ khắc này, trong lòng Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân mới bắt đầu hoảng sợ. Nhất là tinh nhuệ dưới trướng hắn, còn có người giám sát mà Ma Hoàng phái tới bảo vệ hắn đã chết, khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm. Loại cảm giác nguy hiểm này so với lúc trước ở Ma hồn giới càng đáng sợ hơn. Lúc ở Ma hồn giới, hắn cảm nhận được sự thống khổ của việc bị thiêu đốt thân thể. Nhưng cho dù lúc đó hắn thấy đau, thì hắn vẫn còn con át chủ bài, hắn còn có lòng tin sẽ sống sót thoát khỏi nơi đó. Nhưng lúc này, khi hắn bị hơn 10 vị đạo cảnh, hơn ngàn giới vương cảnh và 400 chiếc phá thiên chu long nổ bao vây, hắn bỗng nhiên không chút lòng tin nào về việc chạy trốn. Nhìn thấy 5000 quân tinh nhuệ dưới trướng đang khổ sở dãy giụa, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đột nhiên dùng mình. Chẳng lẽ hôm nay hắn phải chôn thấy nơi này sao? Hắn muốn chạy trốn, Thế nhưng lúc này, thân thể hắn nặng nề như đeo ngàn cân đá, mà mỗi một lần xé mở thông đạo không gian đều sẽ bị diệp chân phá hủy một cách chính xác, căn bản không có cơ hội bỏ trốn. Nhưng vinh quang của độc mục ma hoàng nhất mạch, dù thân ở tuyệt cảnh nhưng ma hoàng thất thái Tử Tòng Vân, vẫn không là mất mặt dòng máu đang chảy trong người hắn. Dậm chân một cái, hít sâu một hơi, thiên địa nguyên khí bị tàn phá bừa bãi xung quanh giống như sụp đổ lại bị ma hoàng thất thái Tử Tòng Vân cắn nuốt vào trong cơ thể thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng gấp hai lần ban đầu hắc quang từ một mắt của hắn giống như một mặt trời nhỏ quang hoa bắn ra khắp bốn phía phàm là nơi nào được ánh sáng của hắc quang chiếu xuống công kích hướng về hắn đều trở nên vô cùng chậm chạp đến nò tiễn của phá thiên chu long nổ cũng không ngoại lệ có tới bây giờ chỉ có huyết mạch độc mục ma hoàng chiến tử chưa từng có huyết mạch ma hoàng tù binh muốn bắt bản thái tử làm tù binh nằm mơ hai câu này ma hoàng thất thái tử tổng vân nói thật âm vang hữu lực rung động tâm can, khiến một đám tàn binh ma tộc cuồng loạn hô hào cổ vũ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Trước kia không có huyết mạch độc mục ma hoàng làm tù binh, không nghĩa là hôm nay không có. Nghe vậy, sắc mặt của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân trở nên khó coi. Cực kỳ đột ngột, một âm thanh từ hư không chuyển tới. Trước kia không, bây giờ cũng sẽ không. Nghe xong âm thanh này, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đang lâm vào tuyệt cảnh trở nên vui mừng. Ma sư, ngươi đến rồi. Gần như là, đồng thời, lục không hào quang bên trong huyền cung của Diệp Trân cũng rung lên, cảm nhận được một chỗ không gian sao động trong hư không, hẳn là đang có người phá vỡ hư không, có lẽ là ma sư mà ma hoàng thất thái tử Tổng Vân vừa nói tới. Đang lúc Diệp Trân định thôi động lô quang tiên, đánh nát thông đạo không gian kia thì trong nháy mắt, lục không hào quang bên trong huyền cung của Diệp Trân nhanh chóng rung động. Trong chốc lát, lục không hào quang bên trong huyền cung, của Diệp Trân đã cảm ứng được ít nhất hơn trăm vị trí không gian đang dao động. Mỗi một không gian dao động đều giống nhau như đúc, cho dù lực lượng dao động hay khí tức lớn nhỏ đều giống như đúc. Cái này chỉ đại biểu cho hai loại khả năng. Có một người có thể mở ra cùng lúc hơn trăm thông đạo không gian. Nhưng chuyện này rõ ràng không có khả năng xảy ra. Thông đạo không gian chỉ có một. Tình hình như vậy thì đã rõ ràng, chính là có người đồng thời chế tạo trên trăm không gian dao động. Diệp chân thôi động lôi quang tiên phá hủy thông đạo không gian vừa hình thành chủ yếu là dựa vào sức mạnh của lôi quang tiên mà làm được. Phàm là chỉ cần một chút do dự, lập tức sẽ bỏ lỡ thời cơ chớp mắt là qua. Đừng nói Diệp Trân không có khả năng phá hủy cùng lúc hơn trăm thông đạo không gian, chỉ thoáng qua một chút do dự chớp nhoáng, Diệp Trân đã lập tức mất thời cơ. Ngay khi trong mắt Diệp Trân lộ vẻ hoảng hốt, tiên tri ma sư thất hoành mặc một thân miên bò bạch sắc, đột ngột xuất hiện từ trong hư không, đáp xuống bên cạnh ma hoàng thất thái tử Tổng Vân. Ma sư, ma hoàng thất thái tử Tổng Vân thấy thế, vừa vui vừa sợ suýt chút nữa không nhịn được mà kêu to thái tử đừng hoảng hốt quét nhẹ ánh mắt quan sát ma hoàng thất thái tử tòng vân một chút trạng thái của ma hoàng thất thái tử tòng vân thế nào tiên tri ma sư thất hoành đã nắm rõ tiện tay vung lên gợn sóng vô hình lan ra chấn động trong lòng diệp chân không hề nhỏ địa từ lực trường của hắn không cách nào ảnh hưởng đến cơ thể của ma hoàng thất thái tử tòng vân nữa giống như ma hoàng thất thái tử tòng vân đang ở một thế giới khác thái tử điện hạ lão phu đưa người đi trước trong khi nói chuyện, Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành vung tay lên, bên người Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân xuất hiện ít nhất 10 thông đạo không gian. Sau đó, Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm Diệp Chân. Ánh mắt này dường như Diệp Chân ở trong mắt hắn là kẻ vốn không tồn tại, tựa như không khí. Diệp Chân hốt hoảng, cái vị Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành này vừa xuất hiện, lục không hào quang của hắn đã mất tác dụng. Đùng! Phá Thiên Chu Long nổ không giữ lại oanh kích. Diệp Chân giống giận Trước đó, 400 chiếc phá thiên chu long, nó vẫn luôn tập trung chĩa về phía Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân, nhưng để tránh không cẩn thận mà nổ chết Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân, cho nên mỗi lần chỉ có 10 chiếc phá thiên chu long, nó oanh kích Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân, hòng muốn tiêu hao lực lượng của Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân. Những chiếc phá thiên chu long nổ còn lại đều ở trạng thái không dùng đến. Nhưng giờ phút này, mắt thấy Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân muốn chạy trốn, mà gã được xưng là ma sư này lại mạnh mẽ như thế hạ quyết tâm, Diệp Trân trực tiếp mệnh lệnh cho 400 phá thiên chu long nổ oanh kích toàn bộ. Tiếng xe gió của phá thiên chu long nổ trong chớp mắt xé phá hư không dít lên, âm thanh này khiến cho ma hoàng thất thái tử Tổng Vân đang đào tẩu bỗng thấy lo lắng. Ma sư, ngươi, thái tử điện hạ chớ lo lắng, ngươi cứ rời khỏi trước, lão phu sẽ đến sau. Vung tay lên, tiên tri ma sư thất hoành, vô cùng tự tin đẩy ma hoàng thất thái tử Tổng Vân vào trong một thông đạo không gian. Nhìn thấy tên tù binh mình đang định bắt sống là, Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân chạy trốn, diệp chân vô cùng phẫn nộ. Giết, không giữ lại, toàn lực ra tay. Cùng lúc đó, 400 chiếc phá thiên chu long nổ tản ra khí tức kinh khủng rít lên, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Tiên Chi Ma sư thất hoành. 400 chiếc phá thiên chu long nổ đồng loạt bắn ra, chưa nói đến Tiên Chi Ma sư thất hoành có tu vi đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, dù là đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là đạo cảnh đỉnh phong, nửa bước tạo hóa thì cũng không chịu nổi. Có thể bắn chết trong một đòn. Ma sư, Ma sư đại nhân, một đám ma tộc tinh nhuệ còn sót lại thấy cảnh này, đồng thời sợ hãi hô lên, tim của cả một đám đều vọt lên đến cổ rồi. Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân vừa bị tiên chi ma sư thất hoành đưa vào thông đạo không gian, nhưng còn chưa kịp đi xa, thì trong một mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu đen vô cùng lóa mắt, cũng nhìn thấy cảnh tiên chi ma sư thất hoành bị 400 chiếc phá thiên chu long nổ đồng loạt nhắm đến. Ma sư cẩn thận, một mắt của Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân ngay lập tức trợn tròn vẻ mặt trở nên cực kỳ khẩn trương nếu như người vẫn luôn mưu tính cho hắn là tiên chi ma sư thất hoành có bất chắc gì ảnh hưởng và tổn thất đối với thái tử hắn sẽ lớn đến không cách nào hình dung ngay khi tất cả ma tộc đều đang lo lắng cho tiên chi ma sư thất hoành bản thân tiên chi ma sư lại vô cùng thản nhiên thoải mái cười một tiếng chỉ là cái nỏ thối có thể làm gì được ta trong nháy mắt tiếp theo trên đầu ngón tay của tiên chi ma sư thất hoành lóe lên ánh sánh thần kỳ nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn ở hư không xung quanh người Dường như động tác rất chậm, vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, nhưng cũng cực nhanh, vòng tròn này gần như hoàn thành trong nháy mắt. Mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, 400 nỏ tiễn phá thiên chu long nổ, có uy lực mạnh mẽ đã mang theo đủ loại ánh sáng bí pháp do các tế tự của tổ thần điện thêm vào đánh tới. Nhìn qua, cái hình tròn này bình thường, không có gì khác lạ. Nhưng ngay trong nháy mắt nỏ tiễn từ phá thiên chu long nổ lao tới, cái hình cầu kia lại sinh ra một lực hút, giống như lỗ đen khi tất cả nỏ tiễn từ phá thiên chu long nổ đến gần hình tròn này, ngay lập tức bị một loại lực lượng mạnh mẽ không cách nào kháng cự lại lôi kéo, cắn nuốt vào trong. 400 nỏ tiễn của phá thiên chu long nổ tiêu tan trong không khí, tiên tri ma sư thất hoành không chịu chút tổn thương. Diệp chân thấy một màn này thì hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía tiên tri ma sư thất hoành cũng trở nên khác thường. Đại thần thông Tiên tri ma sư thất hoành chính là cao thủ dùng đại thần thông chân chính trong đạo cảnh. Cùng một nháy mắt, Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân đang lo nhanh trong thông đạo không gian, khi nhìn thấy tiên chi ma sư thất hoành, bình yên vô sự thì rốt cuộc thở dài một hơi, vẻ mặt vô cùng nhẹ nhõm, nhanh chóng bay xa, biến mất trong thông đạo không gian. Hơn ngàn ma tộc tinh nhuệ còn sót lại nhìn thấy tiên chi ma sư thất hoành có sức mạnh thần kỳ như thế, cả đám giống như nhận được sự cổ vũ, chiến lực và chiến ý hừng hực bùng cháy. Ngươi có phải là nguyên soái của Bắc Hải Thiên Lãng quân, Diệp Chân? lực chú ý của tiên tri ma sư thất hoành đột ngột tập trung vào diệp chân sau khi ung dung cứu đi ma hoàng thất thái tử tổng vân rồi nhẹ nhàng đỡ được lực bắn mạnh nhất của bắc hải thiên lãng quân tiên tri ma sư thất hoành lại không một chút ý định rời khỏi nào mà nhìn chằm chằm vào diệp chân sát ý bùng nổ ý định của hắn không nói cũng hiểu ánh mắt diệp chân lãnh liệt long hồn trong hắc long chỉ thở dài một tiếng trong nháy mắt long lân tinh mịn của long hồn giáp che kín toàn thân ta chính là diệp chân nguyên soái của bắc hải thiên lãng quân đại chu các hạ là ai nhìn diệp chân tiên chi ma sư thất hoành nở nụ cười ấm áp như gió xuân nhẹ nhàng nói nhớ kỹ người giết ngươi tiên chi ma sư thất hoành tiên chi ma sư bốn chữ này khiến vẻ mặt diệp chân đột ngột trở nên cực kỳ nghiêm trọng gần như cùng lúc đó trong đầu diệp chân vang lên tiếng chuông báo động cảm giác máu tươi cuộn trào khi vận dụng thiên cơ quyết khiến cho diệp chân cảm nhận được một loại nguy hiểm trước nay chưa từng có theo bản năng Diệp Chân khẽ động thần niệm, muốn để huyền cơ phân thân quay về đến bên cạnh mình. Bí pháp huyền cơ phân thân của Sư Tôn Lục Ly, ngoại trừ là một phân thân có năng lực hành động riêng biệt của bản thân ở ngoài, năng lực lớn nhất chính là bảo mệnh. Ở thời khắc mấu chốt, huyền cơ phân thân có thể dùng thân thể giúp Diệp Chân ngăn lại đòn công kích chí mạng. Nếu huyền cơ phân thân bị hủy, Diệp Chân chỉ tổn thất một phần nhỏ lực lượng nguyên linh và thần hồn căn nguyên. Sau này, chỉ cần có thời gian, hoàn toàn có thể lại tìm kiếm tài liệu thích hợp luyện chế một huyền cơ phân thân nữa. Trái lại, dù cho huyền cơ phân thân có thể còn sống sót, nhưng bản thể lại tử vong, thì tranh lệch tổn thất trong đó cả đời cũng không thể bù nổi. Nói thật, từ khi huyền cơ phân thân được luyện chế thành công, đây là lần đầu tiên Diệp Trân gặp phải tình huống hy sinh phân thân để bảo vệ bản thể. Hơn nữa, từ lúc Diệp Trân tu luyện thiên cơ quyết đến nay, thiên cơ quyết chưa từng mang đến cho Diệp Trân cảm giác nguy hiểm, khủng hoảng như thế. Trong chớp nhoáng này, dường như làm theo bản năng, diệp chân nâng cao lực phòng ngự của mình đến cực hạn ngay lập tức lôi quang tiên ngưng tụ ra một tầng lôi quang thật dày ngoài thân tựa như một hàng rào phụ cốt độc diễm châu cũng như vậy trong khi phun ra hỏa diễm còn chủ động bày ra từng tầng từng tầng rào cản bằng ngọn lửa ở trước người diệp chân cách phòng ngự tốt nhất chính là tấn công tử linh tiên kiếm cảm nhận được nguy cơ diệp chân đang phải đối mặt ở trong nháy mắt này kiếm khí sắc bén đến cực hạn không gian cả một vùng trời đất đều bị kiếm khí của tử linh tiên kiếm tàn phá không ngừng rung động Phản ứng bản năng của Diệp Chân rất nhanh, nhưng động tác của Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành lại càng nhanh hơn. Giống như từ đầu vẫn luôn ở trước người Diệp Chân, Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành vô cùng đột ngột xuất hiện trước Diệp Chân. Năm ngón tay của Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành xòe ra, hư ảnh năm ngón tay hiện ra, vồ về phía đỉnh đầu Diệp Chân. Những nơi năm ngón tay đi qua, hư không dồn dập vỡ nát. Cảm nhận được sự uy hiếp kinh khủng mà Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành mang tới, Lôi Quang Tiên phụ cốt độc diễm châu và cả tử linh tiên kiếm của diệp chân đều đồng thời ra tay phát ra công kích mạnh nhất của bản thân đặc biệt là tử linh tiên kiếm vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tấn công trong nháy mắt này chém ra hơn ngàn đạo kiếm quang về phía tiên chi ma sư thất hoành hầu như phong kín mọi con đường công kích của tiên chi ma sư thất hoành có thêm lôi đình của lôi quang tiên phụ cốt độc diễm của phụ cốt độc diễm châu gần như tất cả hướng tấn công của tiên chi ma sư thất hoành đều bị chặn lại tuy nhiên trong nụ cười có vẻ ấm áp như gió xuân nhưng lại mang theo vài phần hờ hững cao cao tại thượng của tiên chi ma sư thất hoành tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi mà lôi quang tiên đánh ra cùng với phụ cốt độc diễm đều lần lượt tan biến dưới hư ảnh năm ngón tay của tiên chi ma sư thất hoành ở trong nháy mắt này ánh mắt diệp chân trở nên cực kỳ hoảng sợ từ trong hư ảnh năm ngón tay của tiên chi ma sư thất hoành diệp chân cảm nhận được một loại lực lượng hủy diệt chưa bao giờ thấy cảm nhận được một sự kinh khủng trước nay chưa từng có chỉ có điều, dù vô cùng giật mình thì Diệp Chân cũng âm thầm cảm thấy may mắn, bởi vì được Thiên Cơ quyết cảnh báo trước, vừa khi có cơ hội để Tử Linh Tiên kiếm xuất kiếm, Diệp Chân đã nhanh chóng rót vào 100 giọt chúng sinh nguyện lực vào trong Tử Linh Tiên kiếm. Tử Linh Tiên kiếm có được 100 giọt chúng sinh nguyện lực bổ trợ, mỗi một đạo kiếm quang chém ra đều hiện ra ánh sáng vàng kim huy hoàng, đều có sức mạnh khiến cường giả đạo cảnh hậu kỳ trọng thương. Diệp Chân tin tưởng, với lực lượng Tử Linh Tiên kiếm, dù cho không thể khiến Tiên chi ma sư thất hoành, bị thương nặng thì chắc chắn có thể giúp hắn cản lại một đòn chí mạng này. Chỉ cần đỡ được đòn chí mạng này, hơn 10 vị sa tộc đạo cảnh ở xung quanh, cả huyền cơ phân thân của Diệp Chân đều ngay lập tức có thể đuổi tới kịp thời và chiến đấu. Ánh sáng vàng kim rực rỡ trong kiếm quang của Tử Linh Tiên kiếm, khiến cho trong đôi mắt của Tiên Chi Ma sư thất hoành lóe lên vẻ kỳ lạ, nhưng cũng chỉ là chớp tắt mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, một màn khiến cho Diệp Chân trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra bên trong một vùng ánh kiếm vàng kim huy hoàng rực rỡ được tử linh tiên kiếm và một lượng lớn chúng sinh nguyện lực hợp sức chém ra dày đặc như dệt cửi tiên tri ma sư thất hoành lại như đang lững thững dạo chơi trong nhà vô cùng dễ dàng tránh khỏi kiếm quang trí mạng của tử linh tiên kiếm gặp quỷ đây là quái vật từ nơi nào tới diệp chân chết lặng đần người không nói ngay cả tử linh khống chế tử linh tiên kiếm cũng hô lên kinh hãi kiếm pháp của tử linh vô cùng huyền diệu có thể nói là thông thần bị hạn chế bởi tu vi của diệp chân người có thể đỡ được kiếm quang của tử linh tiên kiếm có nhiều vô số nhưng có thể như đi dạo nhàn nhã mà tránh đi tất cả kiếm quang trí mạng giống như tiên chi ma sư thất hoành thì hắn lại là người đầu tiên bản thân tử linh cũng có tự tin này dù bản thể và nguyên linh của nàng bị trọng thương đang trong quá trình chậm rãi khôi phục nhưng trình độ kiếm pháp của nàng lại không thụt lùi một chút nào thậm chí còn tinh tiến hơn so với khi chủ nhân đời trước của nàng chưa vẫn lạc nhưng bản lĩnh vô cùng kỳ diệu này của tiên chi ma sư thất hoành cũng hoàn toàn khơi dậy chiến ý của Tử Linh. "Mau lui." Trong một tiếng quát trầm thấp của Diệp Chân, tất cả kiếm quang của Tử Linh tiên kiếm trên hư không đột nhiên lại thuận thế thu lại một chút hướng vào phía trong. Trong ngay khi biến hóa này, kiếm quang ánh vàng rực rỡ vừa thu hồi, đột ngột cuốn ngược quay trở lại, hơn trăm đạo kiếm quang mang sắc vàng huy hoàng phân hóa thành mấy ngàn đạo ánh kiếm sán lạn, dệt thành một mảnh kiếm võng ở trước người Diệp Chân, ngăn cản trước mặt tiên chi ma sư thất hoành diệp chân chưa bao giờ thấy tử linh từng thi triển một chiêu này nhưng khi tử linh thi triển chiêu đó trong nháy mắt đã rút sạch tất cả linh lực trong kim linh kiếm cung thuộc thất huyền linh cung của diệp chân khiến diệp chân biết uy lực của một chiêu này chắc chắn cực lớn hơn nữa dù là nhìn bằng mắt thường hay dùng nguyên linh hồn nhãn thì cũng có thể thấy tiên chi ma sư thất hoành không có khả năng né tránh võng kiếm này chỉ có thể cứng rắn chống lại một kiếm chiêu này tên là chu thiên quy nguyên kiếm võng chính là sát chiêu bảo mệnh mà tử linh lĩnh ngộ được trong vô số tháng năm cô độc sau khi chủ nhân đời trước tử vong đây là lần đầu tiên thi triển ra chỉ cần đối phương chạm đến bất kỳ đạo kiếm quang nào trong võng kiếm thì mấy ngàn đường ánh kiếm vàng kim rực rỡ kia sẽ ngay lập tức hợp lại thành một phát ra uy lực vô cùng kinh người trọng thương thậm chí là chém giết đối phương nhưng trong nháy mắt tiếp theo tử linh lại lần nữa la lên thất thanh tiên tri ma sư thất hoành khẽ búng ngón tay hư không chấn động rất kỳ lạ một chút ngay tiếp theo Chu Thiên Quy Nguyên kiếm võng của Tử Linh cũng bởi vì hư không biến ảo mà sinh ra biến hóa tương ứng. Trong sự biến hóa này, vốn dĩ Chu Thiên Quy Nguyên kiếm võng không một kẽ hở của Tử Linh, đột nhiên lại xuất hiện không ít vết rách khó mà nhận ra. Thân ảnh tiên chi ma sư Thất Hoành đang tấn công đột nhiên lắc lư cực kỳ huyền ảo, ngay lập tức nhẹ nhàng xuyên qua theo một khe hở trong Chu Thiên Quy Nguyên, kiếm võng mà Tử Linh thi triển. Chuyện này không thể nào. Tử Linh lại hoảng sợ kêu lên. Tử Linh suy diễn Chu Thiên Quy nguyên kiếm võng qua vô số lần, ngay chính bản thân nàng cũng không biết còn có cách phá chiêu như vậy. Nhưng trong nháy mắt khi tiên chi ma sư thấy kiếm chiêu này, lại có thể dễ dàng tìm được sơ hở, và phương pháp phá chiêu trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, giống như đã nghiên cứu kiếm chiêu ấy vô số lần, làm cho Tử Linh sinh ra một loại cảm giác mơ hồ khó hiểu. Truy cập halezy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng Tử Linh có thể khẳng định đây là lần đầu tiên nàng thi triển kiếm chiêu này sau khi sáng tạo ra cái tên này là người hay quỷ hay thực sự là tiên tri trong nháy mắt trong lòng tử linh nổi lên sự kinh hãi nồng đậm cũng ngay lúc này hư ảnh năm ngón tay vô cùng kinh khủng của tiên tri ma sư thất hoành lại hiện ra xuyên qua mọi rào cản vồ về phía diệp chân diệp chân muốn trốn nhưng dưới một đập này diệp chân lại có một loại cảm giác không thể nào tránh né giống như toàn bộ thiên địa đều nằm dưới sự bao phủ của nó trong nháy mắt hư ảnh năm ngón tay chạm đến ngực Diệp Chân, hàng rào hỏa diễm dày đến mấy tầng và tường bảo vệ từ lôi quang trước người Diệp Chân, ngay lập tức giống như không khí, hóa thành hư vô. Nhưng những thứ này vẫn chưa phải điều mà Diệp Chân sợ nhất. Điều khiến cho Diệp Chân cực kỳ hoảng sợ đã xảy ra trong nháy mắt hư ảnh năm ngón tay, của tiên chi ma sư thất hoành va vào Hùng Vương trọng giáp, mà Diệp Chân ỉ lại nhất. Hùng Vương trọng giáp này của Diệp Chân là do da gấu của đạo cảnh hậu kỳ cự linh đại thánh Hùng Thành tạo thành không ngờ lại yếu ớt giống như tờ giấy phải biết hùng vương trọng giáp chính là vật phẩm có sức phòng ngự mạnh mẽ dùng 10 tầng da gấu của cự linh đại thánh hùng thành điệp ra chế tạo vào giờ phút này diệp chân đã không cách nào hình dung sự khiếp sợ trong lòng mình da gấu của cự linh đại thánh hùng thành coi như này thân da gấu mất đi tu vi hùng hậu của cự linh đại thánh hùng thành kia trèo trống năng lực phòng ngự của nó sẽ có hạ xuống nhưng cao nhất uy năng chỉ hạ xuống ba thành mà thôi mà ba thành này chỉ là uy năng của một tầng da gấu không chút nghi ngờ mà nói, một tầng da gấu của cự linh đại thánh, có thể đón lấy một kích toàn lực của cường giả đạo cảnh trung kỳ. Mà hùng vương trọng giáp của Diệp chân đã điệp ra 10 tầng da gấu. Dưới loại trình độ điệp ra này, không chút khách khí mà nói, lúc trước luyện chế hùng vương trọng giáp này, cho dù là đón lấy một kích toàn lực của cường giả đạo cảnh, tối đỉnh thì Diệp chân cũng có được lòng tin 10 phần. Nhưng bây giờ, tiên tri ma sư thất hoành đã xé vỡ nát phần lòng tin này của Diệp chân tu vi của tiên chi ma sư thất hoành chỉ có đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong mà thôi nhưng vào giờ phút này diệp chân lại không có thời gian cảm thán những chuyện này mà dùng tất cả tinh lực đầu nhập vào phòng ngự một kích trí mạng này diệp chân có một loại cảm giác nếu hắn ngăn không được một kích này như vậy hắn nhất định sẽ chết trong tay tiên chi ma sư thất hoành hồn phi phách tán gần như ngay khi hùng vương trọng giáp bị tùy tiện xé mở đại thánh linh quang khải mà diệp chân luyện hóa vào cơ thể đã đại phóng quang hoa linh lực trong thổ linh cung giữa thất huyền linh cung của diệp chân đều đầu nhập vào trong đại thánh linh quang khải đại thánh linh quang khải cũng dùng da gấu của cự linh đại thánh hùng thành luyện chế dùng là da gấu phần lưng cứng rắn nhất luyện chế chỉ điệp ra hai tầng mà thôi tính toán ra lực phòng ngự chỉ có một phần năm so với hùng vương trọng giáp nhưng bởi vì luyện chế thành chấn khí trên đó khắc họa các loại phù văn còn nhiều hơn hùng vương trọng giáp một chút hơn nữa bởi vì nhận linh lực ôn dưỡng cho nên có thể phát huy ra năng lực phòng ngự cường đại hơn lại thêm có tất cả thổ linh lực trong cơ thể Diệp Chân ủng hộ, đại thánh linh quang khải này miễn cưỡng có thể đạt tới một nửa lực phòng ngự của Hùng Vương trọng giáp. Nhưng ngay cả Hùng Vương trọng giáp cũng bị dễ dàng xé bỏ, Diệp Chân cũng không dám ký thác an nguy của mình vào đại thánh linh quang khải và long hồn giáp sau cùng. Có trời mới biết long hồn giáp có thể chịu nổi một kích khủng bố của tiên chi ma sư thất hoành này hay không. Không chút do dự, Diệp Chân đã rót vào trong đại thánh linh quang khải 100 giọt chúng sinh nguyện lực lấy kinh nghiệm của Diệp Chân, 100 giọt chúng sinh nguyện lực, này đủ để cho năng lực phòng ngự của Đại Thánh Linh Quang Khải tăng lên 4 50 lần thậm chí gấp trăm lần. Diệp Chân tin tưởng, hẳn có thể ngăn cản một kích trí mạng của Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành này. Tư. Từ... Ngay khi kim quang của chúng sinh nguyện lực từ trong Đại Thánh Linh Quang Khải tỏa ra, năm ngón tay của Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành lập tức nhẹ nhàng đặt trên ngực Diệp Chân. Một loại cảm giác khó chịu kiềm chế không cách nào hình dung đột ngột nổi lên, trong lòng Diệp Chân, âm thanh tư tư chói tai giống như vuốt mèo cào sắt vang dội tới trong ánh sáng kim sắc của chúng sinh nguyện lực đại thánh linh quang khải rốt cục chống đỡ thành công một mặt tiên chi ma sư đang rất tự tin mà hờ hững đột nhiên vẩy một cái sắc mặt đột ngột biến đổi hừ lạnh một tiếng hư quang hiện trên năm ngón tay tăng thêm gần như cùng lúc đó sắc mặt của diệp chân đột ngột kịch biến một trăm giọt chúng sinh nguyện lực hắn vừa rót vào đại thánh linh quang khải lại đang tiêu hao với một tốc độ kinh khủng theo tốc độ này một trăm giọt chúng sinh nguyện lực cũng chỉ có thể kéo dài hai hô hấp mà thôi càng chết là mặc dù một kích khủng bố của tiên chi ma sư thất hoành này bị đại thánh linh quang khải ngăn lại nhưng cự lực ẩn chứa trên đó lại đánh diệp chân giống như lưu tinh bay về phương xa tốc độ cực nhanh làm cho diệp chân giống như một cục đá bị đánh bay nếu như chỉ bị đánh bay thì còn có thể tranh thủ cho diệp chân một cơ hội thở dốc nhưng kinh người là không thấy tiên chi ma sư thất hoành này làm ra động tác nào lại giống như quỷ ảnh gắt gao dán ở trước ngực diệp chân làm cho năm ngón tay hiện ra hư quang của hắn không ngừng tiếp tục chấn động vừa mới nhanh chóng tới gần huyền cơ phân thân của diệp chân còn có nhóm đạo cảnh quân đoàn thần vệ đại đội y đông thanh thần thụ trong chớp mắt lại bị bỏ lại phía sau diệp chân hoảng hốt a à, sử đây rốt cuộc là lực lượng gì ngay khi dùng thần niệm hỏi thăm diệp chân vừa lần nữa bắt đầu thật nhanh nhỏ chúng sinh nguyện lực trong cơ thể vào vào giờ phút này diệp chân chỉ có thể dùng chúng sinh nguyện lực bỏ mệnh phụ thân đại nhân để ta giúp ngươi thoát khốn Âm thanh của Tiểu Yêu vội vàng vang lên, nhưng lập tức bị Diệp Chân từ chối, an ổn ở lại, không cho phép ra tay. Âm thanh của Diệp Chân vô cùng nghiêm khắc. Tiên tri ma sư thất hoành kinh khủng như vậy, nếu để Tiểu Yêu tùy tiện xuất thủ, Diệp Chân sợ Tiểu Yêu sẽ gặp độc thủ của đối phương. Nói thật, ban đầu khi thu được Tiểu Yêu, Diệp Chân chỉ xem nó như yêu bộc hoặc là yêu sủng. Nhưng cho tới bây giờ, Diệp Chân đến cùng xem Tiểu Yêu là cái gì, ngay cả bản thân hắn cũng không thể nói rõ. Nhưng có một chuyện Diệp Trân lại rất chắc chắn, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm cực đoan, thà rằng là mình thụ thương hoặc tử vong thì hắn cũng không nguyện ý đặt tiểu yêu vào cảnh hiểm nguy. rất kỳ quái. lúc đối mặt với loại lựa chọn này, Diệp Trân gần như theo bản năng quyết định, căn bản không có bất kỳ suy nghĩ. phụ thân đại nhân. đối mặt Diệp Trân nghiêm khắc quát lên, tiểu yêu nóng nảy. giờ phút này Diệp Trân cũng không có thời gian nói chuyện với tiểu yêu, chỉ dùng đôi mắt của nguyên linh ngồi xếp bằng trong huyền cung hung hăng nhìn chằm chằm tiểu yêu. Tiểu Yêu vô cùng quen thuộc với Diệp Chân nên tất nhiên hiểu rõ ý tứ và kiên quyết của phụ thân mình. Thời không lực lượng. Nói cho đúng, cái tên này dùng thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc dung hợp thần thông. Thận Long Nguyên Linh A sửu không hổ đi theo bên cạnh Sư Tôn Lục Ly nhiều năm, rất nhanh đã cho Diệp Chân đáp án, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất, dùng thần hồn giao lưu, nói toàn bộ những chuyện hắn biết cho Diệp Chân. Giữa thiên địa có vô số lực lượng thiên địa pháp tắc, nhưng lực lượng thiên địa pháp tắc cũng phân đẳng cấp cao thấp ngũ hành lực lượng thiên địa pháp tắc chỉ là một cách gọi chung của lực lượng thiên địa pháp tắc trong đó có thể chia nhỏ thành rất nhiều loại nhưng trong những loại này cũng có đẳng cấp cao thấp nhưng trong tất cả các loại thiên địa pháp tắc không gian và thời gian hai loại lực lượng thiên địa pháp tắc được công nhận là lực lượng thiên địa pháp tắc cấp cao nhất dưới tình huống bình thường đại đa số cường giả đạo cảnh cũng không dám đụng vào hai loại lực lượng pháp tắc này bởi vì hai loại lực lượng pháp tắc này quá hư vô không gian còn tốt hơn một chút nhưng thời gian lực lượng pháp tắc lại càng thêm khó có thể chạm đến. Có chút người kinh tài tuyệt diễm, vô cùng lòng tin, lựa chọn khổ tu một trong hai loại lực lượng thiên địa pháp tắc không gian và thời gian. Nhưng rất nhiều người, dù đi đến cuối cùng cả đời, ngay cả nhập môn cũng khó khăn, chớ nói chi là tiểu thành. Nhất là lực lượng thiên địa pháp tắc thời gian, cường giả lựa chọn tu luyện lĩnh hội đã ít lại càng ít. Chớ nói chi đồng, thời tu luyện và lĩnh hội hai loại lực lượng thiên địa pháp tắc này. Thế nhưng, tiên tri ma sư thất hoành, Trước mắt lại đồng thời tu luyện lĩnh hội hai loại lực lượng thiên địa pháp tắc, đã vậy còn đều có tiểu thành. Vì sao nói là tiểu thành? Bởi vì chỉ có sau khi đồng thời lĩnh hội hai loại lực lượng thiên địa pháp tắc không gian và thời gian đến tiểu thành mới có thể tu luyện ra loại thần thông, khủng bố được xưng tiểu hư vô yên diệt thuật này. Dưới loại tiểu hư vô yên diệt thuật, gần như tất cả mọi thứ có hình có chất đều sẽ bị trực tiếp hóa thành hư vô, trôn vùi. Giống như trước đó, 400 chiếc nỏ tiễn phá thiên Chu Long nỗ bắn trụm vào còn có hùng vương trọng giáp của diệp chân đều bị tiểu hư vô yên diệt thuật này chôn vùi thận long nguyên linh a sử nói ra những tin tức này làm cho diệp chân trợn tròn mắt tại chỗ hắn không ngờ thế gian này còn có thần thông khủng bố như vậy thật là có người tu luyện thành công vậy chúng sinh nguyện lực của ta có thể kiên trì đến khi hắn hao hết lực lượng hay không long hồn giáp của ta có thể trèo trống hay không diệp chân liên tiếp hướng về phía thận long nguyên linh a sử hỏi hai vấn đề lúc này đứng bên bờ vực sống chết căn bản không có thời gian để nói đều là dùng thần hồn giao lưu cho nên tốc độ giao lưu nhanh đến mức cực hạn mặc dù long hồn giáp không hoàn toàn xem như có hình có chất nhưng so sánh với tiểu hư vô yên diệt thuật thì phẩm cấp của nó vẫn kém quá xa không được về phần chúng sinh nguyện lực của diệp đại gia ngươi có thể kiên trì đến khi lực lượng của tiên chi ma sư kia hao hết hay không ta cảm thấy đại gia hắn khó rất khó bởi vì thi triển tiểu hư vô yên diệt thuật này thì tiêu hao càng nhiều hơn chính là lực lượng nguyên linh quay đầu bị dội hai gáo nước lạnh diệp chân triệt để tức giận gầm hét về phía thận long nguyên linh a Sửu. đại gia vậy rốt cuộc ngươi có biện pháp hoặc thủ đoạn nào ứng phó hay không nếu ngươi dám nói không ta nhất định sẽ ném tôn tử ngươi qua đó đầu tiên có đương nhiên là có bị diệp chân uy hiếp làm cho hoảng sợ không nhẹ thận long nguyên linh a Sửu dùng thời gian ngắn nhất nói ra phương pháp ứng phó tiểu hư vô yên diệt thuật này cho diệp chân phương pháp cũng rất đơn giản lực lượng thiên địa pháp tắc cùng lực lượng thiên địa pháp tắc cho dù lực lượng pháp tắc cấp thấp chỉ cần lượng cũng đủ lớn thì cũng có thể ngăn cản được tiểu hư vô yên diệt thuật của tiên chi ma sư thất hoành nhưng vấn đề là đáp án này của thận long nguyên linh a xử lại nói như không nói bây giờ diệp chân ngay cả đạo cảnh cũng không đột phá lấy đâu ra lực lượng thiên địa pháp tắc còn phải là số lượng lớn mà việc đã đến nước này diệp chân đã không có quá nhiều lựa chọn trước mặt lực lượng tuyệt đối diệp chân trừ đối mặt ra thì lại không có thứ gì khác diệp nguyên soái không ngờ ngươi lại có nhiều chúng sinh nguyện lực như vậy thật sự làm cho lão phu ngoài ý muốn nhưng dù ngươi có nhiều chúng sinh nguyện lực hơn nữa thì hôm nay cũng chắc chắn phải chết không nghi ngờ trong đôi mắt của tiên chi ma sư thất hoành lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhẹ giọng cười lạnh nhưng vẻ mặt vẫn tự tin như cũ vậy thì không nhất định lòng tin của diệp chân ở trong nháy mắt này trở nên vô cùng kiên định hắn tiếp tục duy trì đưa chúng sinh nguyện lực vào đại thánh linh quang khải trong huyền cung của Diệp Chân, hai con ngươi nguyên linh của hắn đột ngột mở ra. Ngay khi ánh mắt nguyên linh bắn ra đến chúng sinh nguyện lực trì, đại lượng chúng sinh nguyện lực trong ao chúng sinh nguyện lực tích lũy trong một năm này, đột nhiên cùng nhau bay lên, bay về phía nguyên linh tản ra ánh sáng bốn màu của Diệp Chân. Ngay khi giọt chúng sinh nguyện lực đầu tiên dung nhập vào nguyên linh của Diệp Chân, nguyên linh tứ sắc của Diệp Chân đột ngột biến thành ngũ sắc. Ngay khi nguyên linh biến thành ngũ sắc, Diệp Chân cảm giác tốc độ vận chuyển lực lượng linh lực trong cơ thể tốc độ của thần niệm đều tăng lên gấp đôi, khí tức nguyên linh của Diệp Chân cũng ở trong nháy mắt này bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Cảm nhận được khí tức nguyên linh của Diệp Chân nhanh chóng tăng lên, trong đôi mắt của Tiên Chi Ma Sư thất hoành lộ ra một tia nghi hoặc, không rõ Diệp Chân đang làm cái gì. Nhưng, Tiên Chi Ma Sư thất hoành sợ xảy ra biến số gì, lại lần nữa tăng cường tiểu hư vô yên diệt thuật, chúng sinh nguyện lực, mà Diệp Chân đưa vào đại thánh linh quang khải bắt đầu tiêu hao thật nhanh. Cùng lúc đó, ngũ thải nguyên linh trong cơ thể Diệp Chân đang nhanh chóng lớn mạnh bởi vì có ngọc giản truyền thừa nên Huyền Cơ đạo pháp trong nguyên linh sát phạt chi thuật, Diệp Chân vẫn không học được, nhưng trong vô số bí pháp sư Tôn Lục Ly truyền xuống lại có một loại bí pháp có thể mượn nhờ chúng sinh nguyện lực, thi triển thần hồn. Có thể mượn nhờ chúng sinh nguyện lực làm cho phẩm giai của nguyên linh trong thời gian ngắn tăng lên một giai, đồng thời tăng cường lực lượng, thần hồn trên phạm vi lớn, có thể tăng lên uy lực công kích của nguyên linh. Đây là bí pháp duy nhất trước mắt Diệp Chân có thể dùng. Lực lượng nguyên linh nhanh chóng tăng lên làm cho quanh người Diệp Chân tản mát ra một loại khí tức bạo ngược, đây là phản ứng do lực lượng nguyên linh bắt đầu không chịu khống chế. Phương xa, một đám đạo cảnh quân đoàn thủ hộ Y Đông Thanh Thần Thụ đang nhanh chóng đuổi tới, cảm nhận được khí tức của Diệp Chân thay đổi thì nhao nhao vạn phần lo lắng hô, từng người như điên cắn chót lưỡi, thôi động tốc độ và lực lượng của mình đến cực hạn. Bởi vì bọn hắn từ khí tức của Diệp Chân, biến hóa đã cảm thấy được hắn đang liều mạng. Diệp Chân chính là thần sứ của Y Chí Thần Điện bọn hắn, Sa Hải Đại Thần Tế dự định đời tiếp theo tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Cho dù là bọn hắn chết sạch thì Diệp Trân cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào. Cho nên, lúc này cả đám đều đang liều cái mạng giả của mình, thanh liêm càng thôi động thiên phú thần thông của mình đến cực hạn, giống như một đạo thanh quang ở trong thiên địa cướp động. Tốc độ của hắn đã có thể đuổi kịp tốc độ của vân dực hổ vương, tiểu miêu đang chở đại nhĩ đoá nhiếp đinh, đuổi tới. Nhưng, dù tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa, thì cũng không đuổi kịp tốc độ của tiên Chi ma sư thất hoành và Diệp Chân bị Tiên Chi Ma Sư chăm chú chế trụ ngực, khoảng cách giữa hắn và Diệp Chân vĩnh viễn bảo trì hơn trăm dặm, mà khoảng cách trăm dặm căn bản làm cho hắn và các đồng bạn phía sau hắn công kích đến Tiên Chi Ma Sư thất hoành, tới cứ viện Diệp Chân. Diệp Chân rõ ràng, đây cũng Tiên Chi Ma Sư thất hoành thi triển một loại không gian thần thông cao minh, giờ phút này, hắn cũng không cách nào phá giải, chỉ có thể bằng này liều mạng một kích cuối cùng, thi triển ngũ sắc bí pháp nguyên linh sư tôn lục ly truyền xuống. Dùng chúng sinh nguyện lực tăng lực lượng nguyên linh lên tới cực hạn, sau đó đánh ra một kích liều mạng. Có thể kích thương Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành hay không thì ngay cả Diệp Chân cũng không rõ ràng. Trong Huyền Cung, chúng sinh nguyện lực trong ao chúng sinh nguyện lực của Diệp Chân vẫn đang thật nhanh dung nhập biến thành ngũ sắc trong nguyên linh, Diệp Chân hóa thành ngũ sắc nguyên linh, giờ phút này kích thước đã to hơn gấp 2 lần. Khí tức nguyên linh của Diệp Chân không ngừng tăng lên làm cho ánh mắt của Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành càng ngày càng ngưng trọng ánh sáng đánh vào đại thánh linh quang khải của Diệp Trân cũng càng ngày càng nhiều. Kim quang làm cho chúng sinh nguyện lực trong đại thánh linh quang khải của Diệp Trân tan rã càng lúc càng nhanh, lại xuất hiện tình huống rót chúng sinh nguyện lực vào lại không đuổi kịp tốc độ tiêu hao của chúng sinh nguyện lực. Ánh mắt của Diệp Trân khẽ động, biết hắn đã không có thời gian tăng lực lượng nguyên linh lên tới cực hạn, nhất định phải sớm phát động. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, 36 mai hoa đoạt nguyên châm đột ngột từ ngực Diệp Trân nhô ra, nhẹ nhàng lóe lên. Lực lượng tạo hóa ba động làm cho trong lòng tất cả cường giả đạo cảnh chợt lóe lên vẻ hoảng sợ. 36 mai hoa đoạt nguyên châm này đã trở thành một bộ phận của bản thể tiểu yêu, bỗng nhiên đâm vào trong cơ thể của Tiên chi ma sư thất hoành. Ngay khi đâm vào, 36 mai hoa đoạt nguyên châm này lập tức như điên theo kinh mạch trong cơ thể Tiên chi ma sư thất hoành, chui về phía chỗ sâu và yếu hại đầu trong thân thể của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Haleji Audio. Nhói đau dị thường đột nhiên xuất hiện này làm cho Tiên chi ma sư thất hoành khẽ giật mình. Nhất là sự uy hiếp mạnh mẽ làm cho trong đôi mắt của Tiên Chi Ma Sư thất hoành đại phóng quang hoa. Năm ngón tay đặt trước ngực diệp chân bất động, thần niệm của Tiên Chi Ma Sư thất hoành khẽ động, lực lượng không gian bàng bạc đột ngột chặn lại 36 mai hoa đoạt nguyên châm của Tiểu Yêu đang thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Gần như là trong chớp mắt, 36 mai hoa đoạt nguyên châm của Tiểu Yêu đột nhiên không cách nào tiến lên chút nào nữa, cho dù có tiếp tục gia trì tạo hóa linh lực thì cũng không được. Tiểu Yêu tức giận Nguyên bản Tiểu Yêu cũng bởi vì Diệp Chân mà bắt đầu liều mạng, mới chống lại quyết định của Diệp Chân chủ động xuất kích. Nhưng ở trước mặt không gian thần thông của Tiên Chi Ma Sư thất hoành, tức giận cũng vô dụng. Nhưng một kích chủ động này của Tiểu Yêu lại có những tác dụng khác. Tiểu Yêu chủ động xuất kích làm cho Tiên Chi Ma Sư thất hoành không thể không phân thần ứng đối 36 mai hoa đoạt nguyên châm của Tiểu Yêu đang thâm nhập vào trong cơ thể mình. Vừa phân thần, cường giả đạo cảnh trước đó liên tục thi triển và đuổi theo phía sau công kích hắn giữ một khoảng cách không gian thần thông bị gián đoạn một khắc như vậy chỉ trong một khắc thời gian này thanh liêm tốc độ nhanh nhất còn có vân dực hổ vương tiểu miêu đã đuổi kịp vô số thanh quang từ phía sau thanh dực của thanh liêm đánh về phía tiên chi ma sư thất hoành thất hoành chỉ hử lạnh một tiếng vạch ra một chỉ đã triệt để tiêu tán một kích toàn lực của vị cường giả đạo cảnh trung kỳ thanh liêm này một khắc này hai lỗ tai của đại nhĩ đoá nhiếp đinh cưỡi trên lưng vân dực hổ vương tiểu miêu bỗng nhiên chấn động một cái ngay khi nhiếp đinh vừa đến gần thì đã ngay lập tức thi triển âm bạo ở trong tai của Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành, thi triển âm bạo uy lực cường đại nhất của hắn. Tiên Chi Ma Sư cường đại hơn nữa cũng là sinh linh. Gần như tất cả sinh linh, trong lỗ tai chính là yếu ớt nhất, cho dù trải qua tu luyện âm bạo kinh khủng, trực tiếp nổ nát như màng nhĩ trong tai của Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành. Không tự chủ được, Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành phát ra một tiếng hét thảm. Nói thật, qua nhiều năm như vậy, Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành còn chưa từng chịu qua thống khổ như hiện tại. Nhưng, dù tai đang kịch liệt đau nhức, nhưng thần kinh cứng cỏi khổ tu nhiều năm như vậy đã làm cho ý chí lực của Thất Hoành trở nên vô cùng cường đại. Dù tai bị thương nặng, năm ngón tay hắn khoác lên ngực Diệp Chân vẫn không rời khỏi chút nào, thần thông tiểu hư vô yên diệt thuật cũng không ngừng thi triển. Nhưng dù sao chỗ yếu hại cũng là bị trọng thương, trạng thái của Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành vẫn không cách nào tránh khỏi bị ảnh hưởng. Giống như không gian thần thông trước đó ngăn cản 36 hoa mai đoạt nguyên châm của tiểu yêu đã không thể tránh khỏi gián đoạn. Trong chớp mắt, 36 mai hoa đoạt nguyên châm của tiểu yêu giống như giao long vào biển, lần nữa chui vào chỗ sâu trong nhục thân của tiên chi ma sư thất hoành. 36 hoa mai đoạt nguyên châm của tiểu yêu như kim cương nhanh chóng chui vào chỗ sâu trong cơ thể tiên chi ma sư thất hoành. Gần như cùng lúc đó, một luồng ngũ sắc hồn quang to, bằng cánh tay trẻ con vô cùng hùng hồn trực tiếp từ trong hai mắt trừng tròn vo của Diệp Chân bắn ra. Giờ phút này, khoảng cách giữa Diệp Chân và tiên chi ma sư thất hoành đã rất gần. Ngay khi ngũ sắc hồn quang trụ bắn ra ngoài đã lập tức đánh vào đạo cung của Tiên chi Ma sư Thất Hoành. Quan trọng hơn là, Diệp Chân chọn thời cơ bắn ra vừa lúc là âm bạo của Đại Nhĩ Đoá nổ tung, làm cho thần niệm của Thất Hoành xuất hiện một chấn động kịch liệt. Nguyên bản, cho dù Tiên chi Ma sư Thất Hoành không ngăn được ngũ sắc hồn quang, trải qua mấy trăm giọt chúng sinh nguyện lực, cường hóa của Diệp Chân thì bị ảnh hưởng cũng cực kỳ có hạn. Nhưng bây giờ, sự trùng hợp này lại làm cho uy lực ngũ sắc hồn quang của Diệp Chân bắn ra tăng lên gấp đôi, gấp đôi làm cho đạo ngũ sắc hồn quang này trong lúc tiên tri ma sư thất hoành bất ngờ không đề phòng đánh vào trong đạo cung của hắn đạo cung và huyền cung khác biệt rất lớn chính là đạo cung của võ giả có thể giống như luyện khí bày ra cấm pháp nặng nề phòng ngự thần hồn dưới tình huống bình thường tiên tri ma sư thất hoành chủ động thôi động những cấm pháp thần hồn khắc sâu trên đạo cung sẽ làm cho ngũ sắc hồn quang nhận của diệp chân gặp vô số lực cản cho dù có thể xuyên thủng phòng ngự nguyên linh nặng nề này thì cuối cùng ngũ sắc hồn quang đánh vào phía trên nguyên linh của hắn cũng vô cùng có hạn nhưng giờ phút này phòng ngự cấm pháp nặng nề trong thần hồn dưới tình huống không có người chủ trì uy lực chỉ phát huy ra khoảng một nửa không chỉ làm cho ngũ sắc hồn quang của diệp chân nhẹ nhõm xuyên thủng càng làm cho đại lượng ngũ sắc hồn quang trực tiếp đánh vào phía trên nguyên linh cao tới một trượng của tiên chi ma sư thất hoành kia trong chớp mắt nguyên linh của tiên chi ma sư thất hoành kịch chấn mặt ngoài nguyên linh liên tiếp xuất hiện vết dạn nhỏ bé vẻ khó tin khó có thể hình dung đột ngột hiện ra trong đôi mắt của tiên chi ma sư thất hoành nguyên linh kịch liệt chấn động làm cho thất hoành không cách nào thuận lợi điều động lực lượng nguyên linh phản kích càng không cách nào kịp thời phát động không gian thần thông ngăn cản tiểu yêu thâm nhập vào trong cơ thể hắn nguyên bản âm bạo của đại nhĩ đoá nhiếp đinh gây tổn thương chỉ sáng tạo ra cho tiểu yêu một cơ hội vô cùng nhỏ thời gian này thậm chí không cách nào làm cho tiểu yêu thuận lợi đến đầu của tiên chi ma sư thất hoành nhưng, Diệp Chân bắn ra ngũ sắc hồn quang đúng lúc lại sáng tạo ra cho Tiểu Yêu đầy đủ thời gian. Tiểu Yêu biết giờ phút này là thời cơ khó có được, lập tức dồn tất cả lực lượng bay thẳng về phía đầu của Tiên Chi Ma Sư. Gần như là trong tích tắc, Tiểu Yêu ra chỉ tạo hóa linh lực, cho 36 mai hoa đoạt nguyên châm đã thật nhanh xông vào trong đạo cung của Tiên Chi Ma Sư thất hoành. 36 đạo lục quang giống như 36 đạo lục sắc lưu tinh trực tiếp đâm về nguyên linh của Tiên Chi Ma Sư thất hoành chỉ cần 36 mai hoa đoạt nguyên châm này đâm vào nguyên linh của thất hoành, như vậy tử kỳ của hắn sẽ đến. Hình như cảm nhận được một loại nguy hiểm không hiểu nào đó, ngay khi 36 mai hoa đoạt nguyên, châm đến gần nguyên linh, nguyên linh của tiên tri ma sư thất hoành bỗng nhiên mở hai mắt ra nổi giận quát. Ngươi dám, trong âm thanh nổi giận quát, trong hai con ngươi lóe lên kim quang, kim quang thản nhiên đột ngột che kín quanh người nguyên linh, chúng sinh nguyện lực. Mượn hai mắt của tiểu yêu thấy cảnh này, trong mắt Diệp chân hiện lên kinh ngạc. Tiên chi ma sư thất hoành lại cũng dùng chúng sinh nguyện lực, nhưng xem ra chỉ có một hai giọt mà thôi. Đương nhiên, chuyện này cũng không quá kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là đạo cảnh thậm chí cường giả giới vương cảnh thì đều có thể lấy được chúng sinh nguyện lực. Ngay khi kim quang nhàn nhạt che kín quanh thân nguyên linh của tiên chi ma sư thất hoành, thì gắt gao ngăn cản 36 mai hoa đoạt nguyên châm của tiểu yêu lại, làm cho mai hoa đoạt nguyên châm của tiểu yêu cũng không còn cách nào tiến lên được nữa, nguyên linh của tiên chi ma sư thất hoành vừa nhận kịch chấn mà xuất hiện vết dạn cũng thật nhanh khôi phục. Nhìn một màn này, tiểu yêu khẩn trương. Tiểu yêu vô cùng rõ ràng, tiên tri ma sư thất hoành này vô cùng khủng bố, cũng hiểu rõ nàng thời khắc này cơ hội chân quý cỡ nào. Một khi để nguyên linh của hắn khôi phục, lấy người thực lực kinh khủng này, phụ thân đại nhân Diệp chân nhất định sẽ một lần nữa lâm vào hiểm cảnh thậm chí là tuyệt cảnh. Gần như là bản năng, tiểu yêu đã làm ra quyết định. Một chút tạo hóa linh lực tích xúc chỗ sâu trong cơ thể, trước giờ tiểu yêu không nỡ lãng phí bây giờ không giữ lại chút nào toàn bộ thôi động ra. Phải biết, trước đây tiểu yêu cũng rất nhiều lần động tới tạo hóa linh lực, nhưng mỗi một lần tiểu yêu vận dụng chỉ là một sợi tạo hóa linh lực, còn muốn mảnh hơn cọng tóc, vô cùng chân quý. Bởi vì tạo hóa linh lực trong cơ thể tiểu yêu không phải lực lượng của bản thân, mà nhận được từ trong truyền thừa của trường nhạc công chúa khi cướp đoạt tạo hóa của man hoang thánh nữ, dùng một chút ít một chút. Giờ phút này, tiểu yêu vì muốn bảo vệ Diệp chân lại không giữ lại chút nào toàn bộ thôi động ra. Trong chốc lát, khí tức đặc hữu kinh khủng của tạo hóa linh lực, bộc phát ra trên 36 mai hoa đoạt nguyên châm. Tạo hóa linh lực, đây chính là lực lượng mà chỉ trở lên tạo hóa cảnh mới có thể có. Tiên tri ma sư thất hoành mạnh hơn thì cũng chỉ là đạo cảnh, cách tạo hóa thần nhân rất xa, có khác biệt về bản chất. Khí tức tạo hóa linh lực làm cho trong lòng tiên tri ma sư thất hoành hoảng hốt, đồng thời, ánh mắt đột ngột biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi. Không ngờ, trước mắt, Diệp chân này lại có được lực lượng không chỉ vượt quá hắn dự liệu mà còn là lực lượng mang tính trí mạng. Chúng sinh nguyện lực tuy mạnh, nhưng ở trước mặt tạo hóa linh lực vẫn không có ưu thế. Càng quan trọng là lượng. Lượng chúng sinh nguyện lực mà tiên tri ma sư thất hoành có, tranh lệch so với lượng tạo hóa linh lực tiểu yêu, thúc dục là gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Gần như là một nháy mắt, 36 mai hoa đoạt nguyên châm, lóe ra tạo hóa linh lực giống như đâm giấy cửa sổ đâm vào trong nguyên linh của tiên chi ma sư thất hoành được chúng sinh nguyện lực hóa thành kim quang bảo hộ. Ngay khi đâm vào, thôn vệ thần thông của tiểu yêu lập tức toàn lực thôi động. Gần như là đồng thời, một loại đau thương không hiểu hiện lên trong lòng tiên tri ma sư thất hoành. Trong chớp nhoáng này, vô số suy nghĩ hiện lên trong đôi mắt của tiên tri ma sư thất hoành. Hắn là ma sư, càng tiên tri ma sư, có thể dự báo thiên cơ, lúc đôi mắt khép mở là có thể thấy rõ ràng vận mệnh của người khác. Nhưng hắn lại không nhìn thấy vận mệnh của hắn sẽ vẽ lên dấu chấm tròn vào hôm nay. Ngàn vạn suy nghĩ một chớp mắt trôi qua, tiểu yêu phát động thôn vệ thần thông, làm cho nguyên linh của tiên chi ma sư trực tiếp vỡ vụn từ bên trong ngay khi lực lượng trong cơ thể giống như thủy triều bị tiểu yêu hấp thu ánh sáng trong đôi mắt của tiên chi ma sư thất hoành chớp mắt tiêu tán diệp chân ngây người thật ngây người diệp chân thật sự không thể ngờ được là hắn lại có thể chém giết một vị tiên chi ma sư mà còn là thất tự tiên chi ma sư phụ thân đại nhân vẫn là như cũ sao tiếng hỏi của tiểu yêu vang lên tiên chi ma sư thất hoành chủ tu chính là lực lượng không gian Tiểu yêu hấp thu không được, tu vi của Diệp Chân không cách nào tăng lên nên chỉ có thể dùng để xung kích hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 Thận Long Châu. Như cũ, lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Chân đã lại có ý nghĩ. "Tiểu yêu, có thể bảo tồn lại lực lượng thiên địa pháp tắc của hắn hay không?" Có kinh nghiệm của Sư Tôn Lục Ly, Diệp Chân rất rõ ràng hai loại lực lượng thiên địa pháp tắc không gian và thời gian, mà tiên chi ma sư, lĩnh hội chân quý cỡ nào, cho nên mới có ý nghĩ như vậy nhưng ý nghĩ là tốt, hiện thực lại rất tàn khốc. Tiểu yếu bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ thân đại nhân, chuyện này ta làm không được. Hơn nữa hai loại thiên địa pháp tắc không gian và thời gian này quá, huyền ảo, thậm chí ta nối tới người biểu diễn năng lực của hắn cũng không được. Không sao, ta chỉ là hỏi một chút. Nhưng nếu phụ thân đại nhân không sợ nguyên linh bị xung kích, ta có thể đưa một bộ phận ký ức lạc ấn trong nguyên linh của hắn đến trong huyền cung của phụ thân đại nhân. Tiểu yêu nói, ký ức lạc ấn, cũng tốt, ta có chúng sinh nguyện lực bảo vệ, không sợ ký ức lạc ấn của hắn xung kích. Giống như tiên tri ma sư thất hoành tồn tại, mỗi một ký ức trong lạc ấn, số lượng ký ức tồn tại có thể xưng một lượng lớn. Nếu tùy tiện tiếp thu, tu vi của nguyên linh thấp, nguyên linh của hắn có thể sẽ trong nháy mắt bị một lượng lớn ký ức xung kích, mà sụp đổ. Cho dù tu vi của nguyên linh mạnh mẽ thì người bình thường cũng không dám làm như vậy. Lượng trí nhớ đó quá lớn, nhỏ đến chi tiết của cuộc sống, một loại cảm thụ nào đó, lớn đến chi tiết tu luyện thậm chí nằm mơ thì đều có tồn tại trong những ký ức lạc ấn bên trong, coi như tu vi của nguyên linh mạnh mẽ, dưới một lượng lớn ký ức xung kích thì nguyên linh sẽ bị thương thậm chí sẽ làm cho nguyên linh rối loạn. Hơn nữa, một lượng lớn trong trí nhớ này, chín thành chín tất cả đều là phế vật vô dụng. Dù Diệp Chân có chúng sinh nguyện lực thì bình thường cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì làm như vậy, đó chính là đang lãng phí chúng sinh nguyện lực. Nhưng giờ phút này, trong nguyên linh của Diệp Chân đã vốn dung nhập số lượng lớn chúng sinh nguyện lực, căn cứ nguyên tắc lợi dụng rác rưởi xem ký ức của tiên chi ma sư thất hoành cũng có thể đương nhiên quan trọng hơn là tồn tại cường đại giống như tiên chi ma sư thất hoành nhất là thân phận tiên chi ma sư trí nhớ của hắn đối diệp chân vô cùng có lực hấp dẫn gần như là ngay khi diệp chân đồng ý một lượng lớn ký ức lạc ấn của tiên chi ma sư thất hoành đã bị tiểu yêu đưa vào trong huyền cung của diệp chân đồng thời linh lực hùng hậu còn có pháp tắc không gian và thời gian mạnh mẽ được tiên chi ma sư lĩnh hội cũng trực tiếp bị tiểu yêu đưa vào trong thận long châu nặng nề đánh vào trên hàng rào phong ấn không gian tầng thứ sáu thận long châu làm cho hàng rào phong ấn không gian tầng thứ sáu thận long châu lần nữa bắt đầu nhanh chóng tan rã tốc độ tan rã so với trước đó tiểu yêu thôn phệ lực lượng của người giám sát đạo cảnh hậu kỳ do ma hoàng phái tới còn nhanh hơn tốc độ tan rã đó làm cho trong lòng diệp chân đột ngột khẽ động có lẽ phong cấm không gian tầng thứ sau thận long châu sắp mở ra cũng không biết sau khi phong cấm không gian tầng thứ sáu thận long châu giải khai sẽ có cái gì theo sư tôn lục ly nói tới gần trung tâm không gian phong cấm có thể sẽ phong cấm đi vào một bộ phận vật phẩm tùy thân của người đây chính là vật phẩm tùy thân của sư tôn lục ly cho dù hàng thông thường thì đối với diệp chân cũng tuyệt đối không bình thường ngay khi diệp chân đang tràn đầy mong đợi trong đạo cung của tiên Chi ma sư thất hoành vừa bắt đầu vỡ vụn một đạo bạch quang đột ngột từ trên đỉnh đầu sông ra sông thẳng tới chân trời định bỏ chạy thượng phẩm hậu thiên linh bảo kia bạch quang tán phát khí tức ba động kém chút làm cho Diệp Chân la thất thanh. Trong chớp mắt, vui vẻ trong mắt Diệp Chân đại phóng. Ầm ầm. Lôi quang mảnh mà nhanh đột ngột bắn ra từ lôi quang tiên trên đỉnh đầu Diệp Chân, nhẹ nhàng điểm trên bạch quang đang nhanh chóng độn hành kia. Lôi quang lập lòe, bạch quang phát ra một tiếng gào thét, Diệp Chân lấy lực lượng nguyên linh hóa thành thủ ấn bỗng nhiên nhô ra, trực tiếp nắm bạch quang kia vào trong tay, lại là một cái cốt luân bạch sắc rơi vào đại thủ nguyên linh của Diệp Trân, bạch sắc cốt luân rằng có kịch liệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là khí linh của bạch sắc cốt luân đang dãy ruộng. Diệp Trân cũng không nhiều lời, trên lôi quang tiên liên tục chớp lôi quang, mấy đạo lôi đình trực tiếp bổ lên trên bạch sắc cốt luân này. Bạch sắc cốt luân vừa phát ra tiếng gào thét thê thảm thì lập tức đã trung thực. Sau khi tiện tay đánh ra mấy đạo phong cấm, Diệp Trân ném vào trong không gian thận Long Châu hiện tại diệp chân cũng không có thời gian xem nó là bảo bối dạng gì càng không có thời gian luyện hóa thuần phục nó cưỡng đoạt hậu thiên linh bảo của cao thủ khác muốn một lần nữa luyện hóa thành của bản thân thì cần phải tốn không ít thời gian trong nháy mắt tiếp theo thần niệm của diệp chân đã chìm vào trong đại lượng ký ức lạc ấn của tiên chi ma sư thất hoành được tiểu yêu đưa tới kia loại ký ức lạc ấn này không cách nào bảo trì quá lâu diệp chân nhất định phải nhanh quan sát hải lượng ký ức có như vô biên vô hạn như nước biển phóng tới nguyên linh của diệp chân chúng sinh nguyện lực tràn ngập trong nguyên linh lóe ra kim quang theo ý nguyện của diệp chân trực tiếp làm cho những ký ức rác rưởi vô dụng hóa thành hư vô một khắc này diệp chân lấy một loại tư thái cao cao tại thượng quan sát quỹ tích ma sinh của tiên tri ma sư thất hoành từ xuất sinh đến tu luyện đến đột phá phàm là mỗi một loại này đều thu hết vào trong mắt diệp chân diệp chân tắm ở trong quỹ tích ma sinh của tiên tri ma sư thất hoành nhưng hắn lại không biết tiên chi ma sư thất hoành bỏ mình đã gây nên sóng to gió lớn phát hiện tiên chi ma sư thất hoành tử vong trước nhất là gần 4.000 ma tộc tinh nhuệ trước kia còn sót lại trước đó những ma tộc tinh nhuệ này cũng bởi vì tiên chi ma sư thất hoành đại triển thần uy ma sĩ khí chiến ý đại trấn nhưng giờ phút này khi bọn hắn nhìn thấy đỉnh đầu tiên chi ma sư thoát ra bạch quang nhục thân càng bị vô số lục quang bao vây đứng yên không nhúc nhích càng chết lạ khí tức bằng bạc của tiên chi ma sư thất hoành ở trong cảm ứng của bọn hắn đã biến mất hoàn toàn biến mất. Những ma tộc tinh nhuệ này đều là cao thủ, đều rất rõ ràng, khí tức tiên tri ma sư thất hoành hoàn toàn biến mất đại biểu cho cái gì? Lập tức, từng người kêu khóc. Không, ma sư đại nhân, không, ngươi không thể. Tiên tri ma sư, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Từng ma tộc tinh nhuệ khàn cả giọng gào thét, trong ánh mắt tràn đầy uể oải và thống khổ. Càng muốn mạng là, tiên tri ma sư thất hoành, bỏ mình đã mang đến đả kích trí mạng cho phương diện tinh thần của bọn hắn ngay cả tiên chi ma sư thất hoành cũng bỏ mình, vậy bọn hắn thì sao? Lòng dạ sụp đỗ dạng này một khi xuất hiện, chiến ý của những người này kịch liệt rơi xuống, có ít người thậm chí mất đi lòng tin tiếp tục phản kháng. Quân tâm tán loạn Hậu quả của quân tâm tán loạn chính là những ma tộc tinh nhuệ có chiến lực và kinh nghiệm vô cùng phong phú còn sót lại này, bắt đầu chạy tán loạn tứ tán. Tốc độ những ma tộc tinh nhuệ này bị trọng thương, bị giết chết còn nhanh hơn trước đó. Trịnh đương thì mang theo yêu linh chiến binh giết thoải mái, thì bị một lực lượng ma tộc tiên huyết không chút nào phản kháng một kích, bỗng nhiên giật mình một cái, lập tức nhớ lại một chuyện. Diệp Trân đã từng giao phó cho hắn một chuyện, nếu có cơ hội thì tận lực bắt giữ ma tộc tinh nhuệ làm tù binh. Giao phó này trước đây thật lâu đã từng có, nhưng lúc trước, Diệp Trân liên tục chơi là tập kích bất ngờ, đánh xong là rút nên căn bản không có cơ hội bắt giữ ma tộc, tinh nhuệ làm tù binh. Về phần tại sao lại bắt làm tù binh, nguyên nhân rất đơn giản. Ma tộc có thể bắt tù binh nhân tộc làm nô lệ, vì sao nhân tộc không thể tù binh ma tộc làm nô lệ chứ? Chỉ có điều, đại đa số đều là nhân tộc càng thích chém giết ma tộc. Nguyên nhân quan trọng nhất là chiến công. Tù binh ma tộc cũng là chiến công, nhưng chiến công sẽ giảm phân nửa. Trên chiến trường, nhân tộc hiếm khi tù binh ma tộc, bởi vì chặt đầu tính chiến công sẽ càng có lợi hơn. Đương nhiên, cũng có tù binh ma tộc làm nô lệ, hơn nữa loại nô lệ ma tộc này cũng sẽ được đại chu tán thành. Về phần tại sao Diệp Chân phải tù binh ma tộc làm nô lệ? Nguyên nhân rất đơn giản, lực lượng chiến lực cá nhân của ma tộc đều rất cường đại, dùng nô lệ ma tộc đến tác chiến, chưa nói đến chiến lực cường đại, mà dù có chết cũng không đau lòng. Về phần chiến công, bây giờ, Diệp Chân lại không thèm để ý chút nào. Thu hoạch chiến công còn rất nhiều cơ hội, nhưng bây giờ quan trọng nhất là làm sao có thể sống sót, trong chiến dịch ngàn năm lần này, có được càng nhiều thực lực, càng mạnh hơn. Cho nên mới có giao phó này. Đại soái lệnh, người quỳ xuống đất đầu hàng, không giết đại soái lệnh tất cả mọi người có thể để lại người sống thì để lại người sống giết đến thoải mái trịnh đương thì nhớ tới mệnh lệnh của diệp chân gầm hét lên không thể không nói nhiều năm huấn luyện và mấy lần chiến đấu làm cho quân lệnh của diệp chân được chấp hành vô cùng triệt để gần như là trong một nháy mắt yêu linh chiến binh sông lên trước nhất đã mạnh mẽ thu hồi sát y sôi trào ngược lại tù binh những ma tộc này ý chí sụp đổ làm cho những ma tộc tinh nhuệ này không còn hy vọng có một phần ba trong chớp mắt đã từ bỏ phản kháng trực tiếp quỳ gối đương trường những người không quỳ xuống đất đầu hàng không có chiến ý phản kháng cũng biến thành vô cùng có hạn chỉ trong giây lát bắc hải thiên lãng quân đã thu hoạch đại lượng ma tộc tinh nhuệ tù binh trước tự yêu linh chiến binh khống chế sau đó hậu phương các tư tế man linh điện vọt lên không nói lời gì xông lên đeo vòng cổ nô lệ do man linh điện luyện lên sau đó thôi động pháp quyết làm cho những vòng cổ nô lệ này trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của bọn hắn giam cầm thần hồn và trên đầu của bọn hắn đây là nhục thể và thần hồn song trọng nô dịch. Giống bi pháp nô dịch của ma tộc, loại vòng cổ nô lệ này của tổ thần điện cũng càng thêm ác độc, càng thêm đáng tin. Bất kỳ một ma tộc nào đã bị đeo lên loại nô lệ vòng cổ này, thì chỉ có hai loại vận mệnh là chết và bị nô dịch, lại không loại thứ ba. Không đến nửa khắc đồng hồ, hơn ba 000 ma tộc tinh nhuệ đã toàn bộ bị đeo lên loại vòng cổ nô lệ này. Chỉ cần giao bi chú, Ngọc Giản khống chế nhóm vòng cổ nô lệ này đến trong tay Diệp chân thần niệm của Diệp chân khẽ động, có thể trưởng khống sinh tử của những ma tộc tinh nhuệ này. Hơn 3.000 ma tộc tinh nhuệ, trong đó ma tộc huyền cung cảnh trung hậu kỳ chiếm hơn phân nửa, ma tộc tinh nhuệ giới vương cảnh cũng có 3 vị. Không chút khách khí mà nói, đối mặt trận này, hơn 3.000 ma tộc tinh nhuệ đã có thể đối kháng yêu linh chiến binh của Diệp Trân. Chỉ có điều, lúc này Diệp chân đang xem xét ký ức của tiên tri ma sư thất hoành nên giờ phút này, còn chưa biết. Cùng thời khắc đó, ma hoàng thất thái tử Tổng Vân vừa bị tiên tri ma sư thất hoành, dùng đại thần thông đưa về đến trong đại doanh ma tộc phía trước huyết hà pháo đài cuối cùng thở dài một hơi dịch cân lo lắng vạn phần cũng thở dài một hơi nếu ma hoàng thất thái tử tòng vân xảy ra điều gì ngoài ý muốn đời này của hắn cũng triệt để chơi xong thái tử điện hạ người bình an trở về là tốt rồi trong khi hai người đang nói chuyện đột nhiên một thiếu niên nguyệt ma vội vã lao vào dịch cân đang muốn quát lên thì ánh mắt đột nhiên biến đổi ngăn thị vệ định ngăn cản lại thiếu niên nguyệt ma này không phải ai khác chính là đồng tử trước kia vẫn luôn hầu hạ tiên tri ma sư thất hoành, cũng coi là đệ tử của tiên tri ma sư thất hoành. Ngay khi thiếu niên nguyệt ma này xông tới đã ngay lập tức quỳ xuống đất, hướng về phía ma hoàng thất thái tử Tổng Vân, bi thiết nói, thất thái tử điện hạ, tế đàn tiên tri trong xa giá của tiên tri ma sư đại nhân, đã sụp đổ. Cái gì? Nghe được câu này, ma hoàng thất thái tử Tổng Vân vừa ngồi xuống đã mãnh liệt đứng lên, mắt trừng tròn vo. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Thái tử điện hạ, Tế đàn tiên tri trong xa giá của tiên tri ma sư đại nhân vừa mới sụp đổ. Thiếu niên nguyệt ma lập lại lần nữa một lần, hắn đã khóc không thành tiếng. Tế đàn tiên tri chính là tế đàn bản mệnh tiên tri ma sư giao tu tính mệnh, từ khi trở thành tiên tri ma sư, dùng lực lượng của mình và vô số thiên địa kỳ chân ngưng tụ ra tế đàn bản mệnh. Người còn, đàn còn. Người vong, đàn hủy. Tiên tri tế đàn sụp đổ cũng đại biểu cho tiên tri ma sư, bỏ mình. Trong ma tộc, phàm là ma tộc quý tộc có chút địa vị đều biết chuyện này nghe vậy, ma hoàng thất thái tử tổng vân lập tức giật mình, sắc mặt trắng nhợt, ngực chấn động, một ngụm huyết tiễn đột ngột từ trong miệng nhanh chóng bắn ra, cả người ngã ra sau. chuyện được dịch bởi hám thiên tà thần, ma tộc vạn thánh thành, trong tĩnh thất của một căn phòng trúc ở chỗ sâu nhất và cao nhất ma thần, cung nguy nga hùng kỳ tọa lạc trên vạn thánh sơn, tiên tri ma sư cửu hy đang tĩnh tọa thì mày trắng thật dài và dâu dài bạch sắc đột nhiên run lên, hai giọt nước mắt vẩn đục từ trong mắt trượt xuống, thất hoành khóe miệng nhẹ nhàng thì thầm ra tên của tiên tri ma sư thất hoành tiên tri ma sư cửu hy một mặt buồn sắc chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi tĩnh lư gõ vang ma thần trung chuông vang hai ngắn một dài vang bảy lần xung quanh không có ai tiên tri ma sư cửu hy giống như đang tự lẩm bẩm nhưng trong gió mát lại truyền đến một tiếng âm thanh đồng ý nhẹ nhàng nhưng chỉ là trong âm thanh này lại có vài phần kinh ngạc hiếm khi xuất hiện không được mấy hơi âm thanh của ma thần trung mang theo âm luật đặc biệt từ trong ma thần cung vang vọng ra. Tiếng chuông cực kỳ kéo dài, giống như từng vòng gợn sóng, lan ra khắp ma thần cung, lan ra khắp vạn thánh sơn, lan ra toàn bộ vạn thánh thành, lan ra ba vạn dặm xung quanh vạn thánh thành. Âm thanh của ma thần chuông này vừa vang lên, tất cả con dân ma tộc nghe thấy tiếng chuông này, cho dù quý tộc hay là người bình thường, hoặc là nô lệ thì đều nhao nhao ngơ ngẩn, dừng chuyện đang làm trong tay lại, quay đầu nhìn về phương hướng ma thần cung. Ma thần trung vang, tất đã xảy ra lớn chuyện vô số ma tộc cẩn thận lắng nghe âm thanh tiếng chuông thứ hai ngắn ngủi mà kéo dài tiếng lần nữa vang dội tới một tiếng chuông này làm cho sắc mặt của tất cả người lắng nghe đại biến âm thanh dài ngắn của ma thần trung có đặc thù ý nghĩa một âm thanh ngắn đại biểu cho tình trạng khẩn cấp hai âm thanh ngắn đại biểu cho có tình huống vô cùng khẩn cấp xảy ra ngay khi tiếng chuông thứ ba kéo dài vang lên sắc mặt của tất cả con dân ma tộc nghe được tiếng chuông này đột ngột siết chặt các nơi trong ngoài ma thần cung rơi ra vô số ma tộc tinh nhuệ nhao nhao tự phát tụ tập về trước ma thần cung. Ở trung tâm của vạn thánh thành, trong ma hoàng cung, ma hoàng đương đại đột ngột đứng lên, một mắt lóe lên, ánh sáng màu đen giống như một cái trụ trời, che đậy toàn bộ ma thần cung. Hy lão, là vị tiên tri ma sư nào bỏ mình vậy? Tiếng chuông hay ngắn một dài đại biểu cho có người cực kỳ tôn quý bỏ mình. Mà ở nội bộ ma tộc, người có tư cách hưởng thụ ma thần trung vang vọng thông truyền tin chết, thì chỉ có ma hoàng, ma hoàng thái tử và tiên tri ma sư còn nhất định phải là tiên chi ma sư sáu chữ hoặc trên sáu chữ sinh tử của ma hoàng nhất mạch ma hoàng có bi pháp cảm ứng khác giờ phút này ma thần trung vang lên thì nhất định chỉ có thể là có tiên chi ma sư bỏ mình thất hoành hắn đi rồi âm thanh mang theo bí ý nồng đậm của tiên chi ma sư cửu hy giống như âm thanh của ma thần trung lan ra toàn bộ ba vạn dặm xung quanh vạn thánh thành trong chớp mắt ba vạn dặm xung quanh vạn thánh thành mây đen tể tụ mưa to như chút nước rơi xuống giống như thiên địa cùng buồn vậy mà cùng lúc này con dân ma tộc nghe được âm thanh này những quý tộc đó nhao nhao quỳ một chân trên đất quỳ về phía ma thần sơn cho dù là nguyệt ma và người trong hoàng tộc tam nhãn ma tộc thì giờ phút này cũng ngoan ngoãn quỳ xuống ma tộc bình thường thì quỳ hai đầu gối xuống đất quỳ về phía ma thần cung về phần những nô lệ kia thì từng cái người cực kỳ hoảng sợ phục sát đất bái về phía ma thần cung vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ sở dĩ bọn hắn hoảng sợ là bởi vì nội bộ ma tộc có một quy củ rất đáng sợ một khi có một người cao quý bỏ mình, sẽ chém giết số lượng lớn nô lệ chôn cùng. Hơn trăm năm trước, một chi thứ của Ma Hoàng huyết mạch bỏ mình, số lượng nô lệ chôn cùng cao tới 30 vạn. Bây giờ, một thất tự tiên chi ma sư bỏ mình, có trời mới biết phải bồi táng bao nhiêu nô lệ. Cùng lúc đó, Ma Hoàng nghe thấy âm thanh này, ánh mắt đột nhiên xoay chuyển, đột ngột xoay người nhìn về phương hướng nhân ma chiến trường. Tòng Vân, ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm, truyền lệnh tứ phương, tiên chi ma sư thất hoành bỏ mình trước vì đó xây y quan trùng tế tự đợi sau khi cướp lại được di thể của hắn thì sẽ tế sống trăm vạn nô lệ cung cấp cho hắn điều động âm thanh của tiên chi ma sư cửu hy vang lên lần nữa một mắt hắc quang đứng thẳng thiên địa ma hoàng khẽ gật đầu đồng ý nói nên thế nô lệ chính là tài sản cần toàn bộ đế quốc cung cấp về phía ma thần cung đương nhiên cần ma hoàng đồng ý nhưng lời kế tiếp của tiên chi ma sư cửu hy thì không cần ma hoàng gật đầu đồng ý Thông báo tứ phương, ai có thể lấy được đầu người và nguyên linh của kẻ đã đánh giết tiên chi ma sư thất hoành, đưa đến trước mặt lão phu, lão phu sẽ phá lệ lại thu một đệ tử quan môn, bảo đảm hắn một địa vị lục tự tiên chi ma sư. Vừa nghe đến đây ra, toàn bộ ma tộc ở trong ngoài vạn thánh thành đều xuôi trào. Tiên chi ma sư cửu hy lại thu đệ tử quan môn, mà còn bảo đảm một địa vị lục tự tiên chi ma sư sáu chữ. Không nói trước thực lực của lục tự tiên chi ma sư mạnh đến mức nào, chỉ nói địa vị của lục tự tiên chi ma sư này tuyệt đối có thể làm cho vô số ma tộc điên cuồng. Trong gia tộc, chỉ cần có một tiên tri ma sư, dù trước đó gia tộc này là gia tộc nô lệ, nhưng lập tức cả tộc có thể leo lên quý tộc trong ma tộc. Tiên tri ma sư không chỉ là thực lực, mà nó còn đại biểu một loại thân phận và địa vị vô cùng siêu nhiên. Phía dưới độc mục ma hoàng huyết mạch, lại không có ma tộc huyết mạch nào có thể sánh vai với tiên tri ma sư. Cho dù là tam nhãn ma tộc và nguyệt ma hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, cho dù là độc mục ma hoàng nhất mạch thì đối với tiên tri ma sư, vẫn lễ kính có thừa bây giờ đạt được lời hứa của tiên chi ma sư cửu hy ai không động tâm chỉ mấy hơi thở sau đã có hơn ngàn thân ảnh dứt khoát rời khỏi vạn thánh thành chạy về phương hướng nhân ma chiến trường nội bộ ma tộc cơ hội tăng lên địa vị có rất nhiều nhưng cơ hội có thể chắc chắn trở thành tiên chi ma sư chắc chắn trở thành lục tự tiên chi ma sư thì lại chỉ có một lần này truyền lệnh của ma hoàng chỉ cần có người có thể mang đầu người và nguyên linh của kẻ đánh giết tiên chi ma sư thất hoành đưa đến trước mặt tiên chi ma sư cửu hy nếu người đó có lãnh địa thì lãnh địa lập tức mở rộng gấp đôi người không có lãnh địa sẽ được tứ phong trăm vạn dặm đồng thời có thể được vào ma hoàng thánh chỉ tăng lên huyết mạch độc mục ma hoàng treo thưởng thêm vào lần nữa làm cho một đám các quý tộc ma tộc trong vạn thánh thành điên cuồng nhất là những con em quý tộc giống cây hoa không có tư cách tiếp nhận thì nhao nhao động tâm đây chính là cơ hội khai sáng cơ nghiệp trở thành truyền thuyết lập tức lại có không ít người rời khỏi nhưng còn có càng nhiều vô cùng lý trí, người có thể chém giết tiên chi ma sư thất hoành, há lại là người bọn hắn có thể tùy tiện chém giết. Việc này, Trung Quy phải bàn bạc kỹ hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch. Theo tiên chi ma sư cửu hy, và ma hoàng treo thưởng truyền khắp bốn phương tám hướng địa giới ma tộc, cả tộc ma tộc chấn động. Mà cùng lúc đó, trong vạn thánh thành, một số người trong những nô lệ đầu dạp xuống đất, còn có ma tộc bình thường hai đầu gối quỳ xuống đất, đáy mắt đều hiện lên một tia chấn kinh. Khi xa đồ cúng thức đơn giản này kết thúc, những người này nhao nhao quay lại nhà của mình nhao nhao vận dụng thủ pháp truyền tin bí ẩn nhất một khắc đồng hồ sau đại ti thiên ngũ dự đang ở trong phủ đại chu lạc ấp đại ti thiên uống trà nhìn một số cấp báo vừa đưa tới trực tiếp phun ra một ngụm nước trà vừa nhấp vào miệng ma tộc tiên chi ma sư thất hoành bỏ mình thật hay giả ai dám đùa giỡn với bản tọa như vậy chuyện được đọc bởi kênh haleji audio không chỉ có một đồng thời nhìn thấy tình báo như vậy nội giam đại tổng quản ngư chiêu ân nhìn tình báo đột ngột tới tay cũng ho kịch liệt tiên tri ma sư thất hoành bỏ mình cái này cái này bao nhiêu năm chưa từng có tiên tri ma sư bỏ mình rồi một mặt kinh hãi nội giam đại tổng quản ngư chiêu ân và đại ti thiên ngũ dự lập tức bắt tay vào dùng đủ loại thủ đoạn bắt đầu kiểm chứng từ đầu đến cuối của chuyện này rất nhanh bọn hắn đã thu được tình báo kỹ lưỡng hơn tiên tri ma sư cửu hy treo thưởng ma hoàng treo thưởng vân vân đã chứng thực chuyện này hai người không dám có bất kỳ kéo dài, ngay lập tức báo cáo chuyện này cho Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, còn có Tổ Thần Điện Thủ Tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương. Nhưng không bao lâu, trong cản khôn điện lạc ấp đã truyền, đến tiếng gào thét Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Ai có thể nói cho chẫm, tiên tri ma sư thất hoành này là ai chém giết? Chết trong tay thần thánh phương nào? Vì sao ma tộc đều biết mà chúng ta lại ngay cả là ai làm cũng không biết? Chuyện được dịch bởi hám thiên tà thần. Ký ức của Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành mênh mông như biển, Diệp Chân cho dù có chúng sinh nguyện lực trợ giúp, nhưng muốn tìm hiểu hết ký ức của Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành cũng có chút phí sức. Mỗi một khắc đều có hàng ngàn hàng vạn bức họa hiện lên trong đầu Diệp Chân, tất cả những cái này đều là ký ức của Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành. Trên cơ bản, chín thành chín những hình ảnh này đều là rác rưởi, không có một chút giá trị nào. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Cấp độ của Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành đã tiếp xúc đến bí mật của ma tộc, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thậm chí một chút bí mật có quan hệ với ma thần cung diệp chân cũng nhìn thấy một bộ phận nhất là lúc diệp chân nhìn thấy kinh lịch của tiên chi ma sư thất hoành đang trưởng thành trước khi trở thành tiên chi ma sư thất tự thì càng thêm kinh ngạc đối với tiên chi ma sư có một nhận biết toàn diện rất mạnh cũng nhận thức được lần này hắn có thể chém giết một vị tiên chi ma sư thất tự là may mắn cỡ nào từ 10 vạn năm trước sau nguyên đát chi biến thì đã không có một vị tiên chi ma sư nào bỏ mình bản thân số liệu này đã rất kinh người nhưng kinh người hơn là năng lực của tiên tri ma sư, bọn hắn, là biết tiên tri thật. Mỗi lúc có chuyện lớn xảy ra thì sẽ có cảm ứng, đẳng cấp càng cao thì phạm vi cảm ứng càng rộng, nội dung dự báo được càng cụ thể. Không chỉ có thể tránh tổn thất trọng đại cho ma tộc, càng có thể làm cho đại chu sắp thành lại bại. Giống như 9 vạn năm trước, kế hoạch phản công nhiều đường được đại chu chọn vẹn chủ bị 5.000 năm, bị tiên tri ma sư cửu hy của ma thần cung dự báo, sớm làm ra bố trí quân đội đại chu gần như giống đồ đần vậy xông vào cạm bẫy ma tộc bố trí tử thương thảm trọng tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa thậm chí một vị vương tước bỏ mình hao tổn vô số nhân lực tài lực làm cho đại chu trọng thương nguyên khí từ đó về sau đại chu bất lực phản công tiến vào rằng co trường kỳ với ma tộc ở nhân ma chiến trường ví dụ như loại này không ít chiến đấu thất bại quy mô lớn hay nhỏ đều có bóng dáng của ma tộc tiên chi ma sư càng làm cho cả người diệp chân chảy mồ hôi lạnh là hắn lại nhìn thấy câu dự đoán của tiên tri ma sư thất hoành lúc ma hoàng thất thái tử tiến binh huyết hà pháo đài đại quân có hao tổn tổn hại ở phía hậu phương trách không được lúc đại quân ma hoàng thất thái tử tòng vân vừa tới phòng thủ ở hậu phương vô cùng nghiêm mật làm cho diệp chân tìm không ra bất kỳ cơ hội nào để hạ thủ nếu không phải làm cho cổ thiết kỳ chọc giận kê khởi sáng tạo chiến cờ thì đến bây giờ chỉ sợ diệp chân cũng không tìm được cơ hội tập kích bất ngờ cũng là vì dự đoán của tiên chi ma sư thất hoành hơi quá đơn giản nếu có thể kỹ hơn một chút thì chỉ sợ diệp chân muốn sáng tạo chiến cơ cũng vô cùng khó khăn vô số hình tượng của tiên chi ma sư thất hoành tiếp tục hiện lên trước mặt diệp chân đột nhiên ánh mắt của diệp chân ngưng lại thần niệm khẽ động hình tượng trước mắt nhanh chóng biến mất đột ngột biến chậm những hình ảnh đó giống như phim bắt đầu hiện lên từng cái ở trước mặt diệp chân hình tượng vừa mới bắt đầu là tiên chi ma sư thất hoành xếp bằng ở trên ngộ thần đài của ma thần cung lĩnh hội thiên đạo ngoại cảnh ngộ thần đài của ma thần cung thì diệp chân biết đến chính là hai đại thánh địa lĩnh hội thiên đạo đã biết của thế gian này nổi danh với thiên cơ lâu của thiên miếu nghe nói người có thể để tiến vào có thể càng thêm dễ dàng cảm ngộ hộ lĩnh hội thiên đạo căn cứ tư chất của mọi người khác biệt cấp độ lĩnh hội lực lượng thiên địa pháp tắc ít thì tăng lên một hai lần nhiều thì tăng lên gấp trăm lần nghìn lần hình tượng lần nữa chuyển đổi đổi thành tình hình bên trong tiên chi ma sư thất hoành lĩnh hội thiên đạo nói cho đúng chính là tiên chi ma sư thất hoành ở trong ngộ thần đài của ma thần cung lĩnh hội thiên đạo trong lòng nguyên linh của hắn hoặc là nhìn thấy hoặc là lĩnh hội đến lúc này toàn bộ lấy hình thức hình tượng ký ức hiện ra trực quan nhất trước mặt diệp chân ngay khi thấy cảnh này trong lòng diệp chân đột ngột chấn động lập tức hiểu rõ có thể đây là vật có giá trị nhất trong ký ức lạc ấn của tiên tri ma sư thất hoành bởi vì cái này tương đương với tâm đắc của một vị cường giả đạo cảnh lĩnh hội thiên địa pháp tắc tu luyện mà còn là loại kia vô cùng cụ thể Tâm đắc tu luyện chỉ có thể ý nhưng không cách nào dạy bằng lời nói. So với tâm đắc tu luyện ghi lại ở trên bản chép tay hoặc là ngọc giản thì cụ thể kỹ càng hơn vô số lần. Không chút do dự, thần niệm của Diệp Trân khẽ động, lưu lại một bộ thận ảnh phân thân, trực tiếp tiến vào thời tự không gian của Thận Long Châu. Diệp Trân cũng không biết hắn lĩnh hội những tâm đắc tu luyện này sẽ cần bao nhiêu thời gian. Nhưng cơ hội này quá hiếm có, Diệp Trân đã gặp thì đương nhiên không thể bỏ qua. Giao phó cho Thận Long Nguyên Linh A xử một tiếng toàn bộ thần niệm nguyên linh của Diệp Chân lấy tư thái người đứng xem chìm vào trong hoàn cảnh tu luyện của Tiên Chi Ma Sư thất hoành. Ngay lúc đó, cùng với Tiên Chi Ma Sư thỏa thích bắt đầu tìm hiểu. Trước huyết hà pháo đài, Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân biết được tin dữ, sau miệng phun huyết tiễn bị một đám thân vệ thiếp thân chậm rãi đỡ dậy, hết mớm thuốc lại đỡ ngực, thật lâu mới chậm rãi tỉnh lại. Tiên sinh Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân vừa mới tỉnh dậy đã lần nữa kêu đau một tiếng, vẻ mặt vô cùng bi thống. Hắn cũng không phải làm ra vẻ, thất thái tử tòng vân và tiên tri ma sư thất hoành trở ngại huyết mạch phân chia nên không có danh phận sư đồ nhưng giữa hai người lại có tình nghĩa sư đồ thất thái tử tòng vân luôn vô cùng tôn trọng tiên tri ma sư thất hoành tiên tri ma sư thất hoành đối với việc phụ tá thất thái tử tòng vân cũng tận tâm tận lực bởi vì theo quy củ của ma thần cung nếu ngày sau thất thái tử tòng vân đăng cơ như vậy tiên tri ma sư thất hoành sẽ trở thành tiên tri quốc sư ma thần cung không chỉ sẽ làm cho tiên tri ma sư thất hoành tiếp nhận quốc sư trọng khí mà còn sẽ dốc toàn lực tăng lên phẩm giai của Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành, đẩy phẩm giai của hắn lên Tiên Chi Ma Sư bát tự thậm chí là Tiên Chi Ma Sư cửu tự. Bây giờ, Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành lại thật sớm bỏ mình. Người tới, tụ trống, điểm binh, bản thái tử muốn đạp phá huyết hà pháo đài, sau khi phá thành thì chó gà không tha, tất cả tù binh thì huyết tế tại chỗ, dùng để điện tiên sinh. Nháy mắt vừa thành tỉnh lại, Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân đã muốn phát binh báo thù huyết hận cho Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành phái trinh sát ra ngoài tìm kiếm hạ lạc của tên Diệp Chân kia, chỉ cần tìm được thì bản thái tử muốn không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải báo thù huyết hận cho tiên sinh. Đối mặt với âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân, chúng tướng ma tộc lại là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều bất đắc dĩ quăng ánh mắt lên trên người Dịch Cân. Dịch Cân nhìn lướt qua xung quanh, cũng nở nụ cười khổ, thấp giọng tiến lên nói: "Thái tử điện hạ, tiên tri ma sư đại nhân bỏ mình, ta cũng đau lòng không thôi, Hận không thể lập tức báo thù huyết hận cho Tiên Chi Ma Sư đại nhân, nhưng vì báo thù huyết hận cho Tiên Chi Ma Sư đại nhân, muốn phá thành đồ thành thì trước phải phấn chấn quân tâm. Dịch Cân còn chưa nói hết lời, Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân đã nổi giận quát: "Tiên sinh bỏ mình, quân tình xúc động vẫn nộ, cần gì?" Dịch Cân cười khổ, cùng chủ động dẫn đạo ánh mắt về bốn phía, để vẻ mặt của Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân vì đó ngẩn ngơ. Hắn nhìn thấy binh sĩ quân tâm ma tộc so với trong tưởng tượng của hắn thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau trong tưởng tượng của hắn trong quân phải là từng người cực kỳ giận dữ hận không thể ăn sống quân địch báo thù huyết hận cho tiên chi ma sư đại nhân nhưng đập vào mắt hắn là tình cảnh ma tộc binh sĩ từng người một mặt đờ đẫn ma hoàng thất thái tử tòng vân từ trong hai con ngươi của những binh lính này càng nhìn thấy bất an thậm chí là hoảng sợ ma hoàng thất thái tử cũng là tinh anh ma tộc hoàng tộc bồi dưỡng nghĩ lại đã hiểu rõ cho dù tiên chi ma sư thất hoành bỏ mình hay tám vạn ma tộc tinh nhuệ hắn mang đi ra ngoài đều toàn quân bị diệt, đều tạo thành đả kích chí mạng cho sĩ khí và ý chí chiến đấu của chi quân đội này. Nếu hắn mạnh mẽ công thành, đương nhiên không vấn đề, nhưng chiến lực có thể phát huy ra năm, 6 phần 10 cũng đã không tệ. Một khi có chút bại thế, quân tâm sụp đổ mấy chục vạn đại quân tan tác tại chỗ cũng có thể. Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân cũng biết dùng binh. Lập tức cố nén thống khổ và bất đắc dĩ trong lòng, chậm rãi phất tay. Tạm thời lui quân, chỉnh binh, ngày sau lại báo thù huyết hận cho tiên tri ma sư đại nhân. Dịch cân lĩnh mệnh, đồng thời trong ánh mắt hiện ra ánh sáng kỳ dị. Một thái tử bị ngăn cản, còn có thể khắc chế tức giận làm việc theo lý trí. Một thái tử nghe lọt khuyên can, có càng đáng giá phụng dưỡng hay không? Đương nhiên, tất cả chuyện này đều cần một trong 36 đường hành quân đại tổng quản. Lão đại kê vô tầm hắn quyết đoán. Dịch cân chỉnh binh, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân thì được đưa vào xa giá nghỉ ngơi. Vừa tiến vào xa giá, đồng tử của tiên chi ma sư thất hoành, vị thiếu niên nguyệt ma kia đã đến cầu kiến. Bẩm thái tử điện hạ, tiên chi ma sư đại nhân có ngọc giản lưu cho thái tử điện hạ. Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân cầm lên ngọc giản, mà tiên chi ma sư thất hoành để lại, nhìn lướt qua, sau đó ngẩn người. Phần ngọc giản này do tiên chi ma sư thất hoành lưu lại trước khi đại quân xuất trinh. Trước khi đại quân xuất trinh, tiên chi ma sư thất hoành đã dự tính thiên cơ, lại cảm nhận được điểm xấu, đại hung giống như thầy thuốc khó có thể tự chữa cho của mình tiên tri ma sư của ma tộc có cường đại tới đâu cho dù mạnh mẽ như thất tiên tri ma sư thì đối họa phúc của bản thân nhiều nhất chỉ có thể có cảm nhận được chung chung cũng bởi vì nguyên nhân này trước khi đại quân chuẩn bị xuất phát tiên tri ma sư thất hoành đã liên tục thúc giục tiên tri tế đàn của bản thân muốn dự tính thiên cơ để lại phần ngọc giản này giống như di ngôn giao cho đồng tử giữ nếu như hắn bình an vô sự vậy phần ngọc giản này cất giữ cẩn thận là được nhưng nếu hắn vẫn lạc ngay lập tức giao nó cho ma hoàng thất thái tử tòng vân mà nội dung trong ngọc giản chỉ vừa đọc lời đầu tiên đã khiến hai mắt ma hoàng thất thái tử tòng vân trở nên ẩm ướt nếu ta không may bỏ mình tuyệt đối không thể vì tức giận mà dẫn binh báo thù chỉnh đốn binh lính kêu gọi viện quân sau lại tái chiến nếu không thì nhất định sẽ thất bại thảm hại sau đó hoàn toàn đánh mất mọi khả năng kế thừa đại vị mà điều thứ hai trong ngọc giản lại khiến cho ma hoàng thất thái tử tòng vân cực kỳ kinh hãi người giết ta nhất định là thiên kiêu chưa hiện thế của nhân tộc, có số mệnh thái cổ trên thân, thái tử điện hạ phải ghi nhớ năm kế sách này của lão phu, mới có thể đạt được thành công. Thứ nhất là, mỗi sách lược đều mịt mờ, khó hiểu nhưng lại giống như ngọn đèn chỉ đường, khiến vẻ mặt của Ma hoàng thất thái tử Tổng Vân trở nên vô cùng ngạc nhiên, trong sự ngạc nhiên lại có vài phần phẫn nộ và bất đắc dĩ. Nếu như trước khi vẫn lạc, tiên tri ma sư thất hoành chỉ điểm cho Ma hoàng thất thái tử Tổng Vân, những kế hoạch sách lược này thì dù cho hắn đã biết cũng có chú trọng, nhưng chắc chắn sẽ không làm theo, thậm chí sẽ có ý kiến trái ngược. Nhưng hiện tại, tiên tri ma sư thất hoành đã bỏ mình, thậm chí tiên tri ma sư thất hoành, còn vì cứu ma hoàng thất thái tử là hắn mới rơi vào bao vây và tử vong. Vậy ý nghĩa của phần ngọc giản này, đối với thất thái tử Tòng Vân đã không giống trước nữa. Thời khắc này, nội dung của phần ngọc giản đó, đối với thất thái tử Tòng Vân đã trở thành khuôn vàng thước ngọc, hắn nhất định sẽ tuân theo. Bên trong xe, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân gần như nghiền ngẫm từng chữ nội dung trong Ngọc Giản, mà tiên Chi Ma Sư Thất Hoành đã để lại, muốn tìm ra ý nghĩa của những chữ này nhai thật thấu triệt, thấy rõ tầng ý nghĩa sâu nhất của nó. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Thời gian chậm chậm trôi trong không gian của Thận Long Châu, nguyên linh của Diệp Chân vẫn đang tắm trong hình ảnh tiên Chi Ma Sư Thất Hoành tìm hiểu thiên địa đại đạo, mỗi một biến hóa trong hình ảnh kia đều có thể rung động tâm hồn Diệp Chân. Mỗi một sự biến đổi dù là rất nhỏ đều thể hiện ra ý nghĩa không giống nhau trong đôi mắt của tiên chi ma sư thất hoành hoặc có thể nói là trong đôi mắt của diệp chân thì ý nghĩa của mỗi một đám mây mỗi một ánh lửa mỗi nhành hoa cỏ cây cối đã hoàn toàn khác nhau khi đã quan sát xong tất cả hình ảnh tiên chi ma sư thất hoành lĩnh ngộ thiên đạo cũng giống như tiên chi ma sư thất hoành sau khi dùng ánh mắt nhìn thấy thiên địa vạn vật đã hoàn toàn khác lạ vẻ mặt của diệp chân đột ngột chấn động bỗng nhiên một sự cảm ngộ hiện lên trong lòng ngay sau đó khẽ động thần niệm diệp chân đã nhanh chóng rời khỏi không gian trong thận long châu xuất hiện trên không trung huyết hà. Nhẹ nhàng rung động thần niệm, dựa theo cảm ngộ vừa khám phá, hoặc là nói dựa theo cảm ngộ của tiên chi ma sư thất hoành, Diệp chân bắt trước tàn thần niệm ra. Gần như là trong nháy mắt khi thần niệm Diệp chân chạm đến một chút hỏa linh lực trong thiên địa nguyên khí, vẻ mặt chấn động lần nữa. Giờ phút này, hỏa linh lực mà hắn nhìn thấy đã không còn là hỏa linh lực, mà là một ngọn lửa có hình dáng hoàn chỉnh. Trên bầu trời, vô số ngọn lửa có đầy đủ hình dạng đang chuyển động tuần hoàn theo một loại quy luật, cực kỳ huyền ảo nào đó gần như cùng một nháy mắt trong cơ thể diệp chân vô số hỏa linh lực của hỏa linh cung trong thất huyền linh cung cũng đột nhiên chấn động bắt đầu chuyển động một cách tự nhiên dựa theo quy luật và quỹ tích cực kỳ huyền diệu của hỏa linh lực mà diệp chân cảm nhận được trong thiên địa trong chớp mắt không cần diệp chân thúc giục thần niệm hỏa linh lực ở bốn phương tám hướng đã giống như nhận được một loại triệu hoán nào đó ngay lập tức tràn vào trong cơ thể diệp chân trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ ra hình ảnh một ngọn lửa có hình thù kỳ quái cái hình ảnh ngọn lửa này hợp lại rất nhanh cũng rất nhanh dung nhập vào trong cơ thể diệp chân ngưng đúc thành một đạo trùng vô cùng huyền ảo ở trong hỏa linh cung của diệp chân cùng lúc đó nguyên linh diệp chân trong huyền cung bỗng nhiên mở hai mắt ra vẫy tay một cái một đạo trùng bay ra nhập vào trong nguyên linh bên trong nguyên linh của diệp chân có thêm một ngọn lửa và sự ấm áp nóng rực mà cảm nhận của nguyên linh của diệp chân đối với hỏa linh cung trong Thất Huyền Linh cung lại có thêm một cảm giác kỳ lạ. Trước đó, Hỏa Linh cung đối với Nguyên Linh của Diệp Chân giống như quan hệ giữa gian phòng với khách trọ, có thể ở lại nhưng không cách nào thay đổi. Mà sau khi Hỏa Diễm Thiên đạo này ngưng tụ đạo chủng, thì quan hệ giữa Hỏa Linh cung với Diệp Chân đã biến thành quan hệ giữa gian phòng với chủ nhân, hoặc có thể nói là gian phòng với người tạo dựng, không chỉ có thể ở, còn có thể tùy ý thay đổi. Chỉ cần Diệp Chân có đầy đủ lực lượng và lĩnh ngộ với Thiên đạo thì sẽ có thể lợi dụng nguyên linh lực lượng tiến hành cải tạo hỏa linh cung cho dù khắc họa đạo văn hay là khắc họa thần cấm đạo văn trận pháp đang thịnh hành nhất thì đều dễ dàng theo ý của diệp chân đây chính là đạo cung huyền cung hóa thành đạo cung là dấu mốc tu vi của diệp chân từ giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong chính thức bước sang nửa bước đạo cảnh truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé nhưng cũng chỉ là vừa ở nửa bước đạo cảnh mà thôi Diệp Chân tu luyện Thất Huyền Linh Cung, nếu muốn đạt tới nửa bước đạo cảnh viên mãn thì cần toàn bộ bảy linh cung đều ngưng tụ ra đạo chủng, toàn bộ biến thành đạo cung thì mới có thể có tu vi nửa bước đạo cảnh viên mãn. Đương nhiên, điều này không khó đối với Diệp Chân. Với những thiên đạo pháp môn đã lĩnh ngộ được khi có tiên tri ma sư thất hoành, gần như là tự mình dạy dỗ, Diệp Chân cũng không khó để đạt nửa bước đạo cảnh viên mãn. Điều khó khăn là đột phá từ nửa bước đạo cảnh đến đạo cảnh võ giả muốn đột phá từ nửa bước đạo cảnh đến đạo cảnh, cần tìm kiếm và lĩnh hội được pháp môn của thiên địa pháp tắc, thì mới có thể đột phá đến đạo cảnh. Nhưng muốn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc hư vô mờ ảo, sẽ cực kỳ tiêu tốn thời gian và tinh lực, cho nên phần đông võ giả sẽ chọn cách tập trung tu luyện một linh cung, cũng chính là một đạo cung pháp môn. Giống như huyền băng linh cung của Liêu Phi Bạch, hoặc bích thủy linh cung của tịnh Hải Đại Thánh, vân vân. Chỉ cần tìm hiểu một pháp môn thiên địa pháp tắc, thì sẽ có thể đột phá đến đạo cảnh ngẫu nhiên sẽ mang võ giả mang thiên phú kinh người vì thực lực mà tu luyện hai linh cung thậm chí ba linh cung đã khiến người ta vô cùng kinh ngạc bởi vì võ giả tu luyện ba linh cung nếu muốn đột phá tới đạo cảnh thì nhất định cần dựa trên mỗi loại lực lượng linh cung để lĩnh hội mỗi loại pháp môn của thiên điệu pháp tắc thì mới có thể đột phá đến đạo cảnh một huyền cung không đạt tới sẽ vĩnh viễn không thể đột phá cái này có chút giống thùng nước làm bằng gỗ thứ quyết định sức chứa của thùng nước không phải tấm gỗ dài nhất mà là tấm gỗ ngắn nhất hơn nữa, độ khó để võ giả tu luyện nhiều linh cung, đột phá đến đạo cảnh cũng không phải đơn giản là gấp 3 lần, mà là gộp lại theo cấp số nhân, gấp 5, 6 lần, thậm chí là mười mấy lần. Lúc trước, Diệp Chân không có người chỉ dẫn, bởi vì tư chất có hạn, mà chiến lực lại mạnh mẽ nên lúc đó mới tu luyện Âm Dương Ngũ Hành Chú Mạch Pháp, hiện tại luyện ra Ngũ Hành Âm Dương Thất Huyền Linh Cung. Có Ngũ Hành Âm Dương Thất Huyền Linh Cung này, khi chưa đột phá đến đạo cảnh thì vô cùng mạnh mẽ, linh lực rộng lớn như biển. Nhưng một khi muốn đột phá tới đạo cảnh thì độ khó để đột phá bình cảnh cũng cao gấp trăm lần thậm chí nhiều hơn so với võ giả bình thường. Nhưng tương tự, chỉ cần tu vi đạt đến đạo cảnh thì chiến lực của Diệp Chân cũng sẽ cao gấp trăm lần thậm chí nhiều hơn so với võ giả bình thường. Điều này giống như âm dương ngũ hành bí pháp trước đó, các loại linh lực âm dương ngũ hành kết hợp biến hóa thì sao một loại linh lực có thể so sánh được. Nhưng nếu là trước đây, có lẽ Diệp Chân sẽ vô cùng đau đầu thời gian người khác đột phá đạo cảnh tính theo mấy năm hoặc mấy chục năm mà thời gian diệp chân dùng để đột phá đạo cảnh có phải tính theo đơn vị ngàn năm nhưng bây giờ diệp chân lại không hề không lo lắng chỉ cần tu vi đi đạt tới nửa bước đạo cảnh diệp chân hoàn toàn không sốt ruột làm sao để đột phá đến đạo cảnh cũng ngay trong nháy mắt này bắc hải thiên lãng quân ở hai bờ huyết hà chứng kiến diệp chân ngưng tụ đạo chủng tu vi đột phá đến nửa bước đạo cảnh lên tiếng reo hò vang trời chúc mừng đại soái tấn thăng nửa bước đạo cảnh Đại soái uy vũ, đại soái uy vũ, đại soái uy vũ, đại soái uy, uy vũ. Trong tiếng reo hò của Bắc Hải Thiên Lãng Quân, ngắm nhìn hồng vân bay lượn trên bầu trời như biển lửa cuộn trào, vừa bước vào cảnh giới nửa bước đạo cảnh, trong lòng Diệp Chân bỗng dâng trào nhiệt huyết. Giữa giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong và nửa bước đạo cảnh là một bậc thang, mà một bậc thang này, thật ra chính là ngưỡng cửa quan trọng nhất để đột phá đến đạo cảnh. Hơn 8 phần võ giả tu vi giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong dùng hết cả đời, cũng không thể vượt qua ngưỡng cửa này, bước chân vào nửa bước đạo cảnh. Thời gian đột phá ngưỡng cửa này, có dài có ngắn, có người cố gắng đột phá vô số lần trong hàng trăm, hàng ngàn năm, có người có lẽ chỉ cần dùng mười mấy, mấy năm, có người lại có thể lĩnh ngộ thiên đạo trong tích tắc. Dựa theo dự đoán trước đó của Diệp Trân, nếu hắn muốn đạt tới nửa bước đạo cảnh, thì ít nhất cần mười năm trăm chỉ khổ tu mới có thể vượt qua ngưỡng cửa này. Hơn nữa, đây là ít nhất. Cho dù một linh cung bất kỳ trong ngũ hành âm dương thất huyền linh cung, của Diệp Trân đạt tới nửa bước đạo cảnh, sau đó Diệp Trân sẽ lấy được sơ khuy môn kính. Nhưng muốn những linh cung khác cũng ngưng tụ đạo chủng, dung nhập nguyên linh, sợ rằng cũng cần thời gian 1-2 năm để hoàn thành một cái. Theo đó tính toán, ít nhất cần cố gắng trong 20 năm. Không ngờ, Diệp Trân lại có thể tìm được đường tắt, từ trong ký ức lạc ấn của tiên Chi Ma Sư Thất Hoành. Đương nhiên, Sư Tôn Lục Ly cũng chỉ dẫn cách đột phá đạo cảnh như thế nào cho Diệp Trân. Nhưng loại chỉ dẫn này chỉ mang tính lý thuyết đây giống như nung gạch hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ một phương pháp nung nhưng dù vậy chưa chắc ngươi đã có thể lập tức nung được ra gạch người nhất định phải liên tục thực nghiệm sau khi trải qua nhiều lần thất bại tìm tòi ra kinh nghiệm của mình thì mới có thể thành công nung ra viên gạch cũng tương tự như vậy sư tôn lục ly chỉ cho diệp chân thấy cách đột phá đạo cảnh đã có phương pháp nhưng vẫn cần bản thân diệp chân tự tìm hiểu đặc biệt là loại phương pháp tu luyện thăng cấp này rất chỗ nơi khó hiểu tối nghĩa đối với người đồ đệ nhận khi đã vẫn lạc nhiều năm Sư tôn lục ly không cách nào tận tâm chỉ bảo cho Diệp chân, khó khăn gặp phải lúc tu luyện đương nhiên sẽ tăng lên gấp mấy lần. Thế nhưng những tâm đắc tu luyện trong lạc ấn ký ức của Tiên chi ma sư thất hoành lại giống như là một lần tỉ mỉ dạy dỗ của sư tôn lục ly, lại giống như một lần thanh tỉnh trong tích tắc khiến chỉ trong chớp mắt Diệp chân đã thấu triệt rất nhiều điểm tối nghĩa khó hiểu trong lời chỉ dẫn của sư tôn lục ly. Thông suốt một điểm sẽ thông suốt tất cả. Diệp chân ngay lập tức hiểu rõ bí quyết lĩnh hội thiên địa pháp tắc của Tiên chi ma sư thất hoành hơn nữa còn nhân cơ hội đó học được một phần bí pháp của hắn. Loại vật này là vô hình, nhưng có thể giúp Diệp Chân càng nhanh chóng tìm hiểu và lĩnh hội được thiên địa pháp tắc. Giống như làm tính toán, phần đông số võ giả hiện nay vẫn dùng phép cộng, mà Diệp Chân lại có thể kết hợp những tâm đắc, cảm ngộ của Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành với sự chỉ dẫn của Sư Tôn, qua đó học được phép nhân, tốc độ đương nhiên càng nhanh hơn. Nói cách khác, trong một lần vô tình, Tiên Chi Ma Sư Thất Hoành trở thành lão sư của Diệp Chân, nếu như hắn sống lại không biết sẽ nghĩ như thế nào tính kỹ ra điều này mới là thành quả lớn nhất của Diệp Trân trong lần chém giết Tiên Chi Ma sư thất hoành này. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đối với Diệp Trân việc bước vào ngưỡng cửa nửa bước đạo cảnh này đã không khác gì cá vượt Long môn. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì đối với những võ giả khác vượt qua ngưỡng cửa này bước vào nửa bước đạo cảnh cũng chỉ là điểm bắt đầu của con đường tu luyện dài đằng đẵng trong cảnh giới đạo cảnh. Sau đó nghênh đón bọn hắn chính là một quãng thời gian dài khắc khổ tu luyện từng chút từng chút lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc từng chút từng chút tăng lên lực lượng và tu vi mười năm trăm năm ngàn năm thời gian sẽ trở nên vô cùng ngắn ngủi cho việc lĩnh hội thiên địa pháp tắc thời gian cảm ngộ thiên địa pháp tắc là dùng số năm làm đơn vị tính mà không phải dùng ngày nhưng điều này không đúng với diệp chân năng lực thôn vệ của tiểu yêu có thể trực tiếp cắn nuốt lực lượng thiên địa pháp tắc của những võ giả đạo cảnh khác lĩnh ngộ trước kia diệp chân không cách nào lĩnh ngộ những lực lượng thiên địa pháp tắc này tiểu yêu chỉ có thể lĩnh ngộ lực lượng thiên địa pháp tắc hệ mộc, còn lại, chỉ có thể để toàn bộ đưa vào không gian phong cấm trong thận Long Châu, có thể nói là vô cùng lãng phí. Hiện tại, chỉ cần là ngũ hành âm dương, cũng chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, huyễn, cả bảy loại lực lượng thiên địa pháp tắc này Diệp chân đều có thể thỏa thích lĩnh ngộ và hấp thu. Nhưng loại lĩnh ngộ và hấp thu này cũng không thể nào giống như linh lực, chiếm đoạt được thì có thể ngay lập tức chuyển hóa thành lực lượng của hắn. Không phải như thế, lực lượng thiên địa pháp tắc cắn nuốt được vẫn cần diệp chân tự tìm hiểu lý giải cụ thể thì mới có thể chuyển thành sức mạnh cho mình điều này giống như giải quyết một vấn đề nan giải cực kỳ dườm già những võ giả khác cần suy diễn từng bước một thử nghiệm vô số suy luận có khả năng xảy ra mới có thể tiến triển một bước nhỏ sau đó tiêu hao rất nhiều thời gian mới có thể giải quyết triệt để được vấn đề này mà diệp chân không giống thế chỉ cần tiểu yêu thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc thích hợp giống như trực tiếp biết được từng bước giải đề rất kỹ càng chi tiết đáp án cuối cùng sẽ rõ ràng bày ra trước mặt Diệp Chân. Chỉ cần bản thân Diệp Chân so sánh trình tự, suy diễn và lý giải từng bước, nếu từng bước giải chi tiết đều tương ứng với đáp án cuối cùng, thì sẽ có thể giải quyết triệt để vấn đề khó này. Thời gian tiêu tốn tranh lệch giữa hai bên có thể tính bằng nghìn lần, vạn lần. Đây mới là nguyên nhân khiến trong lòng Diệp Chân sôi trào nhiệt huyết và hưng phấn ngất trời. Sau đó, chỉ cần có cơ hội thích hợp, Diệp Chân sẽ dùng cơ hội phi thường để đột phá và nâng cao tu vi đương nhiên những cơ hội này vẫn cần chính bản thân diệp chân tranh thủ tranh đoạt hít sâu một hơi đè xuống nhiệt huyết mênh mông trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân không được kiêu căng tự mãn lúc này mới chuyển thần niệm về phía tiểu yêu tiểu yêu là công thần đứng đầu của trận chiến này hơn nữa vẫn luôn sung phong ở tuyến đầu chịu nguy hiểm nhiều nhất nhưng điều khiến diệp chân vui mừng là tiểu yêu chỉ chịu một ít vết thương nhỏ lúc đó tiên tri ma sư thất hoành cũng không có quá nhiều lực lượng để công kích tiểu yêu Điều duy nhất khiến Diệp Trân giật mình là, Tiểu Yêu dùng hết tất cả tạo hóa linh lực trong cơ thể. Thời gian Tiểu Yêu tiến hành tiếp nhận một chút tạo hóa linh lực, kia ở chỗ trường nhạc công chúa khi chiếm thánh nữ truyền thừa cũng không dài. Trước đó, khi đối phó với Tiên Chi Ma sư thất hoành, vì phá vỡ thất hoành đạo cung của Tiên Chi Ma sư đã hoàn toàn dùng hết. Tạo hóa linh lực chính là bản lĩnh để Tiểu Yêu đánh bại kẻ địch, giành lấy chiến thắng. Chỉ cần thêm vào một sợi mảnh như cọng tóc là đã có thể thoải mái đột nhập vào trong đạo cung của kẻ địch cảnh giới đạo cảnh. Bây giờ lại đã hoàn toàn biến mất, nhưng Diệp Chân cũng không quan tâm. Tiêu diệt được tiên chi ma sư thất hoành, lợi ích rất lớn, đáng giá. Hơn nữa, bây giờ tu vi của Tiểu Yêu đã là đạo cảnh trung kỳ, mà những lực lượng thiên địa pháp tắc của đạo cảnh trung kỳ đã tích lũy được, phần lớn đều do chiếm đoạt mà có, cũng không hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng của mình. Chỉ cần có chút thời gian, Tiểu Yêu có thể hoàn toàn phát huy được thực lực của đạo cảnh trung kỳ. Khi đó, nếu như cường giả đạo cảnh hậu kỳ xung đột với tiểu yêu thì cũng phải lo lắng tiểu yêu bắt đầu từ hôm nay nếu như ngươi có thời gian tu luyện nhập định ngay tại trong không gian của thận long châu cố gắng hết sức lĩnh hội thấu triệt những lực lượng thiên địa pháp tắc hệ mộc đã thôn phệ được trong thời gian ngắn nhất diệp chân giao phó ta hiểu rồi phụ thân đại nhân sau đó diệp chân khẽ động thần niệm đưa thần niệm vào trong thận long châu trước đó khi tiểu yêu đưa tu vi và thiên địa pháp tắc lực lượng của tiên chi ma sư thất hoành vào trong hàng rào phong cấm không gian thận long châu tầng thứ sáu diệp chân cảm giác hàng rào phong cấm không gian thận long châu tầng thứ sáu đã sắp phá lúc này diệp chân muốn xem một chút phong cấm không gian thận long châu tầng thứ sáu đã phá vỡ hay chưa nếu đã phá vỡ trong đó sẽ có cái gì trong nháy mắt thần niệm chìm vào trong thận long châu đầu tiên trên mặt diệp chân hiện lên sự thất vọng nhưng sau đó lại tràn đầy ngạc nhiên phong cấm không gian thận long châu tầng thứ sáu vẫn còn vẫn chưa phá vỡ nhưng phong cấm không gian thận Long Châu, tầng thứ 6 cũng chỉ còn lại một tầng hàng rào phong cấm không gian mỏng như tờ giấy. Đối với một tầng không gian phong cấm như vậy, Diệp Chân dùng lực lượng bây giờ, liên tục tấn công trong thời gian 3 năm sẽ có thể phá vỡ. Dùng tu vi đạo cảnh, trung kỳ của tiểu yêu hiện nay và những lực lượng thiên địa pháp tắc của cảnh giới đạo cảnh sơ kỳ, liên tục đánh sâu vào một tháng thì phá. Đương nhiên, điều đó cũng không thể nói lên được thực lực của Diệp Chân quá kém mà hàng rào phong cấm của không gian phong cấm tầng thứ sáu có phẩm giai quá cao, nhất định phải dùng lực lượng cất chứa lực lượng thiên địa pháp tắc tấn công thì mới có hiệu quả. đương nhiên, nếu như thôn vệ lực lượng của một võ giả đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong hoặc là đạo cảnh trung kỳ thì trong nháy mắt sẽ có thể phá vỡ. Trong lúc quan sát, Diệp Trân đã có kết luận. Nhìn đại quân phía dưới đã bắt đầu quét dọn chiến trường, Diệp Trân chuyển thần niệm lấy ra cốt luân cấp bậc hậu thiên linh bảo cướp được lúc trước diệp chân muốn biết cái này rốt cuộc là loại hậu thiên linh bảo gì hậu thiên linh bảo thuộc tính không gian thượng phẩm hậu thiên linh bảo thuộc tính không gian nguyên linh thần niệm của diệp chân chìm vào cảm ứng được không gian đạo văn nồng đậm diệp chân ngay lập tức kinh hãi so với hậu thiên linh bảo thuộc tính ngũ hành khác hậu thiên linh bảo thuộc tính không gian cực kỳ hiếm gặp quý hiếm nên càng chân quý thì giá trị càng lớn qua một hồi lâu đi diệp chân đã cảm nhận rõ ràng hơi thở của cốt luân đây là một thượng phẩm hậu thiên linh bảo thuộc tính không gian khá mạnh mẽ phụ trợ là chính sát thương là phụ thật ra thì trình độ lĩnh hội thiên địa pháp tắc không gian của tiên chi ma sư thất hoành so với cảm ngộ thời gian thiên địa pháp tắc vẫn có tranh lệch không nhỏ đặc biệt là thời gian thiên địa pháp tắc càng huyền ảo hư vô hơn nên mới chỉ chạm tới mà thôi bởi vì đồng thời tìm hiểu hai loại thiên địa pháp tắc huyền diệu khó hiểu lĩnh ngộ của tiên chi ma sư thất hoành đối với không gian thiên địa pháp tắc cũng không sâu nhưng dựa vào thuộc tính không gian của Hậu Thiên Linh Bảo thượng phẩm này, chiến lực của Tiên Chi Ma Sư đã trở nên cực kỳ khủng bố. Rất nhiều bí pháp thần thông về không gian, chỉ cần thêm vào một chút thời gian thiên địa pháp tắc, không những uy lực sẽ bay vọt mà cũng sẽ trở nên càng khó khống chế và kiểm soát hơn. Trong những thủ đoạn đã bày ra trước đó, có một nửa đều có liên quan đến cái thượng phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, thuộc tính không gian này. Có thể nói, thu được thượng phẩm Hậu Thiên Không Gian Linh Bảo, này là một ích lợi quan trọng nữa khi Diệp Chân Tiêu diệt tiên chi ma sư. Nếu đợi thêm nhất thời, Diệp Chân hoàn toàn luyện hóa thượng phẩm Hậu Thiên Không Gian Linh Bảo này, như vậy lúc lâm chiến, Diệp Chân lại có thêm mấy loại thần thông. Dù Diệp Chân không tinh thông Thiên Địa Pháp tắc không gian, nhưng dựa vào cốt luân thượng phẩm Hậu Thiên Không Gian Linh Bảo, thì phương thức chiến đấu của Diệp Chân sẽ càng bí ẩn và khó lường. Điều duy nhất phải lo, chính là khí linh của thượng phẩm Hậu Thiên Không Gian Linh Bảo Cốt Luân, này đã đi theo tiên chi ma sư thất hoành mấy trăm năm từ sớm đã ngưng kết cảm tình sâu đậm hơn nữa còn chính mắt thấy diệp chân giết chủ nhân của hắn là tiên tri ma sư thất hoành nếu diệp chân muốn hoàn toàn luyện hóa thượng phẩm hậu thiên linh bảo thuộc tính không gian này thì chỉ sợ cần phải tiêu tốn rất nhiều công sức nhưng khí linh dù sao cũng chỉ là khí linh chỉ cần diệp chân chịu cố gắng cuối cùng cũng sẽ đến ngày có thể luyện hóa nó khẽ động thần niệm diệp chân đưa nguyên linh chìm vào thượng phẩm hậu thiên không gian linh bảo cốt luân tiến hành bước tế luyện đầu tiên Đợi sau khi thu vào đạo cung nguyên linh sẽ từ từ kiên trì luyện hóa trong thời gian dài. Nhưng đúng lúc Diệp Chân ý muốn đưa Nguyên Linh vào, một ánh sáng màu trắng lóe lên, tiếng hổ gầm trầm thấp vang lên bên cạnh Diệp Chân. Là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, lúc trước đã tham chiến với Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh, hiện tại xuất hiện bên người Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Điều khiến Diệp Chân cực kỳ kinh ngạc chính là lúc này, ánh mắt của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại lẳng lặng nhìn chằm chằm vào thượng phẩm hậu thiên không gian linh bảo cốt luân trong tay hắn trong mắt hổ như bảo thạch tràn đầy hy vọng diệp chân và vân dực hổ vương tiểu như tâm ý tương thông ngay lập tức đã hiểu ý của tiểu nghiêu người muốn nó no sao diệp chân cua cua thượng phẩm hậu thiên không gian linh bảo cốt luân trong tay ngươi có thể luyện hóa sử dụng nó hay là thôn phệ nó luyện hóa sử dụng thì diệp chân cảm thấy không có khả năng loại thượng phẩm hậu thiên linh bảo có khí linh tràn đầy căm thù như này bản thân khí linh của nó đã vô cùng cường đại. Nếu Diệp Trân muốn dùng tu vi nguyên linh và bản lĩnh của mình để luyện hóa nó thì cũng cần dùng rất nhiều thời gian và công sức. Nếu là tiểu miêu, cho dù cố gắng hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm vẫn không nhất định có thể luyện hóa. Tiểu miêu lại mãnh liệt gật đầu hổ to lớn, mắt hổ sáng như bỏ thạch lấp lánh lấp lánh, biểu đạt rõ ràng ý kiến của nó tới Diệp Trân là luyện hóa. Nhưng cũng không phải luyện hóa bản thể của cái thượng phẩm hậu thiên linh bảo này, mà là luyện hóa không gian đạo văn ẩn chứa thuộc tính không gian trong thượng phẩm hậu thiên linh bảo thậm chí là luyện hóa hạch tâm có chứa một tia lực lượng pháp tắc không gian vừa rồi tiểu miêu đã cảm ứng được loại lực lượng và nguồn gốc với nó nên lúc này mới dương mắt to chờ mong tha thiết chạy tới trước mặt diệp chân nếu tiểu miêu không nói thì diệp chân còn không chú ý vừa nghe thế diệp chân lại đánh giá lại thì phát hiện thật đúng như vậy cốt luân này tám chín phần mười là dùng xương cốt của một con thú thông thạo thần thông không gian để luyện chế. Nghe thấy Tiểu Miêu có thể luyện hóa đạo văn không gian và hạch tâm, trong thượng phẩm hậu thiên linh bảo, thuộc tính không gian này, gần như không cần suy nghĩ, cốt luân thượng phẩm hậu thiên linh bảo thuộc tính không gian vô cùng chân quý, giá trị có thể so với hạ phẩm tiên thiên linh bảo, đã bị Diệp Chân nếm về phía Tiểu Miêu. Tiểu Miêu thì phát ra một tiếng hổ gầm vui sướng, há miệng nuốt luôn xuống thượng phẩm hậu thiên không gian linh bảo cốt luân trong chớp mắt có thể khí linh của thượng phẩm hậu thiên không gian linh bảo cốt luân cảm nhận được số kiếp của bản thân đã đến nên phát ra tiếng gào thét thê lương thảm thiết mặc dù không mở miệng cầu xin diệp chân tha thứ nhưng trong tiếng kêu gào thảm thiết đã có ý tứ chịu thua tin rằng chỉ cần diệp chân lên tiếng ngay lập tức sẽ thần phục nhưng nếu như tiểu nhiu muốn cắn mốt luyện hóa thì giờ phút này muốn chịu thua cũng đã muộn sau khi vui sướng nuốt vào thượng phẩm hậu thiên không gian linh bảo cốt luân này tiểu miêu lại lần nữa biểu đạt nguyện vọng của mình tới diệp chân nó muốn vào không gian trong thận long châu để luyện hóa thượng phẩm hậu thiên không gian linh bảo cốt luân làm cho trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực diệp chân đương nhiên sẽ không phản đối nó khẽ động thần niệm ngay lập tức tiểu miêu biến mất trong không gian huynh đệ ngươi thật sự cho hổ vương tiểu miêu của ngươi nuốt thượng phẩm hậu thiên linh bảo kia tịnh hải đại thánh phúc hải đại thánh phá hải đại thánh ở cạnh quan sát mỗi người đều khiếp sợ ra mặt Thượng phẩm Hậu Thiên Linh Bảo thuộc tính không gian nha, không nói những đạo cảnh bình thường, kể cả rất nhiều cường giả cảnh giới đạo cảnh hậu kỳ, dù tranh nhau vỡ đầu đổ máu cũng không chiếm được một thượng phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, đừng mơ tới thượng phẩm Hậu Thiên Linh Bảo thuộc tính không gian. Mà Diệp Chân lại tiện tay cho thú cưỡi một cái. Không sai, trong mắt đại đa số người, thật ra Tiểu Miêu chính là vật cưỡi của Diệp Chân. Đại ca, khi ta mới vào võ đạo, còn ở chân nguyên cảnh đã cùng Tiểu Miêu sớm tối bên nhau, đã cùng ta vào sinh ra tử rất nhiều năm cũng giống như các ngươi vậy. Tu vi của chúng ta sẽ càng ngày càng cao, nhưng ta không hy vọng huynh đệ của chúng ta sẽ càng ngày càng ít. Lời nói của Diệp Trân khiến vẻ mặt của ba huynh đệ tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh ngay lập tức trở nên nghiêm nghị. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được vì sao Diệp Trân lại hào phóng đối với bọn hắn như vậy. Có tinh huyết chân long, tinh huyết ngũ trảo kim long, thậm chí tinh huyết thượng cổ thần long đều sẽ chia cho bọn hắn. Hóa ra nguyên nhân là như vậy mà năm đó, ba huynh đệ bọn hắn vẫn luôn nâng đỡ, cùng nhau tiến lên, thực ra thì cũng bởi vì nguyên nhân này. Những năm gần đây, mặc dù ba huynh đệ bọn hắn cùng Diệp chân kết tình huynh đệ, nhưng trên bản chất vẫn có sự khác biệt. Ba huynh đệ bọn hắn là một thể, mà quan hệ giữa Diệp chân với ba huynh đệ như một bọn hắn lại có khác nhau. Chẳng qua hôm nay qua đi, quan hệ giữa bọn hắn lại tiến vào một tầng. Không bao lâu, thành quả trận chiến đấu lần này đã được thống kê. Tám vạn tinh nhuệ, toàn diện các loại trang bị, hàng hóa và linh thạch thu được phải tính theo đơn vị ngàn vạn, số hàng hóa và tài vật sẽ quy ra tiền, sau đó chia thành 5 phần. Trong đó, phần đầu tiên chiếm khoảng một phần tổng tiền, dùng để chăm sóc cho binh lính chết trận và huynh đệ bị thương nặng. Một phần khác là thuộc về thống soái Diệp Chân, ước lượng chiếm 2 phần tổng số tiền, đây là quy củ phân phối chiến lợi phẩm của quân đội Đại Chu. Nếu như chủ soái Diệp Chân không nhận thì những quan tướng và binh lính khác cũng không dám nhận phần thứ ba chiếm hai phần sẽ dựa theo phẩm giai mà phân cho sĩ quan tướng cấp cao, chủ yếu có bốn cấp là quân soái, thống lĩnh, giáo úy, đô thống. Phần thứ tư chiếm hai phần trong tổng tiền, sẽ là chiến lợi phẩm phân cho binh sĩ tham gia chiến đấu. Số tiền mỗi người nhận được có thể lớn, có thể nhỏ, mang đội quân chỉ là phân phát một phần nhỏ mang tính tượng trưng, phần lớn còn lại đều vào túi quan tướng. Nhưng Diệp Trân không chấp nhận chuyện đó xảy ra trong đại quân của hắn. Hai phần tổng số tiền, phân cho 6 vạn binh lính tham chiến không phải quá nhiều, nhưng cũng không ít. Phần cuối cùng chiếm 3 phần tiền còn lại, bỏ vào ngân khố để chuẩn bị quân tư cho Bắc Hải Thiên Lãng quân. Bổ sung chi phí đã tiêu hao trước đó, bổ sung vũ khí, trợ cấp cho đội quân khác đã phối hợp tác chiến, các loại tiền thưởng. Thương vong bên phe mình lại nhỏ hơn rất nhiều so với của tưởng tượng Diệp Trân. 6 vạn binh lính Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Trân, chết trận hơn 1.500 người, nhưng số người bị thương nhẹ cao tới 4 vạn, gần như hơn nửa đại quân đều bị thương. Điều này thật, ra thì cũng nhờ Tiểu Yêu kịp thời cứu trị, chiến binh yêu linh tử trận 16 người, thương vong xem như ít. Thần vệ đại đội thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh, thần thụ thì không có một người tử vong, mấy trăm người bị thương nhẹ. Hai vạn quân tinh nhuệ của thủy tộc dưới chứng Tịnh Hải Đại Thánh chỉ chết trận hơn 200, có thể nói tổn hại cực nhỏ. Nhưng thương vong trong trận chiến đấu này lại tập trung ở quân phòng thủ Khai La thành lũy do cổ thiết kỳ thống soái đã phải gánh chịu lửa giận của Kê khởi số quân phòng thủ trong Khai La thành tử trận cao tới 4.000 người, ngoài ra còn có 1.000 người vĩnh viễn mất đi năng lực chiến đấu. Tính ra, bên phía Diệp Trân chỉ có 6.000 người chết trận, nếu so với chiến tích tiêu diệt số lượng địch nhân cao tới 14 vạn, thì đây đã là một chiến tích cực kỳ kinh người. Đối với những quân đội khác, muốn cầu cũng không cầu được. Nhưng vẻ mặt của Diệp Trân vẫn luôn có chút ảm đạm. Từ khi khai chiến đến nay, 22 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân đã dần tử trận một vạn người, 22 vạn binh sĩ, chỉ còn 21 vạn chờ đến khi đại chiến kết thúc, không biết còn lại bao nhiêu người sống sót. Hơn nữa, đừng nhìn vào chiến tích giết địch của phía Diệp Trân khủng bố tới mức vậy, nhưng số vật tư hao tổn cũng lớn kinh khủng. Hơn 700 vạn nỏ tiễn phong hỏa liên nỗ bị dùng sạch, 100 vạn nỏ tiễn viêm linh bạo ma nỗ, 5.000 nỏ tiễn phá thiên chu long nỗ đều tiêu hao trên chiến trường. Với số lượng mưa tên lớn như này bao phủ xuống, Diệp Trân mới có thể giết chết 14 vạn quân địch, tương đương với mỗi 60 nỏ tiễn mới có thể tiêu diệt một địch nhân có thể nhìn ra sự trả giá của hắn. Nhưng đối với Diệp Trân, nếu có thể tiêu hao tiền bạc để diệt địch, bảo vệ những sinh mạng dưới trướng của bản thân, vậy đó chính là việc đáng giá nhất. Đây mới chỉ là tiêu hao trong một trận chiến chính diện, nếu như tính thiệt hại để thủ thành trong hai ngày này, thì số nỏ tiễn dự trữ của Diệp Trân đã tiêu hao hết khoảng 5%. Đây chính là nguyên nhân mà trước khi khai chiến, Diệp Trân móc rỗng toàn bộ của cải của Bắc Hải quận, thậm chí dùng danh nghĩa của Bắc Hải, quận và tuần tra ti để vay mượn một lượng lớn linh thạch, sớm dự trữ rất nhiều nỏ tiễn. Nếu như các chủ soái khác, với mức độ tiêu hào nỏ tiễn như này, nếu chiến đấu thêm mấy trận cũng đủ để phá sản. Nhưng với Diệp Trân, từ khi liên tiếp thắng lớn thì đã bắt đầu hồi vốn. Mà bây giờ, vấn đề Diệp Trân cần lo lắng là báo cáo công trạng của tướng lính như thế nào. Trận đại chiến hôm nay, Diệp Trân đã sử dụng rất nhiều con bài chưa lật, bại lộ rất nhiều lực lượng vốn không nên bại lộ. Ví dụ như quân tinh nhuệ thủy yêu của tịnh Hải Đại Thánh, và cả thần vệ đại đội thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ. Những quân công này phải báo cáo như thế nào, báo cáo thế nào cho hợp lý, đây là một vấn đề vô cùng khó giải quyết. Nhân ma chiến trường, đại đô đốc phủ, Ly thân vương cơ nguyên một mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở trên soái y, không ngừng tra xét ngọc phủ ngọc giản tới lui, một mặt u ám. Một lát sau, đệ nhất túi khôn Cổ Nguyệt dưới trướng hắn, cũng một mặt bất đắc dĩ bước vào nghị sự đại điện. "Còn chưa tìm được sao?" Cổ Nguyệt chắp tay, bất đắc dĩ nói. "Đại đô đốc" Thuộc hạ đã lượt tuân các đại chiến khu, các đại chiến khu cũng nhao nhao kiểm chứng, nhưng vẫn như cũ không có tin tức gì. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể xác định ma tộc tiên Chi Ma Sư Thất Hoành đã bỏ mình, nhưng là do một bộ nào chém giết thì vẫn không tra rõ ràng. Lạc ấp nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng gào thét, điều tra rõ ngọn nguồn chuyện này, đương nhiên rơi xuống trên đầu đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường. Mặc dù không hạ thánh chỉ nhưng áp lực đối với nhân ma chiến trường đại đô đốc cơ nguyên cũng đủ lớn. Ngươi nghĩ, một ma tộc tiên chi ma sư thất tự luận tầm quan trọng và địa vị, không dưới đô đốc ngũ đại chiến khu của Đại Chu trên nhân ma chiến trường bỏ mình, mà còn vẫn lạc ở nhân ma chiến trường, nhưng bọn hắn lại không biết là chết dưới tay một bộ đại quân nào. Đối với hắn là một đại đô đốc tổng trưởng toàn bộ chiến sự trên nhân ma chiến trường, mà nói, có phải rất châm chọc hay không? Nếu việc này lấy được nói trên triều đình, không chỉ sẽ rơi mặt mũi của hắn, mà càng sẽ có vẻ hắn vô năng. Ngay cả chiến khu dưới chứng xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không biết chuyện này không phải vô năng thì là cái gì cho nên vào lúc này nhân ma chiến trường đại đô đốc cơ nguyên vô cùng sốt ruột tiên chi ma sư thất hoành kia là hiệu lực bên cạnh vị quý tộc ma tộc nào theo phương hướng này cha hẳn là có thể cha ra kết quả cơ nguyên nhắc nhở một câu nghe vậy cổ nguyệt cười khổ chắp tay nói đại đô đốc thuộc hạ đã điều tra cái phương hướng này hành tung của ma tộc tiên chi ma sư ngũ tự trở lên đều là tuyệt mật lại thêm tiên chi ma sư vốn là thần bí khiêm tốn trong thời gian ngắn vẫn không tra ra được tiên chi ma sư thất hoành này hiệu, lực bên cạnh ai? Đại đô đốc Cơ Nguyên nhíu chặt lông mày. Thực lực của tiên chi ma sư thất tự kém nhất cũng tương đương với cường giả đạo cảnh hậu kỳ, mà còn là loại rất khó quấn. Toàn bộ nhân ma chiến trường, quân đoàn có thực lực chém giết cường giả đạo cảnh hậu kỳ chắc là không nhiều lắm đâu. Nhất là phòng quân của những quý tộc hiệp đoàn kia, từng bước hỏi thăm hẳn là có thể điều tra ra. Bình thường Đại đô đốc Cơ Nguyên làm việc đều chỉ hỏi kết quả, mặc kệ quá trình. Bây giờ lại chủ động bắt đầu nghĩ tới biện pháp, có thể thấy được Đại đô đốc Cơ Nguyên là thật nóng này. Dù sao nếu xử lý chuyện này không tốt sẽ làm cho lực khống chế của hắn đối với nhân ma chiến trường lại một lần nữa xuất hiện tình huống hạ xuống. Chuyện này tuyệt đối không phải chuyện Đại đô đốc Cơ Nguyên nguyện ý nhìn thấy. Cổ Nguyệt lại lần nữa nở nụ cười khổ, nói: "Đại đô đốc, quân đoàn của 11 nhà quý tộc hiệp phòng có thực lực chém giết cường giả đạo cảnh hậu kỳ, thuộc hạ đã tự tay viết thư hỏi qua toàn bộ, cũng không" Hơn nữa, thuộc hạ đã mở rộng phạm vi hỏi thăm đến quân đoàn của 36 nhà quý tộc hiệp phòng có thể chém giết cường giả đạo cảnh trung kỳ, vẫn đang đợi từng nhà này hồi âm. Nghe vậy, đại đô đốc cơ nguyên chậm rãi nhẹ gật đầu. Ừm, làm không tệ, dù phạm vi có mở rộng hơn một chút nữa cũng có thể. Ghi nhớ, chúng ta nhất định phải mau sớm tìm được quân đoàn đã chém giết tiên chi ma sư thất hoành kia, sau đó phong tỏa tin tức đối với bên ngoài. Đại đô đốc phủ chúng ta nhất định phải là người thứ nhất công bố một chiến công kinh thiên này, cho dù chống lại hay là đối hạ, hiểu chưa? Đại đô đốc cơ nguyên cường điệu nói. Thuộc hạ hiểu rõ. Cổ Nguyệt hơi khẽ không người, định rời khỏi. Vừa tới cổng nghị sự đại điện, có một ngọc giản đột nhiên rơi vào trong tay của hắn, ngay khi thần niệm chìm vào, vẻ mặt của cổ Nguyệt lập tức biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngay lập tức xoay người lại, vẻ mặt cổ Nguyệt vô cùng chấn động, tràn đầy đắng chát và bất đắc dĩ. Làm sao vậy? đại đô đốc cơ nguyên mãnh liệt đứng lên đại đô đốc có kết quả cổ nguyệt chậm chạp nói mau nói là quân đoàn nhà nào đại đô đốc là bắc hải thiên lãng quân làm bắc hải thiên lãng quân làm tốt quá tốt lập tức phát quân lệnh của đại đô đốc phủ cho bọn hắn hỏi thăm tất cả tình huống cặn kẽ phong tỏa tin tức sau đó chúng ta lại đến báo lạc nói một loạt câu dài vẻ mặt của đại đô đốc cơ nguyên mới bỗng nhiên biến đổi lúc này mới phản ứng lại cái gì người nói là bắc hải thiên lãng quân làm bắc hải thiên lãng quân của diệp chân làm đại đô đốc cơ nguyên kinh ngạc hỏi không sai tình báo chính xác cổ nguyệt đắng chát gật đầu đại đô đốc cơ nguyên trầm ngâm một chút một mặt như mây đen bắc hải thiên lãng quân làm thì bắc hải thiên lãng quân làm lập tức hạ quân lệnh của đại đô đốc phủ phong tỏa tin tức hỏi thăm tình huống tương quan sau đó cực tốc báo cáo lạc ấp bản vương không tin bắc hải thiên lãng quân còn dám vi phạm quân lệnh của đại đô đốc phủ ta Đại đô đốc cơ nguyên nói rất rõ ràng, thế nhưng cổ nguyệt lại không nhúc nhích, đắng chát vẻ mặt càng thêm nồng đậm. Đại đô đốc, đã muộn rồi. Có ý gì? Đã xảy ra chuyện gì? Cơ nguyên có chút không hiểu. Đại đô đốc, Bắc Hải Thiên Lãng quân đã báo tin tức này cho đại đô đốc phủ chúng ta, đồng thời cũng báo cáo cho lạc ấp và bắc bộ chiến khu. Ngay khi nói xong câu đó, trong đôi mắt của cổ nguyệt chợt lóe lên một loại cảm giác bất lực. Đôi mắt của đại đô đốc cơ nguyên đột ngột trừng tròn vo, nửa ngày sau tiếng gầm gừ như xét đánh đột ngột từ đại đô đốc phủ truyền ra hỗn chướng Thằng nhãi danh đáng chết theo diệp chân báo cáo tướng quân công tin tức có một vị ma tộc tiên chi ma sư thất tự bỏ mình đã giống như mọc cánh đầu tiên là chuyển khắp bắc bộ chiến khu không bao lâu sau đã chuyển khắp toàn bộ nhân ma chiến trường quân đội đại chu còn đang trong khổ chiến quân tâm đại trấn sĩ khí đại trấn nhất thời chiến y bốc lên tận trời dưới quân đội đại chu tận lực tuyên truyền nhất là có hình tượng tóm tắt từ ảnh lưu niệm ngọc giản truyền ra, làm cho quân tâm của một bộ phận quân đội ma tộc giảm lớn, tổn thất nặng nề. Có ma tộc tướng lĩnh xem thời cơ nhanh, tại chỗ thu binh, xem như tránh một bước tổn thất. Trận đại thắng này của Diệp Chân đối với quân đội đại chiến trên nhân ma chiến trường, có ý nghĩa và tác dụng trọng đại. Nhất là ngay khi chiến dịch ngàn năm vừa bắt đầu, chuyện này có thể xưng là cờ xí thắng lợi. Công hiệu quả to lớn giống như ma tộc chém giết đô đốc một chiến khu của Đại Chu trên nhân ma chiến trường loại tình huống này thế công chiến dịch ngàn năm của ma tộc đột ngột trì trệ cùng lúc đó đế đô lạc ấp đại chu thánh thiên tử nhân tôn hoàng cơ long thánh cực kỳ vui mừng lại là tiểu tử diệp chân này đại bại ma hoàng thất thái tử tổng vân làm cho ma hoàng thất thái tử tổng vân phải chạy thoát thân đã vậy còn chém giết tiên chi ma sư thất hoành tới cứu viện truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé trong càn khôn điện ở lạc ấp sau khi đại chu thánh thiên tử nhân tôn hoàng cơ long mừng rỡ thì đôi mắt giữa lóe ra kỳ dị ánh sáng chiến tích này làm cho hắn rất kinh hỉ đây chính là vừa mừng vừa sợ vui thì rất bình thường đáng kinh ngạc đâu không giống thực lực của diệp chân và thực lực bắc hải thiên lãng quân của hắn hắn làm thiên tử vẫn là biết đại bại tám vạn tinh nhuệ của ma hoàng thất thái tử tổng vân bản thân chuyện này đã không thể nào làm được càng không nói đến là chém giết tiên chi ma sư thất hoành có được đại thần thông lòng nghi ngờ đây chính là bệnh chung của mỗi một hoàng đế nhất là dính đến lực lượng kinh khủng phía sau diệp chân có thể sẽ có chém giết cường giả đạo cảnh hậu kỳ bệnh đa nghi này sẽ càng thêm lợi hại chém giết tiên chi ma sư thất hoành cũng không phải hai ba đạo cảnh hậu kỳ là có thể làm được phải cần cường giả đạo cảnh hậu kỳ có đại thần thông chân chính thì mới có thể làm được phía sau diệp chân sẽ có người nào đâu nhìn ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của vị hoàng đế mình hầu hạ nhiều năm như vậy nội giam đại tổng quản ngư chiêu ân âm thầm tán thưởng một câu vẫn là tiểu tử diệp chân này biết làm việc có chút ánh mắt bằng không mặc dù trận đại thắng này tốt nhưng từ đó về sau chỉ sợ cũng phải mất đi tín nhiệm của thánh thiên tử ánh mắt xoay chuyển một ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống trên người đại ti thiên ngũ dự ngư chiêu ân tin tưởng lấy cách làm của tên yêu quái diệp chân này đã cho hắn phần ngọc giản giải thích kia như vậy chỗ của đại ti thiên ngũ dự cũng tuyệt đối sẽ không thiếu làm bạn với quân nhiều năm như vậy Đại ti thiên ngũ dự đương nhiên hiểu rõ ý tứ của ngư triều ân, lập tức biểu thị có bí gãy thượng tấu. Tiếp nhận bí gãy nhân tôn hoàng cơ long, chỉ nhìn thoáng qua, long nhan cực kỳ vui mừng. Các khanh, diệp chân lập xuống chiến công bất thế như thế, nhân cơ hội này, chư khanh vẫn nên thương nghị một chút, ban thưởng diệp chân này như thế nào để khơi dậy quân tâm. Sau khi quét dọn xong chiến trường, Bắc Thải Thiên Lãng quân của Diệp Chân hạ trại ngay bờ sông Huyết Hà, phía sau Huyết Hà, trong Huyết Hà lại có hai vạn thủy tộc tinh nhuệ của Tĩnh Hải Đại Thánh, tiến có thể công lui có thể thủ cho dù ma hoàng thất thái tử tòng vân muốn trả thù thì không có binh lực gấp hai lần chắc chắn sẽ không dám đến đây hơn nữa hiện tại diệp chân chỉ sợ ma hoàng thất thái tử tòng vân không đến nếu đến diệp chân sẽ càng dễ tuyệt hậu hoạn nhất đương nhiên sau khi đại thắng thì cần phải khao thưởng đại quân có công tất thưởng đây là một bí pháp bảo chỉ cao sĩ khí không hạ cho đại quân nhưng thời gian chiến tranh ống thịt đủ rượu hạn lượng yến ẩm qua đi, Diệp Trân triệu Ngưu Nhị đi qua. Ngưu Nhị, tin tức thả ra hay chưa? Bẩm đại soái đã thả ra, tin tưởng không bao lâu sẽ có thỉnh cầu giao dịch truyền đến. Ngưu Nhị kính cẩn trước mặt Diệp Trân, cúi đầu, khom người, so với trước đó càng sâu. Liên tiếp mấy trận không thể đại thắng, các chỉ huy tiến thối có ngồi, có mưu có tính, dụng binh có độ, trong chiến đấu càng thêm yêu quý binh sĩ. Làm cho uy vọng và mị lực cá nhân của Diệp Trân, ở trong lòng những thuộc hạ như Ngưu Nhị đạt tới đỉnh phong. Khi từng người đối mặt với Diệp Chân đã phát ra tôn kính từ đáy lòng. Bản soái yêu cầu ngoài định mức của thì sao, kèm theo hay chưa? Diệp Chân hỏi. Bẩm đại soái, đã ghi rõ điều kiện kèm theo thứ nhất, nếu như có sẽ ưu giao dịch trước. Sau khi Diệp Chân gật đầu, Ngưu Nhị lập tức lặng yên không một tiếng động thối lui. Diệp Chân vừa nói tới là chiến công lần này, chiến công lần này, nhất là toàn diệt 8 vạn tinh nhuệ của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, tất cả đều là thủ cấp chiến công thực sự. Trừ vài ít hồi phi yên diệt, thì cao hơn 8 thành đều có thủ cấp có thể làm chiến công. Bao gồm chém giết ma tộc ở trước khai la thành lũy, thủ cấp cũng không ít, thu hoạch rất dồi dào. Lượng lớn chiến công này, Diệp chân vẫn như cũ sẽ không báo cáo toàn bộ, nhưng cũng sẽ không giống như lần trước, giao dịch ra ngoài hơn phân nửa. Sử trí chiến công lần này, Diệp chân có suy tính của mình. Đầu tiên, bởi vì nếu không thể bại lộ thần vệ thủ hộ quân đoàn y đông thanh thần thụ, một trận chiến toàn diệt tinh nhuệ dưới trướng ma hoàng thất thái tử tòng vân sẽ không cách nào lưu lại quân công ngọc giản cho quân pháp quan có lẽ nhiều ma tộc tinh nhuệ hóa thành cho bụi sẽ không cách nào tính toán quân công chỉ có thể lấy thủ cấp kế công tiếp theo diệp chân đã từng đọc thuộc lòng quân luật của đại Chu nên hắn rất rõ ràng hắn chém giết tiên chi ma sư thất hoành là quân công dạng gì nếu triều đình phong thưởng xuống chỉ có hậu thưởng cho nguyên soái hắn mặc dù chúng tướng dưới trướng không nói nhưng sợ là sẽ phải có chút tâm lạnh cho nên, Diệp Trân quyết định tốn thời gian cẩn thận báo cáo một lần quân công, đồng thời tổ chức một lần dính đến hội nghị, quân sự sĩ quan tầng dưới. Chỉ vì truyền đạt một ý tứ, quân công lần này chỉ phân năm thành, năm thành còn lại sẽ xuất ra để giao dịch, dùng đến tăng lên thực lực và mua quân giới cho quân đội. Đương nhiên, sẽ không nói rõ như vậy, nhưng biểu đạt chính là một ý tứ như vậy. Quân công có thể thu hoạch được phong thưởng, có thể lấy được huân vị thậm chí tước vị, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có mệnh trở về thì quân công này mới có tác dụng. đương nhiên, quân công này cũng có trạch khoác hậu nhân nói chuyện, sớm xác định một bộ phận dùng để yên ổn quân tâm. đây cũng chính là diệp chân mang một chi đại quân khoảng 20 vạn người, nhất định phải đảm bảo trên dưới một lòng, quân tâm ổn định thì mới có thể bách chiến bách thắng. là thống soái của hơn trăm vạn đại quân, phương thức quản lý lại khác biệt, tự có diệp chân một ngụm mà quyết, từ trên xuống dưới chỉ có nghe theo. sau khi trong thời gian ngắn nhất xác định những chuyện này. Diệp Trân mới đưa chiến quả đồng thời báo cáo lên cho Bắc Bộ Chiến khu Phủ Đô Đốc, Đại Đô Đốc Phủ Nhân Ma Chiến Trường, Quân Bộ, Tuần Thiên Ti Đại Ti Thiên, Bí Giám Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân. Đây cũng là đặc quyền chỉ Diệp Trân mới có, có thể trong thời gian ngắn nhất cố định quân công vào trong tay của mình, miễn cho bị thượng quan từng tầng cắt xén. Nhưng việc báo cáo quân công này thì phải để ý một chút rồi. Cái gì nên báo, cái gì không nên báo đều phải có một giải thích hợp lý. Bằng không, sẽ chỉ trêu đến trên hoài nghi, nhất là như khiêu khích hoàng đế ngờ vực vô căn cứ đối với diệp chân hiện tại sẽ là một phiền toái cực lớn sau khi liên tục suy nghĩ diệp chân lần nữa bạo lộ ra ba bí mật về phía nhân tôn hoàng cơ long bí mật thứ nhất chính là bắc hải thủy yêu lãnh địa của diệp chân tần lĩnh bắc hải trước đó cả ngày lẫn đêm gặp lũ lụt từ sau khi diệp chân tiếp quản thì đột nhiên trời yên biển lặng tuyến đường thông suốt mặc dù có ký kết hiệp ước với bích lân long vương nhưng thủy tộc cũng không giống như triều đình đại chu có lực ước thúc mạnh như vậy Lực ước thúc của Đại Chu, đế quốc đối chỉ hạ mạnh như thế mà còn thỉnh thoảng vẫn có cường nhân làm loạn, càng chưa nói đến thủy tộc địa vực càng rộng. Có thủy yêu không nghe lời rất bình thường. Thế nhưng cầm Bắc Hải Lệnh phủ có thể thông suốt, không có một thủy yêu nào cướp nhiễu, chuyện này có vấn đề. Những năm này, Diệp Chân nhận được hồi báo đã có không ít nhân vật thần bí đang thăm dò tình huống, trong đó có thân ảnh của Bí giám. Cho nên, Diệp Chân đi lại thân mật với Bắc Hải thủy yêu cũng không phải bí mật. Trong huyết hà có thủy yêu tham chiến, Bí mật này lại giữ lại cũng không được bao lâu, còn không bằng dứt khoát trực tiếp báo cáo cho nhân Tôn Hoàng Cơ Long, thu phục thủy yêu cho mình sử dụng, chuyện này ở Đại Chu cũng không phải là tối kỵ gì. Có chút quý tộc kiếm tiền trên đường biển, dưới tay thậm chí có rất nhiều tinh nhuệ thủy yêu bảo hộ tuyến đường. Bí mật này bạo suất cũng giải thích hợp lý vì sao 6 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân có thể toàn diệt 8 vạn tinh nhuệ của Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân. Bí mật thứ hai Diệp Chân bại lộ cho nhân Tôn Hoàng chính là tạo hóa linh lực của Tiểu Yêu. Diệp Chân về phía Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thừa nhận, năm đó, lúc mang theo trưởng nhạc công chúa tiếp nhận man tộc thánh nữ truyền thừa, Tiểu Yêu vừa lúc mà gặp phân đến một tia tạo hóa linh lực. Dựa vào này tia tạo hóa linh lực, Diệp Chân thường có khả năng vượt cấp giết địch. Hôm nay chém giết tiên chi ma sư thất hoành cũng là mượn tạo hóa linh lực kiến công. Một thừa nhận này đã giải thích hoàn mỹ cho việc Diệp Chân ở đâu ra năng lực đánh giết tiên chi ma sư thất hoành, càng giải thích nhất thanh nhị sở chân tướng tạo hóa linh lực. Tin tưởng có thể khiến lòng nghi ngờ của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên mất đi. Bí mật thứ ba Diệp Chân thừa nhận với Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chính là giao dịch quân công. Lai lịch 400 chiếc phá thiên chu long nổ, mà 6 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân tinh nhuệ của Diệp Chân sẽ không dễ giải thích, chớ nói chi là các quân giới khác. Càng quan trọng là, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng không phải người ngu. Không phải Diệp Chân báo bao nhiêu, hắn sẽ tin bấy nhiêu. Một trận chiến này, đại quân của Ma Hoàng thất thái tử Tổng Vân, giảm quân số bao nhiêu đều có mật thám thẩm tra từng cái. Diệp Trân chỉ báo một nửa quân công, tranh lệch quá lớn, cuối cùng sẽ bị nhìn ra. Cho nên, Diệp Trân quyết định giao phó chi tiết một chuyện giao dịch quân công. Đương nhiên, trong chuyện giao phó này, Diệp Trân nói mình thành vô cùng đáng thương. Bắc Hải Thiên Lãng quân của thần mới lập không đủ 10 năm, huấn luyện không đủ, trang bị không đủ, bây giờ hiệp phòng nhân ma chiến trường, lại còn là trong chiến dịch ngàn năm. Thần vì muốn giữ vững huyết hà pháo đài, không cố phụ tín nhiệm của bệ hạ, thần còn muốn kiến công lập nghiệp cho bệ hạ. Khổ tư thật lâu, mới ra hạ sách này, tăng lên thực lực, đại quân, còn xin bệ hạ cho thần lấy người chờ xử tội, tiếp tục kiến công lập nghiệp vì bệ hạ. Đây là nguyên thoại trong tấu trương của Diệp Trân, đương nhiên tấu trương là lấy hình thức bí gãy, thông qua đại ti thiên ngũ dự và nội giam đại tổng quản ngư triều ân đệ lên, những người khác không thể nào biết được. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn là kết quả gì, Diệp Trân không biết nhưng nội giam đại tổng quản ngư chiêu ân lại truyền cho diệp chân một phong thư nội dung chỉ có tám chữ thằng khỉ gió coi như ngươi cơ linh nghĩ đến kết quả không tệ không bao lâu diệp chân đã thu được một phong ngọc giản ảnh lưu niệm chuyển từ nội giam đại tổng quản ngư chiêu ân trong ngọc giản ảnh lưu niệm là một đoạn hình ảnh của nhân tôn hoàng cơ long trong hình ảnh nhân tôn hoàng cơ long thoải mái cười to long nhan cực kỳ vui mừng đối với diệp chân khen ngợi có thừa tấm lòng của ái khanh trẫm biết chuyện ái khanh chung với vương trẫm cũng biết từ chiến dịch ngàn năm đến nay bộ đội sở thuộc của ái khanh lập chiến công gần như bằng nhau ngàn vạn đại quân khác lập chiến công gian nan trong đó nghĩ đến chỉ mình ái khanh biết chuyện trao đổi quân công lần này trẫm sẽ không truy cứu nhưng quân công chính là trọng khí của quốc gia chuyện trao đổi quân công sẽ không thể thực hiện hết lần này đến lần khác sau đó triều đình tự có phong thưởng nhìn ái khanh tiến bộ dũng mãnh xây lại mới công trong ngọc giản này có chút tư nhân tràn đầy tất cả đều là ban thưởng nhưng cũng có được vài phần ý cảnh cáo nhưng lời hứa của hoàng đế vẫn cực kỳ hữu hiệu không bao lâu diệp chân đã đạt được hồi báo có thiên sứ đến sau khi thái giám thân mang sáu mãng thanh bào tuyên đọc đại chu thánh thiên tử nhân tôn hoàng cơ long ý chỉ xong toàn bộ đại doanh bắc hải thiên lãng quân đã gần như sôi trào nếu không phải có quân luật đè ép có thánh chỉ và uy nghi của thiên sứ đè ép thì chỉ sợ giờ phút này đã sớm hoan hô lên nhưng mỗi người đều là vui mừng nhướng mày, trong mắt tràn đầy vui mừng nồng đậm không đè nén được. Ngay khi thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, âm thanh núi kêu biển gầm tạ ơn vang dội lên. Làm nguyên soái của Bắc Hải Thiên Lãng Quân, Diệp Chân nghe xong thụ phong ý chỉ, cũng vui vẻ. Nhưng làm thống soái, chuyện nên làm vẫn rất nhiều. Dựa vào cấp bậc lễ nghĩa, từng người khấu tạ thiên ân. Sau đó, lại lấy tám chữ vật giới chỉ ngưu nhị đưa lên, đương nhiên, tiền hàng trong chữ vật giới chỉ của vị thiên sứ tuyên đọc thánh chỉ là phong phú nhất. Lần này, sở dĩ ý chỉ của triều đình đại chu đến nhanh như thế là, bởi vì Diệp Trân chém giết tiên tri ma sư thất hoành, chính là thịnh sự hạng nhất của quốc triều trong 10 vạn năm qua. Làm cho quân thần cả triều 10 vạn năm rằng co không đạt, được chỗ tốt gì đều có cảm giác mở mày mở mặt. Cho nên, sắc phong ý chỉ này cũng tới thật nhanh. Nhất là chính vào chiến dịch ngàn năm, công huân lần này của Diệp Trân, đối với mỗi một phương diện, cho dù sĩ khí, quân tâm, chiến ý, hay là dư luận thì đều có hiệu quả vô cùng tốt cho nên sắc phong lần này vừa nhanh vừa gấp vừa rộng bởi vì phong thưởng cho chém giết ma tộc tiên chi ma sư thất tự quân bộ và tổ thần điện sớm có định luận cho nên không bao nhiêu tranh luận về phần diệp chân báo ra quân công chư tướng dưới trướng có đại công của diệp chân phía trước lại có rất nhiều thủ cấp ma tộc làm chứng cho nên cũng phong thưởng cực nhanh cái gọi là vừa rộng chính là muốn dùng chiến quả việc này còn có triều đình phong thưởng toàn bộ trong thời gian ngắn nhất thông báo ra ngoài để đưa đến hiệu quả dẫn đạo toàn quân cho nên thiên sứ được phái tới sắc phong, sau khi đến gần thượng cổ Na Di trận là từ một trong hư không liệt vương, cơ thể thành tựu tiểu thế giới, trong thời gian ngắn nhất đưa tám tên thiên sứ đến huyết hà doanh địa của Diệp Trân hoàn thành phong thưởng. Đồng thời, tình cảnh Diệp Trân tiếp nhận phong thưởng, còn có Bắc Hải Thiên lãng quân tiếp nhận phong thưởng, tình cảnh Thánh Thiên Tử Vạn Tuế như núi gầm đều bị ảnh lưu niệm Ngọc giản lưu lại. Một là vì lấy được nhân tôn hoàng cơ long nơi đó phục mệnh, hai là vì tuyên truyền rộng rãi, khích lệ quân tâm ảnh lưu niệm ngọc giản tiếp nhận phong thưởng này sẽ được sao chép ra hơn vạn phần, gửi đến các bộ chỗ các quân trên nhân ma chiến trường. Ý tứ cũng chỉ có một, nói cho những tướng sĩ này, cố gắng ra sức giết ma đi, chỉ cần lập được công huân, triều đình tuyệt đối sẽ không tiếc ban thưởng. Theo treo thưởng của đại chu tổ thần điện và quy củ của quân bộ, người giết tiên tri ma sư, lục tự là hầu, thất tự là công, bát tự là vương, cử tự là thân vương. Diệp chân chém giết là tiên tri ma sư thất tự thất hoành, trực tiếp phong công. Trong thánh chỉ, sắc phong Diệp Chân là tam đẳng quận công Bắc Hải, quốc công là nhất đẳng quốc công, nhị đẳng là châu công, tam đẳng là quận công. Mà trước đó, tước vị của Diệp Chân là tam đẳng bá tước Bắc Hải, chính là liên tục vượt cấp 5 tước vị. Đối với đại đa số quý tộc thì nhất là sau khi từ tước vị đạt tới bá tước, cố gắng cả một đời tăng lên một hai đẳng cấp tước vị thì đã là anh tài ngút trời. Thế nhưng Diệp Chân lại một hơi liên tục vượt 5 cấp. Hơn nữa, năm cấp này có khác biệt về chất. Trong hệ thống tước vị của Đại Chu Đế quốc, lục đẳng 18 phẩm tước vị, tứ đẳng 16 phẩm huân vị, đây là phân chia bề ngoài, nhưng trong quý tộc còn có một phân chia bất thành văn. Đó chính là hệ thống ba vị quý tộc thượng, trung, hạ. Về phần huân vị, căn bản không được tính trong hệ thống quý tộc, huân vị không cách nào truyền lại, một đời bị chém, vinh quang tiêu hết. Quý tộc chỉ tính lục đẳng 18 phẩm tước vị. Trong đó, nam tước, tử tước được xưng là hạ vị quý tộc, trong hệ thống quý tộc bị coi là nhà quê cốt bởi vì hai cấp tước vị nhiều nhất, cũng dễ kiếm nhất, thoáng mưu đồ một chút, lại hoặc là có chút thực lực, có chút vận may thì đều có thể liều đến. Bá tước, hầu tước được xưng là trung vị quý tộc, hai cấp quý tộc này, hoặc là có thực lực cực lớn, liều khí vận ra, hoặc là sinh ra. Mặc dù có địa vị tương đối cao nhưng lại không cách nào tiến vào cao tầng đế quốc, không cách nào tiến vào vòng quyết sách. Chân chính có thể tiến vào vòng quyết sách chính là thượng vị quý tộc, bao gồm công tước và vương tước hai cấp quý tộc này mới là kẻ thống trị chân chính của toàn bộ Đại Chu. Không nói khác, công tước của Đại Chu, gần vạn năm qua được phong chỉ có bảy người, Diệp chân chỉ là người thứ tám, có thể thấy được độ chân quý của nó. Nhưng chức vụ quan trọng của Đại Chu, nhất là có liên quan tới quân sự thì đều do công tước làm. Giống như Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, chính là mật quốc công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhân ma chiến trường đại đô đốc cơ nguyên, tước phong ly thân vương. Bắc Bộ Chiến Khu Đô Đốc Nghê Phong, tước phong phong Bắc Châu Công. Công tước, vương tước ở Đại Chu đã có quyền lực tham chính, thảo luận chính sự, không có chức ti cũng có thể lên điện tham gia triều hội. Nói cách khác, hôm nay phong tước, mặc dù Diệp Trân chỉ là tam đẳng quận công Bắc Hải, nhưng lại đại biểu cho Diệp Trân tiến vào giai tầng thống trị chân chính của Đại Chu. Đối với sen lẫn trong Đại Chu mà nói, Diệp Trân không thua gì một lần cá vượt long môn. Đồng dạng, đối với chúng tướng dưới chứng Diệp Trân, có một vị công tước có thể hiệu lực, đại biểu cho bọn hắn có con đường lên tiếng trong triều, đồng thời cũng đại biểu cho thành lập một phe phái nho nhỏ. Mà dưới tình huống bình thường, Diệp Chân muốn được phong công tước, đã không phải là thuần túy đầu của ma tộc có thể tích lũy được. Được phong công tước có rất nhiều các loại chỗ tốt, cho dù Diệp Chân cũng không cách nào không để ý. Kết quả tương ứng theo sau là đất phong. Theo quy củ của đại chu, đất phong của quý tộc giảm tam đẳng tứ phong. Theo luật, tam đẳng quận công có thể hưởng phong đất của nửa châu, tức là khoảng 7 đến 9 quận giảm tam đẳng tứ phong, chính là đất phong theo tam đẳng hầu tước tứ phong. Tam đẳng hầu tước, tứ phong đất của một đến hai quận trung phẩm. Mà trước đó, Diệp chân làm nhất đẳng tử tước Bắc Hải là không giảm hình phạt thực phong, phong một quận hạ phẩm. Chỉ là bây giờ, Bắc Hải quận ngày càng phồn vinh, đã là trung phẩm quận địa, còn có dấu tăng lên về hướng thượng phẩm quận địa. Tính toán trong này cực kỳ phức tạp. Kết quả sau cùng là tước vị của Diệp chân tiến nhanh, nhưng chỉ có thể tăng một trung phẩm quận đất phong, chỉ có điều đất phong này lại phải chờ tới sau khi diệp chân kết thúc chiến sự mới có thể đi đại ti thông thiên nơi đó chọn lựa trừ diệp chân ra dưới trứng diệp chân gần như người người được thưởng đầu tiên chính là liễu phong diệp chân báo cáo theo quân công liễu phong thụ phong nhất đẳng nam tước xem như giải quyết xuất thân con thứ cho liễu phong này cũng không uổng công đi theo diệp chân một trận tiếp theo là cổ thiết kỳ quân công diệp chân an bài đến trên đầu cũng làm cho hắn thụ phong nhất đẳng nam tước đây chính là thực sự có thể tiếp nhận tước vị mặc dù từ phẩm dai trước mắt mà xem thì chỉ có thể truyền ba đời nhưng cũng là tước vị đợi ngày sau quay lại lạc ấp đủ để làm cho cổ thiết kỳ áo gấm về quê mở mày mở mặt huống hồ chiến công lần này chỉ mới bắt đầu vị thứ ba chính là quân soái trịnh đương thì được diệp trân trọng điểm bồi dưỡng cùng với thống lĩnh phong thám ngưu nhị thụ phong nhị đẳng nam tước tước vị chỉ có bốn vị này nhưng huân vị hướng xuống chúng tướng nhỏ đến thiết kỵ úy giáo cũng có đến mấy vạn người lớn đến tứ phương an tướng cũng có trên trăm vị có thể nói, lần này Bắc Hải Thiên Lãng quân thu hoạch cực kỳ phong phú. Những binh sĩ không thu hoạch được huân vị cũng được phong thưởng đại lượng linh thạch. Thịnh cảnh lúc này, chỉ có thể dùng một câu hình dung, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chuyện đáng nói là, bọn người thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng, Sư Tỷ, Liêu Phi Bạch, Diệp Chân cũng an bài quân chức, báo cáo quân công. Chỉ là khi báo quân công đã tận lực áp chế số lượng, chỉ để bọn hắn thu hoạch được một huân vị có phần thấp dù có diệp chân bảo đảm cho dù lai lịch không rõ ràng hoặc xuất thân yêu tộc thì cũng không sao nhưng nếu lập tức lập xuống đại công thì chỉ sợ ngược lại phải nhận thẩm tra nghiêm khắc nhất rước lấy phiền phức nếu chậm rãi tích công chậm rãi lên chức loại quá trình tích công và thăng thiên này bản thân sẽ là một loại chứng minh tài sản trong sạch ngày sau có thể thu hoạch được đất lập thân ở đại chu những cái này trên mưu đồ của diệp chân đều đi đến chính đồ theo thánh chỉ của nhân tôn hoàng cơ long Bắc Thải Thiên Lãng quân lập được kỳ công, đặc mệnh thiên sứ khao quân 3 ngày. Nhưng, thánh chỉ khao thưởng ngày đầu tiên còn chưa trôi qua, thì đã có tuần tra thần tướng làm trinh sát bên ngoài đưa tới quân tình khẩn cấp. Quân tình khẩn cấp có quan hệ với đại quân ma hoàng thất thái tử Tòng Vân. Thanh Châu, chỗ sâu nhất trong hành lang của quan nha Tây Tuần Thú, mật quốc công đương đại, ánh mắt của Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ nhìn chằm chằm vào một phong ngọc giản trước mắt, ngón trỏ gõ lên bàn trà có quy luật, mỗi một âm thanh đều vang như sấm rền vẻ mặt của tẩy thiên cổ trong tiếng tiếng đánh này càng ngày càng dữ tợn mà phụ tá đắc lực vệ cương đứng hầu bên trái tẩy thiên cổ cũng ngay khi tiếng đánh có quy này vang lên giữa đầu đầy mồ hôi vẻ mặt dần trở nên sợ hãi nghĩ rõ rồi chứ liên tục giữ im lặng tẩy thiên cổ đột nhiên mở miệng vệ cương nặng nề gật đầu bẩm chủ thượng đã nghĩ rõ ràng vậy nói nghe một chút nói xong âm thanh gõ bàn trà của tẩy thiên cổ đột nhiên ngừng lại chủ thượng mấu chốt của chuyện này không ở chỗ diệp chân này thụ phong bắc hải quận công cũng không ở chỗ diệp chân là tây tuần thú tuần phong sứ đường thứ hai mà ở chỗ cả hai đều là diệp chân diệp chân này dưới tình huống là tây tuần thú tuần phong sứ đường thứ hai được phong bắc hải quận công đối với chủ thượng sợ là uy hiếp không nhỏ vệ cương nói tẩy thiên cổ lại vươn người đứng dậy nào chỉ là uy hiếp không nhỏ bất luận tiên chi ma sư thất hoành này thật sự là do diệp chân giết hay là phía sau có lực lượng của hoàng đế lão nhi chém giết lấy ánh mắt của hoàng đế lão nhi vị trí của bản tọa nói đến đây tẩy thiên cổ một mặt hàn ý cười khằng khặc quái dị chủ thượng thế nhưng chỉ chúng ta hiểu rõ mỗi một vị tiên chi ma sư thất tự đều là người có đại thần thông chân chính không phải đạo cảnh đỉnh phong có được đại thần thông hoặc nửa bước tạo hóa thì không thể chém giết thực lực của diệp chân này không tệ có ghi chép từng chém giết đạo cảnh nhưng nếu muốn dựa vào lực lượng bản thân chém giết tiên chi ma sư thất hoành thì tuyệt đối không thể vệ cương kiên định nói bản tọa lo lắng chính là điểm này vẻ mặt tẩy thiên cổ ngưng trọng mặc dù quốc triều không có văn bản quy định rõ ràng nhưng tuần thú già đảm nhiệm các phương lại có quy định bất thành văn xuất thân nhất định phải là vương công quý tộc hoặc là huyết mạch đích hệ vương công quý tộc mới có thể ra đảm nhiệm nếu không thể đạt được yêu cầu này cho dù hoàng đế lão nhi hạ thánh chỉ thì cũng sẽ bị phong bác bỏ qua nhiều năm như vậy hoàng đế lão nhi là cỡ nào muốn thu thập tây tuần thú tẩy ra chúng ta trong lòng chúng ta đều biết nhưng một là không ai có thể đứng vững gót chân tại tây tuần thú ta cho dù có đứng vững gót chân cũng không phù hợp điều kiện này là chướng ngại lớn nhất trước kia của hoàng đế lão nhi nhưng bây giờ sau khi diệp chân được phong bắc hải quận công tầng chướng ngại này đã không còn tồn tại ngươi hiểu rõ chứ tẩy thiên cổ nói chủ thượng vậy có phải chúng ta nên làm cho người này hay không vệ cương làm một tư thế chém giết vô cùng ngoan lệ tẩy thiên cổ về nhìn một vệ cương làm cho vệ cương sợ hãi đồng thời chậm rãi ngồi về trên ghế quan còn nhớ trước kia bản tọa làm ra kế hoạch tuyệt mật kia sao tẩy thiên cổ chợt hỏi thăm vệ cương điểm một ngọn lửa thuộc hạ nhớ rõ vậy thì bắt đầu chấp hành đi ghi nhớ mỗi khi tuyên bố một mệnh lệnh đều từ ngươi bắt đầu tự mình chấp hành không thể mượn tay người khác tẩy thiên cổ giao phó đại nhân diệp chân kia ở đâu chuyện này ngươi không cần phải để ý bản tọa tự có sắp xếp nói đến đây tẩy thiên cổ trầm ngâm một chút mặt khác ngươi đi mời một vài lão gia tử nói là đang gặp chiến dịch ngàn năm nên ta không rảnh rời khỏi. Nói hắn bí mật đến Thanh Châu một chuyến, ta có chuyện quan trọng muốn nói trực tiếp với hắn. Thuộc hạ tuân mệnh, vệ cương ôm quyền lĩnh mệnh rời khỏi, sau đó tẩy thiên cổ ướn lên thẳng tắp thân thể, chậm rãi ngồi về trên ghế, vẻ mặt lại trở nên vô cùng oán độc. Bệ hạ ơi là bệ hạ, tại sao người phải từng bước bức bách thần như vậy chứ? Bệ hạ, đây chính là người ép ta, không thể trách ta được chậm rãi thì thầm, Tẩy Thiên Cổ một lần nữa ngồi thẳng thân thể, đưa ánh mắt về phía cự phúc linh đồ treo ở trên mặt tường, ở trung tâm của linh đồ, bốn minh ấn nhân ma chiến trường vô cùng rõ ràng. Trong soái trướng đại quân Diệp Chân ở huyết hà doanh địa, Diệp Chân cầm một phần quân tình khẩn cấp từ tuần tra thần tướng, đưa tới vừa tới tay này, mặt đầy kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Thất thái tử Tổng Vân này đến cùng đang chơi cái gì? Vừa mới đạt được quân tình khẩn cấp cho thấy, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân tiến công đại quân huyết hà pháo đài lại bắt đầu chỉnh quân rút lui. Hơn nữa, tất cả đại quân tiến công huyết hà pháo đài, bao gồm Khai La Thành Lũy, Dương Môn Thành Lũy cũng toàn bộ rút lui. Không phải rút lui đến trong quân doanh lân cận, mà toàn bộ nhổ trại rút lui. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giờ phút này, đã triệt thoái phía sau hơn 3 vạn dặm. Nói cách khác, đây là chuyện một canh giờ trước. Hơn nữa, trong quá trình đại quân ma hoàng thất thái tử Tòng Vân triệt thoái về phía sau, trước sau hô ứng, tứ phương tuần tra, trinh sát sáng tối tiếp ứng lẫn nhau, nhất là có chỗ trinh sát, nâng các linh quang phủ tiến lên, một khi có sai lầm thì linh quang phủ dập tắt, lập tức sẽ cảnh báo. Đây là bộ dáng nghiêm phòng cố thủ, để phòng diệp chân đánh lén. Làm ra tư thái như vậy, 89 phần 10 là thật đang rút lui. Nhưng, Diệp chân không nghĩ ra. Lần này, hắn thật không nghĩ ra. Diệp chân không hiểu tại sao ma hoàng thất thái tử Tòng Vân phải rút lui. Mặc dù ngay cả bị đánh bại, nhưng đại quân dưới trướng ma hoàng thất thái tử tòng vân còn dư hơn 65 vạn luận binh lực vẫn gấp hai lần tất cả binh lực của phòng tuyến huyết hà pháo đài hơn nữa có mối thù liên tiếp bại lại có mối hận chém giết tiên tri ma sư thất hoành lấy thân phận của ma hoàng thất thái tử tòng vân xám xịt rời khỏi như vậy đây chính là chỗ bẩn cả một đời nhưng chuyện này lại xảy ra như vậy diệp chân nhìn linh ảnh đại quân ma tộc rút lui được tuần tra thần tướng đưa tới tình hình đó nhìn qua là thật đang rút lui cũng không phải chơi trò sức dụ địch công kích gì cả. Lần này, đến phiên Diệp Trân đau đầu. Tiếp tục dò xét. Hạ đạt mệnh lệnh này, Diệp Trân vẫn đang đau khổ suy tư. Mỗi một canh giờ lại có tuần tra thần tướng đưa lên tình báo mới. Đại quân ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đã cách xa huyết hà pháo đài 7 vạn dặm. Đại quân ma tộc đã rút lui 12 vạn dặm. Đại quân ma tộc đã rút lui 20 vạn dặm. Lúc trời tối nhận được tin tức này, Diệp Trân triệt để xác nhận tin tức đại quân ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đã rút lui mệnh lệnh bộ đội sở thuộc huyết hà pháo đài liễu phong bộ đội sở thuộc khai la thành lũy cổ thiết kỳ bộ đội sở thuộc dương môn thành lũy sa bôn lập tức kiểm kê thương binh tiến hành chỉnh đốn khôi phục bổ sung quân giới toàn quân bắt đầu chỉnh đốn diệp chân lại trắng đêm chưa ngủ đến hừng đông đại quân ma tộc đã rút khỏi hơn 30 vạn dặm hơn nữa còn đang rút lui khoảng cách này đã coi là khoảng cách an toàn nếu đại quân ma tộc muốn lần nữa phát động tiến công về phía huyết hà pháo đài thì ít nhất cần thời gian hai ngày nhưng vấn đề là Diệp Trân rất đau đầu nói thật Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân dẫn trăm vạn đại quân đến công Diệp Trân rất đau đầu gần như vắt hết óc ứng phó mới có cục diện bây giờ với cục diện bây giờ quân tinh nhuệ của Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân đã mất chiến lực của quân lực giảm xuống rất nhiều lại thêm trước đó Diệp Trân đánh giao uy phong tuyệt đối có thể ung dung ứng phó sau một ngày nếu viện quân của Đô đốc Nghê Phong đến thì cũng có thể uy hiếp được Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân có thể nói mặc dù đối mặt đại quân ma hoàng thất thái tử tổng vân nhưng huyết hà pháo đài của diệp chân vẫn triệt để an ổn nhưng bây giờ sau khi đại quân ma hoàng thất thái tử tổng vân rút lui huyết hà pháo đài sẽ gặp phải vô tận biến số huyết hà pháo đài của diệp chân làm ra động tĩnh lớn như vậy ma tộc sẽ thả mặt cho bọn hắn sao đáp án là tuyệt đối không có khả năng ngược lại ma tộc có thể sẽ phai tới bộ đội càng tinh nhuệ càng một lượng lớn quân đội đến san bằng huyết hà pháo đài như thế huyết hà pháo đài và bắc hải thiên lãng quân của diệp chân sẽ gặp phải tình hình sẽ càng thêm nguy hiểm hơn khi đối mặt với đại quân ma hoàng thất thái tử tòng vân nhất là khi có tiên tri ma sư cửu hy và ma hoàng hai lần treo thưởng tình cảnh của diệp chân bắc hải thiên lãng quân huyết hà pháo đài của hắn có thể nghĩ một nháy mắt theo ma hoàng thất thái tử tòng vân rút quân diệp chân có một loại cảm giác một đêm trở lại trước chiến dịch gấp gáp áp lực diệp chân biết hắn nhất định phải làm những gì Cùng lúc đó, một trận chiến liên quan đến vận mệnh của Diệp Trân bắt đầu nổ ra ở lạc ấp càn khôn điện. Ngày 6 tháng 2, Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Tổ Thần Điện Bách Tương Dân Thư nói Diệp Trân chém giết ma tộc tiên Chi ma sư thất hoành chắc chắn sẽ gặp ma tộc ma thần cung, dốc sức trả thù. Đầu tiên là thanh niên thống soái duy nhất trong 10 vạn năm chém giết ma tộc tiên Chi ma sư thất tự, hẳn là cho hắn thành thời gian dài. Tiếp theo, Diệp Trân chém giết tiên Chi ma sư thất tự, phấn chấn quân tâm của ức vạn binh sĩ đại chu, Sĩ khí tướng sĩ tiền tuyến tăng vọt, nhưng nếu Diệp Chân bất hạnh bị ma tộc trả thù tập sát bỏ mình sẽ tạo thành đả kích đối với quân tâm và sĩ khí của tướng sĩ trên tiền tuyến, chính là vô cùng chí mạng. Một khi Diệp Chân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến đại cục chiến sự nhân ma chiến trường. Lần nữa, công tước chính là trọng khí của một quốc, Diệp Chân được phong công, cần triệu hồi về nước làm lễ phong tước để dương quân tâm, ổn quốc cơ. Còn nữa, Diệp Chân chính là người trong tổ thần điện, Chém giết tiên chi ma sư thất tự cần quay lại tổ thần điện, dâng lên đầu của tiên chi ma sư thất tự, tế bái tổ thần điện tổ linh, an ủi linh hồn của các tiên tổ. Trở lên bốn điểm, trong đó đều là một hàm nghĩa và mục tiêu. Chính là thủ tịch đại nhật tế ti tổ thần điện Bách Tương, dâng thư mời nhân tôn Hoàng Cơ Long, triệu hồi diệp chân tử trong vũng bùn chiến dịch ngàn năm của nhân ma chiến trường về nước, miễn cho bị ma tộc cho điên cuồng trả thù, tập sát bỏ mình. Phần tấu chương này vừa lên điện chủ man linh điện trường nhà công chúa lập tức tỏ thái độ đồng ý còn có quan viên tổ thần điện nhất mạch cũng nhao nhao tỏ thái độ tán thành nhưng lại bị quân bộ thượng thư ban lệ kiên quyết phản đối lý do rất đơn giản chiến dịch ngàn năm nhân ma chiến trường chỉ vừa bắt đầu sao có thể triệu hồi hãn tướng như diệp chân được nếu là triệu hồi hãn tướng như diệp chân về để bảo vệ như vậy tướng sĩ sẽ nghĩ như thế nào đó mới chân chính là ảnh hưởng quân tâm vì thế quân bộ thượng thư ban lệ và thủ tịch đại nhật tế ti đã nổi lên khẩu chiến thế nhưng dù quan viên tổ thần điện nhất mạch người đông thế mạnh nhưng chuyện quân cơ cần giải quyết chính là quân bộ thượng thư ban lệ một mẫu ba phần đất hắn nói một câu đã bằng một trăm câu của quan viên không ở trong quân bộ cho dù trong lòng nhân tôn hoàng cơ long đồng ý nhưng cũng không thể làm gì chỉ có thể giữ chuyện này đợi đến hai ngày sau thương nghị trên đại triều hội nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ vừa nhận được tin tức đại quân ma hoàng thất thái tử tổng vân rút lui làm cho Đại Đô đốc Cơ Nguyên có chút buồn bực, uổng bọn hắn vụng trộm tính toán nửa ngày viện quân, làm cho Diệp Chân biến thành một mình, mượn địch chi thủ chém giết Diệp Chân, không nghĩ tới địch nhân này rút lui trước lui. Mặc dù bọn hắn biết đại quân ma hoàng thất thái tử Tòng Vân rút lui quỷ dị như vậy tất có hậu thủ, nhưng vẫn vô cùng buồn bực. Đại Đô đốc vừa lấy được chỉ dụ, bệ hạ mệnh lệnh Đại Đô đốc trên đại triều hội tiếp theo, lấy thân phận nhân ma chiến trường Đại Đô đốc phát biểu ý kiến cho Diệp Chân đi, hay ở nhưng thái giám truyền đạt khẩu dụ này lại ngoài định mức nói thêm với thuộc hạ một câu cổ nguyệt đến báo chuyện tham mưu nói lông mày đại đô đốc cơ nguyên dương lên câu gì thái giám kia thuận miệng sách một câu nói bệ hạ đã từng tán thưởng diệp chân này ngày sau có thể làm trụ cột quốc gia trụ cột quốc gia sao ly thân vương cơ nguyên cười lạnh nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha